đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. chương 2021, Phục sinh, khủng bố bộ xương, tại đây nơi đại điện chính giữa phía trước nhất dưới mặt đất. Một cái bạch ngọc quan tài chôn ở nơi đó. Dưới mặt đất rãnh vừa vặn dẫn tới cái này bạch ngọc quan tài. Tại đây khẩu bạch ngọc quan tài dưới đáy có một cái cửa động, rãnh bên trong rất nhiều tiên huyết, cuối cùng toàn bộ thông qua cửa động chảy vào bạch ngọc trong quan tài chỉnh chiếc quan tài chu vi nhất thời mùi máu tanh nước muối thế nhưng trên mặt đất gạch đá có trở ngại cách mùi công hiệu trên mặt đất người căn bản người không thấy dưới mặt đất cái kia nước muối mùi máu tanh tại hết thảy tiên huyết đều chảy vào bạch ngọc trong quan tài sau chỉnh chiếc quan tài tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt chung quanh mùi máu tanh vô ảnh vô tung biến mất rồi thật giống đều bị cái này bạch ngọc quan tài cho nuốt chừng mà lúc này bên trong đại điện Tại Tần Chu lựa chọn khoanh tay đứng nhìn sau đó Dư Chí Minh đám người là hoàn toàn không có lo lắng, bọn hắn không chút kiêng kỵ ánh mắt như ngừng lại Diệp Thần phong bọn người trên thân bên trong cơ thể của bọn họ thật khí thế nhanh chóng tăng vọt. Dù sao triệu Bá, Lý Bá cùng Chu Tam Thông đều có địa thần cảnh thực lực. Hơn nữa bây giờ triệu Bá cùng Lý Bá đều tại địa thần cảnh 7 tầng rồi. Dư Chí Minh tuy nói là thiên thần cảnh cường giả, nhưng hắn dù sao chỉ là thiên thần cảnh một tầng sơ kỳ thực lực mà thôi. Dư Chí Minh đám người khí thế từng đợt áp bức hướng về phía Diệp Thần Phong đám người, Tiết Huyền Tình thật chặt thủ hộ ở Diệp Thần Phong bên cạnh, bây giờ liên tần thuyền đều mất đi công chính rồi, hay là cho rằng cử tử nhất sinh rồi, Tiết Huyền Tình chủ động nắm chặt rồi Diệp Thần Phong thủ trưởng, người nhỏ giọng nói, còn nhớ lời ta từng nói sao? Ngươi là ta Tiết Huyền Tình nam nhân, trước đó đã tạ ngươi giúp ta tăng lên thực lực, hiện tại hẳn là đổi ta tới bảo vệ ngươi rồi, coi như là chúng ta cùng chết rồi. Tại trên đường Hoàng Tuyền cũng có thể làm cái bạn. Diệp Thần Phong cảm thụ tiết huyền tình nhu, mềm lạnh lẽo thủ trưởng. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được nữ nhân này đối với hắn loại kia mơ hồ tình cảm. Đối mặt Dư Chí Minh đám người, hắn duy nhất có thể làm chính là đem tiết huyền tình đám người đưa vào bên trong tiểu thế giới. Nhưng chỉ sợ hắn chỉ cần một có động tác, Dư Chí Minh đám người hội lập tức động thủ. Muốn đem so với thực lực mình cao người đưa vào tiểu thế giới đối phương nhất định phải không thể dễ dụa. Hơn nữa bàn tay của hắn nhất định muốn chạm vào đối phương, hắn nhiều nhất một lần có thể mang hai người đưa vào tiểu thế giới. Nhưng hắn bên này nhưng có bốn người đây, e sợ chờ hắn đem hai người đưa vào tiểu thế giới trở ra, hai người khác đã chết tại dư chí minh trong tay bọn họ rồi, Diệp Thần Phong không làm được bỏ lại đồng bạn sự tình. Mà đang ở dư chí minh bọn người thân thể bên trong thật khí thế càng lúc càng cường hãn thời điểm, chỉ nghe ầm một tiếng vang vọng ở bên trong đại điện, sau đó tại đại điện chính giữa phía trước nhất vị trí, nơi đó đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng, sát theo đó, một cái bạch ngọc quan tài từ lỗ hổng bên trong từ từ được đưa lên. Tại đây khẩu bạch ngọc quan tài xuất hiện sau, ở đây ánh mắt của mọi người đều bị hắn hấp dẫn, bao quát sư chí minh mấy người cũng tạm thời đình chỉ động tác. Ai? Một tiếng già nua thở dài từ bạch ngọc trong quan tài đột nhiên truyền ra, ở đây tất cả mọi người thần kinh đột nhiên căng thẳng này nhưng là một cái viễn cổ thời đại mộ nơi này trong quan tài làm sao có khả năng còn có người sống nhưng kia một tiếng thở dài khí là rõ ràng như thế tất cả mọi người vi vi nín thở lão bạch thanh âm tại diệp thần phong trong đầu vang lên tiểu ra hỏa chính ngươi cẩn thận trong quan tài đồ vật e sợ không đơn giản tại lão bạch nói xong bạch ngọc quan tài nắp quan tài lại đang tự chủ từng điểm từng điểm rời đi từ trong quan tài duỗi ra một bàn tay, bất quá trên cái bàn tay này không có bất kỳ một tia huyết nhục rồi, thuần túy là xương trắng um tùm rồi. lại là ầm um, một tiếng, nắp quan tài bay thẳng hướng về phía giữa không trung, cuối cùng mất rơi trên mặt đất. từ trong quan tài đi ra một bộ màu trắng bộ xương, bộ xương khô này trên người mặc dù không có bất kỳ da thịt cùng thịt, thế nhưng hắn tại chạm giống xương chính giữa. Có tiên huyết chậm rãi ở trong đó chảy xuôi, những máu tươi này phải là những kia chết đi người tu luyện huyết dịch. Bộ xương khô này hốc mắt bên trong liều lĩnh hai đạo ánh sáng xanh lục, người bên ngoài toàn bộ cảm giác không ra trên người hắn có bất kỳ khí thế. Bộ xương cánh tay phải vung lên, giữa không trung sáu bản cổ tịch nhất thời mất rơi trên mặt đất, liền bao vây lấy cổ tịch năng lượng cũng đã biến mất. Bộ xương khô này tuy rằng quỷ dị, nhưng người ở chỗ này cảm giác không ra hắn có bất kỳ khí thế cho nên tại ngũ tinh bí pháp trước mặt dư chí minh các loại sáu người hoàn toàn không để ý đến cái này cụ màu trắng bộ xương bọn hắn lập tức đem mất rơi trên mặt đất cổ tịch đoạt vào trong tay nhưng khi bọn họ mở ra cổ tịch thời điểm cổ tịch thượng thậm chí ngay cả một chữ đều không có dư chí minh cùng tần chu đám người sắc mặt trở nên có chút khó coi bộ xương khô này ngoác miệng ra hợp lại từ miệng hắn bên trong phát ra một đạo âm trầm âm thanh, vô vị, thực sự là quá vô vị rồi, ta muốn nhìn thấy là đồng bạn ở giữa chém giết, không nghĩ tới các ngươi những người này không phải cùng một đường. Nguyên bản là có cừu hận, này không sẽ chờ cho ta thành toàn các ngươi sao, ta quỷ ngạo cũng không thích lấy giúp người làm niềm vui. Tần Chu cùng Dư Chí Minh đám người nghe được quỷ ngạo lời nói sau, bọn hắn lập tức biết nơi này cái gì ngũ tinh bí pháp căn bản là chỉ là một cái cạm bẫy mà thôi, vì chính là để đồng thời tới chỗ này đồng bạn lẫn nhau chém giết. Trong lúc nhất thời Tần Chu cùng Dư Chí Minh các loại trong lòng người lửa giận thiêu đốt, tuy rằng Dư Chí Minh cùng vạn cao thượng bọn hắn muốn giết chết Diệp Thần Phong, nhưng là bọn hắn cũng muốn có được ngũ tinh bí pháp, bọn hắn đồng dạng cảm giác mình bị chơi sỏ, nhìn xem phía trước mặt dáng rất khủng bố, nhưng không có một chút nào khí thế bộ xương, tinh thần tông vạn cao thượng cái thứ nhất dễ kích động. Vạn Cao thượng quát, ta quản ngươi đã từng là không phải viễn cổ thời đại cường giả, ngươi bây giờ chỉ là một bộ bộ xương mà thôi, một bộ không có bất kỳ khí thế bộ xương, đem ngươi giấu ở trong mộ bảo vật toàn bộ lấy ra đi. Bằng không chúng ta đem ngươi khô lâu này cũng cho đánh tan. Tại Vạn Cao thượng xem ra một bộ xương khô mà thôi, gân mạch không có, chuyện này ý nghĩa là không có linh khí dòng sông rồi, cũng tương tự nói rõ bộ xương khô này căn bản không đáng sợ rồi. Cho nên vạn cao thượng tại nhất thời nhịn không được dưới tình huống, hắn mới dám đối bộ xương khô này nói ẩu nói tả. Mà chính lúc lúc này, lão Hắc Giang vận thiên thanh âm gấp gáp vang lên, "Tiểu tử, mau chóng rời đi nơi này, bộ xương khô này tuyệt đối không phải ngươi có thể đối phó, coi như là thiên thần cảnh cường giả tại bộ xương khô này tay cũng không có sống sót hy vọng." Nghe được lão Hắc gấp gáp thanh âm đồng thời, chỉ thấy bộ kia màu trắng bộ xương ánh mắt nhìn về phía vạn cao thượng tay phải của nó bỗng nhiên hướng về vạn cao thượng tìm tòi, sau đó, tay phải của hắn cánh tay trong nháy mắt nhanh chóng kéo dài, tấn mãnh hướng về vạn cao thượng đánh tới. Địa thần cảnh tầng 6 sơ kỳ vạn cao thượng, hắn đang nhìn đến bộ xương kéo dài mà lại hướng hắn tấn công tới cánh tay, trong cổ họng hắn quát lạnh một tiếng sau đó khi hắn quanh thân lập tức hình thành một tầng dày đặc bình phong phòng ngự. Trong miệng hắn lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi cái này cụ không có linh khí dòng sông, không có thức hải bộ xương, cũng muốn phá vỡ phòng ngự của ta. Người bớt ở chỗ này nằm mơ, bây giờ không phải là viễn cổ thời đại rồi, bây giờ là của chúng ta thời đại, ngươi. Nhưng mà, vạn cao thượng trong cổ họng thanh âm lại đột nhiên dừng lại, chỉ thấy bộ kia màu trắng bộ xương kéo dài thủ trưởng, dĩ nhiên dường như kim nhọn đâm phá khí bóng bình thường liền đem vạn cao thượng trầm trọng phòng hộ cho phá tan rồi. Sau đó, bộ xương thủ trưởng thế như trẻ che tiến vào vạn cao thượng ngực, trực tiếp đem vạn cao thượng trái tim kéo xuống. Xì xì, một tiếng. Vạn cao thượng trái tim trực tiếp được cái này cụ màu trắng bộ xương cho nắm. Bảo, Diệp Thần Phong tại thấy cảnh này sau, hắn muốn lập tức để tiết huyền tình cùng hắn cùng rời đi, nhưng chỉ thấy bộ kia màu trắng bộ xương song tay run một cái, nhất cổ khổng lồ khí lưu ở trong đại điện nhanh đổi, sau một tầng màu xanh kết giới ở trong đại điện hình thành. Kết giới bên trong đã hạn chế không gian chi lực, chỉ sợ là bộ xương khô này lo lắng có người lợi dụng pháp tắc không gian, trừ không gian chi lực bị hạn chế ở ngoài, còn lại pháp tắc đều không có bị hạn chế. Bao phủ lại đại điện kết giới cực kỳ cường hãn. Có kết giới này sau đó chỉ sợ cũng cả thiên thần cảnh bảy tầng cường giả cũng không cách nào tiến vào bên trong đại điện rồi. Tại đem địa thần cảnh vạn cao thượng tiện tay giải quyết, lại ở trong đại điện bố trí cường hãn kết giới, sau đó bộ xương khô này ánh mắt lần thứ hai tập trung vào Diệp Thần Phong nhóm người trên thân. Bây giờ pháp tắc không gian bị hạn chế, hỗn độn nhẫn không cách nào sử dụng. Mà bố trí kết giới này, để trong đại điện người không cách nào ra ngoài, đại điện bên ngoài người không cách nào đi vào, Diệp Thần Phong cùng Tần Chu đám người chỉ có thể tùy ý bộ xương khô này làm thịt sao? căn cứ vừa vặn cái này cụ uy nghiêm đáng sợ màu trắng bộ xương tiện tay giải quyết địa thần cảnh tầng 6 sơ kỳ vạn cao thượng, chỉ sợ coi như là thiên thần cảnh cường giả ở trong mắt hắn cũng căn bản không đáng chú ý, nhưng bộ xương khô này rõ ràng không có khí thế vân. Vân, thực lực của hắn tại sao trả hội cường hãn như vậy? chương 2022, Đoạt Thân Trong đại điện yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở vang vọng ở trong đó, cái này của tên là quỷ ngạo bộ xương như thế hời hợt, liền đem địa thần cảnh tầng 6 sơ kỳ vạn cao thượng giải quyết. Đến giờ phút này rồi, tần chu cùng dư trí minh đám người mới phát hiện ra bộ xương khô này khủng bố. Cái này cổ mộ đích thật là viễn cổ thời đại. Quỷ ngạo chính là viễn cổ thời đại một tên ma, tu, tuy nhiên tại viễn cổ thời đại hắn có thể đủ có thể xưng tụng là chân chính cường giả rồi, nhưng coi như là cường giả cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết trừ phi có thể siêu thoát luân hồi đến sống mãi mà tại đây cái quỷ ngạo tuổi thọ muốn tới phần cuối trước đó hắn trong lúc vô tình đã lấy được một loại trọng sinh chi pháp muốn muốn trùng sinh liền tất cần phải có một bộ thích hợp thân thể muốn gặp phải thích hợp thân thể là thập phần không dễ hay là mấy vạn năm thậm chí là mười mấy vạn năm mới có thể xuất hiện một bộ thích hợp sống lại thân thể cho nên tại quỷ ngạo thời đại kia hắn tìm khắp thiên sơn vạn thủy Hắn cũng không có tìm được thích hợp hắn sống lại thân thể. Bất quá, hắn lấy được loại kia trọng sinh chi pháp trong, ghi chép rất nhiều bí thuật, trong đó có một loại bao bọc của mình xương cốt, để ý thức của mình tiến vào xương cốt bên trong, sau đó tiến vào ngủ say, lấy phương thức này một mực sống sót phương pháp. Cái này mộ cũng là quỷ ngạo tự tay bố trí, hắn ở cái này trong mộ bố trí một ít cảm ứng trận pháp, chỉ khi nào thích hợp hắn sống lại thân thể xuất hiện, cái này mộ mới sẽ từ dưới mặt đất nổi lên. Đương nhiên biến thành bộ xương quỷ ngạo, hắn nhất định muốn rất nhiều người tu luyện huyết dịch, hắn mới có thể từ trong quan tài đi ra khôi phục một ít năng lực. Diệp Thần Phong bọn hắn nhóm đầu tiên tiến vào trong mộ, trong đó có thích hợp quỷ ngạo sống lại thân thể, hắn đương nhiên sẽ không để này nhóm người thứ nhất thân thể nổ tung mà chết được rồi. Mà cái này trong mộ các loại cơ quan đều là thử thách, quỷ ngạo cần thân thể nhất định muốn ở mọi phương diện đều phi thường hoàn mỹ. Nếu như ngay cả những này cơ quan đều không thông qua, như vậy quỷ ngạo tình nguyện tiếp tục ngủ say đi, chờ đợi một bộ thích hợp thân thể xuất hiện. Quỷ ngạo ánh mắt như ngừng lại diệp thần phong trên người. Hắn cần chính là diệp thần phong bộ thân thể này. Kỳ thực vừa vặn cho dù dư trí minh đám người nhanh chóng đối diệp thần phong động thủ, quỷ ngạo cũng sẽ lợi dụng năng lực của mình ngăn cản lão bạch cùng lão hắc cũng chưa từng nghe nói quỷ ngạo một người như vậy. Hoặc là cái này quỷ ngạo là viễn cổ thời đại sơ kỳ cường giả, hoặc là quỷ này ngạo là hai người bọn họ sau khi chết mới xuất hiện cường giả. Bất quá, bây giờ điểm này đã không trọng yếu, được quỷ ngạo nhìn chằm chằm diệp thần phong, hắn vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, lấy hắn thực lực hôm nay e sợ mượn lão bạch cùng lão hắc sức mạnh, đồng dạng là không đánh được quỷ này ngạo. Liều mạng câu thông hỗn độn nhẫn, nhưng tại này bị hạn chế pháp tắc không gian địa phương. Hắn căn bản câu thông không được hỗn độn chiếc nhẫn, trừ phi Diệp Thần Phong sức mạnh có thể vượt qua nơi này kết giới, hắn mới có thể không nhìn trong kết giới không gian hạn chế lực lượng. Quỷ ngạo cái này của màu trắng bộ xương, hắn tự nhủ tại ta thu được sau khi sống lại, nhất định phải lập tức yếu mấy cái còn sống người tu luyện tới làm thế. Luyện, như vậy ta là có thể mau chóng thích ứng toàn bộ thân thể mới rồi. Ngược lại, quỷ ngạo nhìn hướng tần chu đám người, nói ra, tiện nghi các ngươi, các ngươi vẫn có thể sống thêm một ít thời gian. Tại quỷ ngạo vừa dứt lời thời khắc, chỉ thấy thân ảnh của hắn bỗng nhiên chuyển động, hắn biến mất ở trong không khí. Không đúng, là quỷ này ngạo tốc độ quá nhanh rồi, nhanh để tất cả mọi người tại chỗ đều không cách nào thấy rõ rồi chứ, quỷ này ngạo khi còn sống thực lực mạnh như thế nào e sợ thiên thần cảnh bảy tầng đỉnh phong cường giả cũng không cách nào nhanh đến tốc độ như vậy. Tần Chu, Dư Chí Minh, Cổ Hoàng Văn, Kim Lương bằng hiếu cùng Trần Nguyên Hóa năm người này. Bọn hắn liền cơ hội phản ứng cũng không có, chỉ cảm thấy một trận kình phong ở bên cạnh bọn hắn thổi qua, bọn hắn năm cái thân thể liền cứng ngắc không cách nào nhúc nhích. Tần Chu các loại năm người trong nháy mắt trợn to hai mắt, bọn hắn trong con người tràn đầy vô tận sợ hãi, bọn hắn nhìn xem bóng người lần thứ hai hiện lên quỷ ngạo, tại quỷ ngạo trước mặt, thực lực của bọn họ dường như ba tuổi tiểu hài bình thường. Trong năm người tần chu vẫn tính là so sánh bình tĩnh, hắn nói ra, vị tiền bối này, chúng ta vô ý mạo phạm ngài. Chúng ta chính là cái thời đại này người tu luyện, tiền bối ngài ngủ sai lâu như vậy. Ngài khẳng định không biết bây giờ thời đại này rồi, chả xin tiền bối ngài mở ra một con đường chúng ta nhất định sẽ tận lực thỏa mãn tiền bối yêu cầu của ngài, để tiền bối ngài nhanh chóng thích ứng cái thời đại này. Tại thế giới cường giả vi tôn này trong, có thực lực chẳng khác nào có quyền sinh quyền sát, cho nên ở bộ này quỷ dị bộ xương trước mặt, Tần Chu lựa chọn cúi đầu cầu sinh. Dư Chí Minh giờ khắc này nơi nào chả quan tâm được muốn giết Diệp Thần Phong. Hắn xuất hiện tại tính mạng của mình đều khó bảo toàn, hắn hoàn toàn không có thiên thần cảnh cường giả chấn định, Hắn có chút hốt hoảng nói ra, tiền bối, ta là bây giờ cái thời đại này một người trong đại tông môn bên trong người, chỉ cần tiền bối ngài nguyện ý, ngài có thể tới chúng ta tông môn làm thái thượng trưởng lão, dựa vào tiền bối thực lực của ngài, chúng ta có thể vì tiền bối ngài cung cấp tất cả tài nguyên tu luyện. Tại Dư Chí Minh không quan tâm tôn nghiêm cầu xin tha thứ sau đó cổ Hoàng Văn mấy người cũng lần lượt mở miệng cầu xin tha thứ. Bởi vì tần chu cùng Dư Chí Minh đám người Bọn hắn phát hiện nay trong cơ thể cả cái gì một điểm linh khí cũng tăng lên không đứng lên, này trước mặt quỷ ngạo rốt cuộc là làm sao làm được. Bọn hắn thậm chí vừa vận căn bản không có cảm giác đến quỷ ngạo chạm vào thân thể của bọn họ. Quỷ ngạo khinh thường nói, bây giờ thời đại này cường giả chính là các ngươi như vậy. Nếu quả như thật đúng vậy lời nói, như vậy ta quỷ ngạo liền đem quét ngang cái thời đại này, đem cái thời đại này hoàn toàn thống nhất lại, cái gì chó má tông môn thái thượng trưởng lão? ngươi cho rằng đối với ta có sức hấp dẫn sao? Yên tâm, các ngươi đều là ta cần dùng để tế. Luyện, hiện tại liền cẩn thận hưởng thụ cuộc sống cuối cùng một quãng thời gian đi. Quỷ ngạo bóng người lại biến mất rồi. Lúc này tiết huyền tình đám người cảm giác được một trận kinh phong thổi qua sau đó bọn hắn liền cũng không cách nào nhúc nhích. Bây giờ duy nhất có thể nhúc nhích cũng chỉ có Diệp Thần Phong rồi, xem ra quỷ ngạo cũng không hề đối Diệp Thần Phong động thủ đứng ở Diệp Thần Phong trước mặt cách đó không xa quỷ ngạo, hắn cười nói, tiểu tử, thực lực của ngươi tuy rằng rất yếu, nhưng thân thể của ngươi phi thường thích hợp ta hồi sinh, người bộ thân thể này ta muốn rồi. Sau khi nói xong, quỷ ngạo nhất thời hướng về Diệp Thần Phong lướt đi tới đi, đối mặt quỷ ngạo tốc độ, Diệp Thần Phong căn bản không có cơ hội tránh né, đồng thời Lão Bạch cùng Lão Hắc cũng có vẻ cực kỳ nghiêm nghị. Liền tính hai người bọn họ thanh sức mạnh cho mượn Diệp Thần Phong, chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì chỉ thấy quỷ ngạo trực tiếp đụng vào diệp thần phong trên người hắn chỉnh phó xương cốt dĩ nhiên trực tiếp sáp nhập vào diệp thần phong bên trong thân thể hắn chỉ muốn dùng của mình xương cốt để thay thế diệp thần phong xương cốt sau đó tại đem diệp thần phong ý thức xóa đi để ý thức của mình khống chế thân thể này hắn liền có thể thu được sống lại thấy cảnh này tiết huyền tình người không khỏi hô thần phong chỉ thấy diệp thần phong thân thể uốn cong Cả người trên mặt lập tức lộ ra vẻ thống khổ, bàn tay bỗng nhiên chăm chú nắm thành quyền đầu. Diệp thần phong chỉ cảm thấy quỷ ngạo bộ này xương cốt phải đem hắn xương cốt cho nặn đi ra, diệp thần phong cũng sẽ không ngồi chờ chết, bên trong thân thể của hắn linh khí cấp tốc vận chuyển, trên mặt biểu lộ khi thì giữ tợt, khi thì điên cuồng. Tại quỷ ngạo xương cốt tiến vào diệp thần phong thân thể sau, lão bạch cùng lão hắc căn bản không giúp được gì, bọn hắn tại diệp thần phong bên trong thân thể động thủ rất có thể sẽ đối với Diệp Thần Phong tạo thành không cách nào cứu vãn thương tổn. Quỷ ngạo xương cốt khi tiến vào Diệp Thần Phong trong cơ thể sau đó hắn nói ra, tiểu tử, thân thể của ngươi bên trong vẫn còn có hai sợi tàn hồn. Xem ra ngươi cũng đã lấy được không ít cơ duyên. Hả, tại ngươi bên phải ngược chẳng lẽ là tinh không chi thạch sao? Ha ha ha, xem ra là ông trời để cho ta muốn trùng sinh quật khởi, sau này mảnh này thiên chính là thuộc về ta quỷ ngạo được rồi. Bây giờ quỷ ngạo xương cốt tiến vào diệp thần phong bên trong thân thể, quỷ ngạo thanh âm chỉ có diệp thần phong có thể nghe được, những người còn lại đều thì không cách nào nghe thấy. Tiểu tử, người vẫn rất ngoan cường, nếu không phải thu được thân thể ngươi thời điểm, không thể niêm phong lại ngươi linh khí, ngươi căn bản không kiên trì được lâu như vậy, như vậy trước tiên để cho ta tới đem ngươi ý thức cho xóa đi đi. Đến lúc đó ngươi nên thì sẽ không chống cự rồi quỷ ngạo ý thức nhanh chóng thẩm thấu tiến vào diệp thần phong nghi tâm trong óc, làm ý thức của hắn tiến vào diệp thần phong thức hải nháy mắt, hắn trong nháy mắt há hốc mồm. Ba mảnh mãnh liệt vô cùng thức hải, nhanh chóng sôi trào, chúng nó hiển nhiên là không hoan nghênh quỷ ngạo xông vào. Hơn nữa tại thức hải phía trên còn có một đạo cửu thiên huyền lôi. Chỉ nghe quỷ ngạo giận dữ hết, đáng chết, người tiểu tử này rốt cuộc là ai? Đối với quỷ ngạo gầm lên giận dữ, ở đây Tần Chu cùng Tiết Huyền Tình bọn người là không nghe thấy, Tiết Huyền Tình cùng Triệu Bá đám người vẻ mặt lo lắng nhìn xem Diệp Thần Phong, Tần Chu thì ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Thần Phong, về phần Dư Chí Minh đám người bọn hắn vừa có sợ hãi, lại có cười trên sự đau khổ của người khác, bọn hắn nhìn có chút hả hê là Diệp Thần Phong bây giờ vô cùng thống khổ biểu lộ. Chương 2023, Diệt Quỷ Ngạo. Kinh mọi người. Đối mặt quỷ ngạo, Tất cả mọi người tại chỗ hầu như cũng đã rơi vào trong tuyệt vọng rồi. Quỷ ngạo dễ như ăn cháo liền để thân thể của bọn họ không cách nào nhúc nhích, bọn hắn tại quỷ ngạo trước mặt quả thực liền con kiến cũng không bằng. Vừa vặn quỷ ngạo khi tiến vào Diệp Thần Phong trong cơ thể trước đó nói một câu nói, làm cho ở đây đều rõ ràng quỷ ngạo dụng ý, quỷ này ngạo là muốn mượn thể trọng sinh, trên thế giới này thật sự có loại sống lại này phương pháp. Trên mặt hiện ra thống khổ Diệp Thần Phong hắn không khỏi quỳ một gối xuống ở trên mặt đất, hai bàn tay thật chặt ấn lại đầu của mình. Tiết huyền tình đám người nhìn thấy Diệp Thần Phong giấy ruộng dáng dấp, trong lòng bọn họ đã ôm quyết tâm quyết tử rồi, nhưng bọn họ không muốn nhìn thấy Diệp Thần Phong thống khổ như vậy, cuối cùng còn muốn được một bộ xương khô cho mượn thể sống lại, nhưng bọn họ hiện tại không giúp được bất kỳ bận rộn, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, Diệp Thần Phong bị đoạt đi thân thể. Mà Tần Chu cùng dư trí minh đám người phía bên kia tại Diệp Thần Phong biểu hiện ra thiên phú sau đó Tần Chu thái độ đối với Diệp Thần Phong là cải biến, bất quá, tại ngũ tinh bí pháp trước đó, hắn lại một lần lựa chọn có chút không công bằng, bây giờ hắn có chút hối hận tiến vào chỗ này trong mộ rồi, nhớ hắn đường đường thiên thần cảnh cường giả, lại đang một bộ xương khô trước mặt liền một tia sức phản kháng cũng không có, hắn biết xuất hiện tại chính mình chỉ còn nước chờ chết. Dư Chí Minh cùng cổ hoàng văn đám người, bọn hắn cũng biết mình là chắc chắn phải chết rồi, tại chính thức mặt sắp tử vong trước đó, trong lòng bọn họ còn có một tia mừng rỡ, tối thiểu Diệp Thần Phong đã bị chết ở tại bọn hắn đằng trước. Diệp Thần Phong trong nghi tâm, ba mảnh thức hải mãnh liệt vô cùng lăn lộn, chúng nó tại xa lánh quỷ ngạo một màn kia ý thức. Thức hải phía trên cửu thiên huyền lôi cũng thỉnh thoảng ánh chấp hiện ra, từng đạo thiên lôi bổ về phía quỷ ngạo ý thức. Quỷ ngạo sớm đã không còn vừa vặn thong dong bình tĩnh. Ý thức của hắn tại Diệp Thần Phong trong óc khắp nơi tán loạn người dĩ nhiên có thể đồng thời tu luyện ba loại công pháp, tạo thành ba mảnh thức hải. Hơn nữa người tu luyện ba loại công pháp cũng nên đều là vô thượng chi pháp. Bằng không không thể hình thành mạnh mẽ như thế thức hải, lẽ nào ngươi cho rằng nắm giữ ba mảnh thức hải là có thể ngăn cản ta đoạt đi thân thể của ngươi sao? Ngươi ít ngây thơ. Hiện tại ta là càng ngày càng hưng phấn. Ngươi những thiên phú này sau này đều là thuộc về ta, nói thật ra, ta thật hẳn là muốn hảo hảo cảm tạ ngươi. Quỷ ngạo thanh âm không ngừng tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên, tuy rằng quỷ ngạo mất đi thong dong bình tĩnh, thế nhưng tại ba mảnh thức hải xa lánh dưới, vẫn là không cách nào đem quỷ ngạo ý thức triệt để đuổi ra ngoài, dù sao Diệp Thần Phong thực lực bây giờ vẫn là quá yếu rồi. Quỷ ngạo ý thức chủ động thối lui ra khỏi Diệp Thần Phong thức hải, hắn nói ra, nếu không cách nào trước tiên bôi đi ý thức của ngươi, như vậy ta cứ tiếp tục trước đem ngươi toàn thân xương cốt cho chen ra ngoài, để cho ta xương cốt tổ tiên thay xương cốt của ngươi lại nói. Quỷ ngạo điên cuồng chèn ép diệp thần phong xương cốt, quát hoán cốt đại pháp. Này hoán cốt đại pháp đồng dạng là quỷ ngạo lấy được loại kia trọng sinh chi pháp bên trong một loại bí thuật, chỉ cần này hoán cốt đại triển khai ra, gần như có thể lập tức thay thế được đối phương xương cốt. Bất quá, này hoán cốt đại pháp cực kỳ tiêu hao tinh. Nguyên, cho nên, trước đó quỷ ngạo không có ngày đầu tiên thi triển, chỉ sợ hắn thi triển hoán cốt đại pháp, cho dù cuối cùng lợi dụng diệp thần phong thân thể trọng sinh rồi. Chỉ sợ hắn cũng cần một quãng thời gian rất dài điều dưỡng. Hiện tại quỷ ngạo không cách nào xóa đi diệp thần phong ý thức, hắn hiện tại chỉ có thể thi triển này hoán cốt đại pháp rồi. Quỷ ngạo cái kia tiến vào diệp thần phong thân thể xương cốt, đột nhiên tản ra u nhiên bạch quang, tại đem diệp thần phong của mình xương cốt từ từ nặn đi ra tiểu tử ngươi liền ngoan ngoãn đem cơ thể ngươi giao cho ta đi. Diệp thần phong của mình xương cốt tại thoát cách mình gân mạch cùng huyết nhục, loại thống khổ này làm cho hàm răng của hắn thật chặt cắn, từ trong miệng của hắn không ngừng tràn ra từng tia từng tia tiên huyết. Trong cơ thể hắn linh khí thôi phát đã đến cực hạn, trong tròng mắt huyết hồng một mảnh. Hai con theo như ở trên mặt đất bàn tay, đột nhiên cong queo. Mười ngón tay đầu trực tiếp lâm vào mặt đất gạch đá bên trong lão bạch cùng lão hắc tâm tình trở nên trầm trọng vô cùng hắn muốn yếu ra tay giúp đỡ diệp thần phong nhưng hôm nay quỷ ngạo xương cốt liền ở diệp thần phong trong cơ thể nếu như bọn họ ra tay rất có thể sẽ dẫn đến diệp thần phong biến thành một kẻ tàn phế nói cách khác hiện tại diệp thần phong chỉ có thể dựa vào chính mình rồi còn nữa lão bạch cùng lão hắc bây giờ tàn hồn mới khôi phục một điểm nếu như bọn hắn tàn hồn có thể khôi phục lại hoàn chỉnh linh hồn trạng thái như vậy chuyện nhỏ này đối với bọn hắn tới nói quả thực là quá tiểu nhi khoa, bởi vì bọn họ đoán chừng quỷ này ngạo coi như là sống sót thời điểm trạng thái đỉnh cao, thực lực khẳng định cũng kém xa Tít tắp hai người bọn họ khi còn sống. Song mắt đỏ bừng Diệp Thần Phong, trong đầu hắn nhớ lại một đường lấy đến mình kiên trì, hắn muốn để người ở bên cạnh đều đến sống mãi, vĩnh viễn cùng hắn sinh hoạt chung một chỗ, đây là hắn một mực kiên trì cho tới bây giờ niềm tin. Tại bên trong tiểu thế giới chả có rất nhiều người thân yêu cầu hắn, hắn tuyệt đối không thể chết ở nơi này, trong cổ họng hắn khàn cả giọng gào thét một tiếng, a -hát. Muốn thay thế được diệp thần phong xương cốt, quỷ ngạo không thể chỉ dùng man lực, bằng không hắn căn bản không dùng thi triển hoán cốt đại pháp, dựa vào sức mạnh của hắn dễ như ăn cháo là có thể đem diệp thần phong xương cốt sắp xếp đi ra, nhưng như vậy sử dụng man lực sẽ khiến cho hắn xương cốt cùng diệp thần phong thân thể độ phù hợp không hoàn mỹ tương lai về mặt tu luyện khó mà có quá lớn tiến triển. Tại Diệp Thần Phong khàn cả giọng giống một tiếng sau đó hắn bằng vào niềm tin của chính mình, để cho mình xương cốt lần thứ hai chậm rãi cùng gân mạch, huyết nhục dán hợp lại cùng nhau. Quỷ Ngạo cảm giác được điểm này sau đó hắn ngưng trọng nói, "Được lắm niềm tin ngoan cường tiểu tử, tại ta thi triển Hoán Cốt Đại Pháp sau, ngươi lại còn có thể kiên trì đến một bước này." "Bất quá, thân thể của ngươi nhất định là thuộc về ta." một lần hoán cốt đại pháp không được, ta liền thi triển hai lần, hai lần không được ta liền thi triển ba lần, chẳng qua tại ta lợi dụng thân thể của ngươi sau khi sống lại, ta nhiều điều dưỡng cái chừng 10 năm. Hoán cốt đại pháp Diệp thần phong trong cơ thể quỷ ngạo xương cốt lần thứ hai tản ra màu trắng ánh sáng âm u. Sát theo đó, quỷ ngạo lại quát, hoán cốt đại pháp. Hắn liên tục điên cuồng liên tục thi triển hai lần, thêm vào trước đó một lần, Hắn đã thi triển ba lần hoán cốt đại pháp rồi Tại quỷ ngạo liên tục thi triển hoán cốt đại pháp dưới tình huống Diệp thần phong hiểu rõ kiên chỉ biến thành tan vỡ Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương cốt đang nhanh chóng thoát ly gân mạch cùng huyết nhục Thân thể của hắn cũng dần dần sụi lơ ở trên mặt đất Ở đây những người còn lại không nghe được quỷ ngạo tại diệp thần phong trong cơ thể nói Bây giờ nhìn thấy diệp thần phong thân thể bắt đầu sụi lơ Bọn hắn biết diệp thần phong thân thể đang bị quỷ ngạo thay thế kế tiếp liền muốn đến phiên bọn hắn những người này, dư chí minh cùng cổ hoàng văn bọn người ở tại vui sướng đồng thời, trên mặt bọn họ lần thứ hai lộ ra sợ hãi, người tu luyện cũng là người, bọn hắn cái nào không có sợ chết đạo lý. Tiết huyền tình đỏ mắt lên, hốc mắt trong nước mắt mông lung, người không phải đang đau lòng chính mình muốn chết rồi, nàng là đang đau lòng diệp thần phong thân thể cũng bị bộ xương khô kia cho thay thế. Nhưng mà, chính lúc thời điểm này, Chính lúc Diệp Thần Phong xương cốt cũng bị chen suốt thân thể của mình lúc, hắn bên phải ngực tinh không chi thạch chủ động vận chuyển. Quỷ ngạo cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi liền an tâm đi đi. Ngươi! Nhưng quỷ ngạo thanh âm bỗng nhiên dừng lại, bởi vì tại tinh không chi thạch vận chuyển trong nháy mắt, nhất cổ hào quang bảy màu tràn ngập đầy Diệp Thần Phong toàn thân. Tại hào quang bảy màu bao phủ bên dưới, quỷ ngạo xương cốt không cách nào xa lánh Diệp Thần Phong xương cốt rồi, mà diệp thần phong xương cốt đang chậm rãi trở về vị trí cũ rồi. hơn nữa hào quang bảy màu đối quỷ ngạo có một loại lực sát thương to lớn. tại quỷ ngạo dừng lại một chút sau đó trong cổ họng hắn phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. ah! quỷ ngạo chỉnh bộ xương khô trực tiếp từ diệp thần phong bên trong thân thể bay ra. đồng thời diệp thần phong bên trong đan điền thất sắc xin sen đại địa chi huyết dĩ nhiên cũng sôi trào lên. thất sắc xin sen trong nháy mắt trào vào diệp thần phong cánh tay phải bên trong. Lão Bạch cùng Lão Hắc cảm thấy điểm này sau đó Lão Bạch nói ra, tiểu gia hỏa, cắt ra tay phải của ngươi ngón tay, đem tiên huyết chiếu vào bộ xương khô kia trên người. Sủi lơ ở trên mặt đất diệp thần phong, tại tinh không chi thạch cùng thất sắc xin sen vận chuyển dưới tình huống, bên trong thân thể của hắn khôi phục một ít sức mạnh, hắn hiện tại trong đầu không lo được suy nghĩ nhiều như vậy, hắn trực tiếp đem tay phải của mình bị rạch rách rồi, tay phải hướng về quỷ ngạo đột nhiên vung một cái. Từ diệp thần phong trong vết thương vứt ra dĩ nhiên là một loại thất sắc huyết dịch, mà không phải thần huyết rồi. Quỷ ngạo thống khổ cùng trên mặt đất bò lên, trong cổ họng hắn giận dữ hết, tiểu tử, thân thể của người ta chắc chắn phải có được, người đừng hòng muốn chạy ra lòng bàn tay của ta. Khả năng quỷ ngạo bởi quá phẫn nộ, hắn căn bản không có tránh né hướng về chính mình tung tới thất sắc giọt máu. Mấy giọt thất sắc giọt máu vừa vặn đã rơi vào quỷ ngạo đầu lâu bên trên. Lập tức, Quỷ ngạo bộ xương thường lại đang điên cuồng mạo yên, hắn xương cốt đang nhanh chóng bị tan rã. A há, tại sao lại như vậy? Đầu của ta, máu của ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ngươi, âm thanh im bặt đi, quỷ ngạo đầu lâu toàn bộ tan rã thành bột phấn, hắn còn lại vị trí chả đang chậm rãi được tan rã đây. Tất cả mọi người tại chỗ thấy cảnh này sau, bọn hắn toàn bộ mất đi năng lực suy tính. Thực lực cường hãn đến cả thiên thần cảnh cũng có thể ung dung giải quyết quỷ ngạo cứ như vậy đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trong tay. Audio điện tử võ tấn bền chương 2024, chủ nhân, chúng ta tới đã muộn. Tinh không chi thạch là trời khoảng không trái tim. Thất sắc xin sen vì đại địa huyết dịch. Mà quỷ ngạo bây giờ lấy bộ xương phương thức tồn tại, không tính là nhân tu cũng cũng không tính là quỷ tu, thứ này lẽ ra không nên tồn tại ở bên trong đất trời. Tinh không chi thạch cùng thất sắc xin sen đại biểu thiên địa, sức mạnh của bọn họ tự nhiên có thể tiêu diệt quỷ này kiêu ngạo. Đương nhiên Diệp Thần Phong chưa bao giờ có thể chủ động thôi phát tinh không chi thạch cùng thất sắc xin sen, khả năng dựa vào hắn sức mạnh bây giờ chả khống chế không được hai loại đồ vật trong truyền thuyết, chỉ có tại đặc biệt dưới tình huống, tinh không chi thạch cùng thất sắc xin sen mới sẽ chủ động phát huy tác dụng. Trên mặt đất quỷ ngạo cái kia một bộ xương khô cuối cùng tan dã chỉ còn dư lại một cái bắp đùi xương rồi. Đồng thời Diệp Thần Phong trong cơ thể tinh không chi thạch cùng thất sắc xin sen cũng đình chỉ vận chuyển, tại quỷ ngạo đầu được tan dã ý thức triệt để tiêu tan sau đó bao phủ lại đại điện kết giới trong nháy mắt biến mất rồi, mà ở nơi có thân thể không cách nào nhúc nhích người, thân thể của bọn họ cũng khôi phục lại năng lực hoạt động. Tất cả mọi người bao quát tiết huyền tình bọn hắn, toàn bộ đều lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc, bọn hắn tuy rằng không biết Diệp Thần Phong trong cơ thể có tinh không chi thạch cùng thất sắc xin sen, nhưng bọn họ thấy rõ ràng mới vừa từ Diệp Thần Phong trong vết thương vứt ra huyết dịch, chính là là một loại thất sắc huyết dịch, hơn nữa loại này thất sắc huyết dịch lại có thể để quỷ ngạo bộ xương tan giã. Diệp Thần Phong trong cơ thể tuyệt đối không phải phổ thông huyết dịch, theo càng cùng Diệp Thần Phong tiếp xúc, tiết huyền tình lại càng phát ra cảm giác Diệp Thần Phong thần bí. Tại không khí của hiện trường có phần vắng lặng thời điểm, trên mặt đất cái kia chỉ còn dư lại một cái bắp đùi xương cốt dĩ nhiên lại chuyển động thật giống con ruồi không đầu tựa như ở trong không khí một trận vọt mạnh cuối cùng dĩ nhiên hướng về tần chu sung kích tới khôi phục năng lực hoạt động tần chu hắn vội vàng tại trước mặt ngưng tụ một cái bảo vệ lá chắn nhưng mà cái kia cái bắp đùi trực tiếp đánh nát tần chu bảo vệ lá chắn cuối cùng đánh vào tần chu trên ngực phốc một tiếng cái kia bạch cốt bắp đùi bàn chân trực tiếp lâm vào tần chu ngực bên trong, từ tần chu miệng bên trong đột nhiên phun suốt một ngụm máu tươi. Hắn lập tức bắt được bạch cốt bắp đùi, dùng sức lôi kéo, đem bạch cốt bắp đùi từ lồng ngực của mình bên trong rút ra, tiền huyết rất nhanh sẽ nhiễm đỏ ngực của hắn. Này bạch cốt bắp đùi cũng không động đậy nữa, mới vừa mới có thể là bạch cốt bắp đùi bên trong trả lưu lại nhất cổ quỷ ngạo sức mạnh, nguồn sức mạnh này làm cho bạch cốt bắp đùi ở trong không khí bay loạn, cuối cùng tần chu đen đuổi bị đánh trúng rồi. Tần chu đang xác định bạch cốt bắp đùi không có dị dạng sau, hắn sau đó đem hắn ném vào một bên, hắn cũng lập tức ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Bộ ngực hắn xương nứt đoạn mất vài gốc, thậm chí được bắp đùi bên trong năng lượng tiến vào bên trong thân thể rồi, ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị không giống trình thương thế, hắn tạm thời là mất đi chiến đấu lực. Một cái quỷ ngạo một ít còn sót lại bạch cốt bắp đùi, là có thể đem thiên thần cảnh tần chu bị thương thành bộ dáng này. Mọi người ở đây lại một lần nữa nhận thức được quỷ ngạo thực lực. Tại tần chu sau khi bị thương, Dư Chí Minh cùng cổ hòng bọn người từ ngây người bên trong phản ứng đi qua, bọn hắn ánh mắt không có hảo ý nhìn xem diệp thần phong đám người. Dư Chí Minh cười nói, nhỏ, ta còn thực sự yếu ân cứu mạng của ngươi đây. Nếu như không có ngươi, như vậy ta e sợ khẳng định sẽ chết ở nơi này lấy tư cách ân nhân cứu mạng của ta ta nhất định phải hảo hảo cảm tạ cảm tạ ngươi ta đến suy nghĩ thật kỹ a hát nếu như trực tiếp ngươi như vậy là ta vong ân phụ nghĩa rồi cho nên ta quyết định đem thịt của ngươi từng mảnh từng mảnh cắt đi cho ngươi từ từ chết đi vậy liền coi là ta đối với ngươi báo đáp cái này báo đáp ta nghĩ ngươi nên hài lòng chứ một bên ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất tần chu hắn rốt cục không nhịn được mở miệng dư chí minh Quên đi thôi, chuyện nơi đây liền chấm dứt ở đây đi. Nhìn xem không cách nào đứng lên tần chu, dư chí minh nói ra tần lão. Chớ quên, người đã vừa mới lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, này tiểu rất quái dị, hơn nữa hắn vừa vặn huyết dịch tại sao là thất sắc. Lẽ nào ngươi không muốn biết rõ sao, ta dám khẳng định này tiểu trong cơ thể ẩn giấu bí mật, chuyện nơi đây tần lão ngươi không cần cân nhắc nhiều rồi, tất cả liền để cho chúng ta đến định đoạt đi. Tần lão nghe vậy, trong lòng của hắn khẽ thở một hơi, hắn không lại nhiều lời rồi. Cổ Hoàng cũng nói tiểu tử này thất sắc huyết dịch hẳn là đối với có chút sự vật có tác dụng, bằng không này tiểu đã sớm lợi dụng thất sắc huyết dịch đem chúng ta rồi, lúc này chúng ta nhưng có thể thu được một cái bảo tàng, chúng ta có thể chậm rãi nghiên cứu một chút tiểu tử này huyết dịch, nếu như dòng máu của hắn đối với chúng ta có trợ giúp, chúng ta đúng là có thể đem này chuồng chịu được đến, khiến hắn cho chúng ta không ngừng cung cấp huyết dịch. Dư Chí Minh gật đầu nói, này ngược lại là một cái không sai ý nghĩ, như vậy liền để này tiểu sống nhiều một đoạn thời gian đi. Cổ Hoàng thấy Dư Chí Minh tiếp nạp của mình thuyết pháp, hắn đối với Diệp Thần Phong cười nói, nhỏ, ngươi nên hảo hảo cảm tạ cảm tạ ta, là ta cho ngươi tối thiểu có thể sống thượng một đoạn ngày đây. Về phần Trần Nguyên Hóa cùng Kim Lương bằng hữu hai người này, bọn hắn cũng một mặt trào phúng nhìn xem Diệp Thần Phong, Bọn hắn hoàn toàn không đem Diệp Thần Phong Ân cứu mạng để ở trong lòng. Ngoại trừ Dư Chí Minh tại Thiên Thần cảnh, cổ hoàng mấy vị tông chủ đều tại Địa Thần cảnh tầng thứ. Tại trước đó trong cơ thể tinh không chi thạch cùng thất sắc xin sen vận chuyển sau đó Diệp Thần Phong thân thể có vẻ hơi suy yếu, Tiết Huyền Tình đám người một mặt tức giận trừng lên Dư Chí Minh bọn hắn, trong đó Chu Thông quát: "Các ngươi những này tiểu nhân hèn hạ, các ngươi thật sự chính là người sao?" Tiết huyền tình rắt xíu lấy Diệp Thần Phong, tay phải của nàng cùng Diệp Thần Phong thủ trưởng chăm chú mười ngón liên kết. Thời khắc này, người hoàn toàn vứt bỏ tông chủ cần phải có tôn nghiêm cùng lãnh ngạo, không nghĩ tới quỷ ngạo là giải quyết xong, cuối cùng bọn hắn vẫn là chết tại dư chí minh đám người trong tay sao. Người không cam lòng, cũng thay Diệp Thần Phong đáng tiếc, người tin tưởng nếu như Diệp Thần Phong bất tử, tương lai tuyệt đối có thể thành là chúa tể một phương. Được tiết huyền tình rắt xíu lấy Diệp Thần Phong, sau lưng của hắn long tộc tộc trưởng dấu ấn vi vi tự chủ vận chuyển, hắn cũng tương tự cảm thấy cỗ hơi thở quen thuộc, khóe miệng của hắn hiện lên một vệt nụ cười, bởi thôn thiên long mãng đám người toàn bộ được gieo thần niệm dấu ấn, hơn nữa trong đó thôn thiên long mãng cùng viễn cổ long tích còn có long tộc huyết mạch. Cho nên, người ở chỗ này khả năng chả không có cảm giác đến, nhưng Diệp Thần Phong rõ ràng cảm giác được thôn thiên long mãng bọn hắn tại hướng về bên này nhanh chóng tới rồi, e sợ mười mấy giây bên trong, bọn hắn thì có thể thuận lợi đã tới có thôn thiên long mãng bọn hắn diệp thần phong chả lo lắng cái giam a hát diệp thần phong mấp máy hơi trắng bệch môi khô khốc nói ra nếu như các ngươi hiện tại lập tức cho ta quỳ xuống xin lỗi ta hay là vẫn có thể để cho các ngươi chết thoải mái một chút bằng không sau đó các ngươi tuyệt đối sẽ chết phi thường thống khổ diệp thần phong lời ấy vừa nói ra khỏi miệng không chỉ còn lại chí minh đám người xứng sở rồi liền ngay cả tiết huyền tình mấy người cũng sững sờ rồi kim lương bằng hiếu trực tiếp ha ha bắt đầu cười lớn nói ra nhỏ không nên lại nơi này dọa chúng ta dòng máu của ngươi đích xác rất đặc thù nhưng đối với chúng ta khẳng định không được tác dụng người nghĩ rằng chúng ta sẽ vào bẫy của ngươi sao người nghĩ rằng chúng ta là tuổi tiểu hài sao kim lương bằng hiếu tiếp tục nói dư sứ giả ta tới bắt dưới này ăn nói bừa bãi nhỏ các ngươi cho ta ngăn cản những người khác dư chí minh đám người lập tức đồng ý kim lương bằng hữu cách nói tại dư chí minh đám người hướng về triệu bá lý bá cùng chu thông sông tới thời điểm kim lương bằng hữu hướng về diệp thần phong cùng tiết uyển tình vọt tới kim lương bằng hữu nói ra dư sứ giả những người khác có thể chậm rãi giết này tiểu mặc dù có giá trị nghiên cứu nhưng chúng ta có thể tại đây tiểu trước mặt chậm rãi dằn vặt người bên cạnh hắn khiến hắn sống ở trong thống khổ nghe vậy Dư Chí Minh đám người con người cũng hơi sáng ngời. Mà một bên ngồi xếp bằng tần chu, hắn là bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn xem không ngừng xông tới kim lương bằng hiếu, mà triệu bá bọn hắn căn bản vô pháp qua đến giúp đỡ. Diệp thần phong liếc nhìn bên cạnh tiết huyền tình, hắn dối gỡ một cái tiết huyền tình trước chán có phần sốc sách sợi tóc. Hắn tại tiết huyền tình bên tai nhẹ giọng nói ra cái này gọi kim lương bằng hiếu lập tức muốn chết rồi, người tin không? Tiết huyền tình thuận theo để Diệp Thần Phong vuốt vuốt trước chán sợi tóc, cảm thụ Diệp Thần Phong thổi tới bên tai nàng nhiệt khí, gò má nàng làm hồng hào, người trong đầu trống rỗng, chỉ là không tự chủ được nói ra ta tin tưởng ngươi. Nhỏ, liền cho ta xem một chút ngươi muốn để cho ta chết như thế nào chứ? Kim Lương bằng hữu nhanh chóng tiếp cận, khi hắn muốn bắt được Diệp Thần Phong, một trưởng vỗ tại tiết huyền tình ngực thời điểm. Cỗ khí thế cường hãn bỗng nhiên tràn vào đại điện, này làm cho ở đây tất cả mọi người động tác đều hơi dừng lại một chút. Một giây sau, một vệt bóng người trực tiếp xuất hiện xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt, một cái lau người bóng chính là thôn thiên long mãng. Cánh tay của hắn đã xuyên thấu kim lương bằng hữu ngực rồi, từ kim lương bằng hữu sau lưng xuyên thấu đi ra ngoài trên bàn tay, chả đang không ngừng nhỏ xuống tiên huyết. Lập tức phiến cổ long thích cùng băng phách ma chu cũng xuất hiện tại diệp thần phong bên cạnh thôn thiên long mã người cung kính nói với Diệp Thần Phong, chủ nhân, chúng ta tới đã muộn, trả xin chủ nhân ngài trách phạt. Ngoại trừ Diệp Thần Phong bên ngoài, ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt trợn tròn mắt, bọn hắn rõ ràng cảm thấy thực lực của người này tại thiên thần cảnh tầng trung kỳ thiên thần cảnh tầng sơ kỳ cùng thiên thần cảnh tầng 2. Cái này đột nhiên xuất hiện đại thiên thần cảnh cường giả dĩ nhiên gọi Diệp Thần Phong là chủ nhân. Này! chương 2025, thần bí, khống chế. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này đông lại rồi. Trong không khí tràn ngập ồ ồ tiếng thở cùng tiếng nuốt nước miếng. Cùng diệp thần phong mười ngón lên kết tiết huyền tình, người vừa vặn chỉ là theo bản năng nói rồi tin tưởng, người căn bản không ngờ tới này kim lương bằng hữu thật sự sẽ chết tại trước mặt bọn họ. Người thủy nhuận môi vi vi mở ra, đôi mắt đẹp chớp hai lần, một mặt không dám tin nhìn xem phía trước mặt tình cảnh này xì si xì, si, một tiếng. Thôn thiên long mãng đem xuyên thấu kim lương bằng hữu thân thể cánh tay rút ra, tại kim lương bằng hữu trên ngực lập tức nhiều hơn một cái cự đại lỗ máu, ấm áp tiên huyết đang từ lỗ máu bên trong không ngừng chảy xuôi mà ra. Kim lương bằng hữu trên mặt biểu lộ động lại ở tử vong trước một khắc đó, con mắt của hắn trợn lên có thể so với đèn lồng, trong lỗ mũi khí tức biến mất không còn chút nào, chỉ sợ hắn trước đó tuyệt đối không nghĩ tới chính mình hội cứ như vậy bỏ mạng. Người ở chỗ này nhìn xem kim lương bằng hữu thi, thể từ từ hướng xuống đất thượng đổ tới rồi, dư trí minh thân thể hoàn toàn cứng ngắc ở, hắn trên trán điên cuồng toát mồ hôi lạnh, tim đập tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn nỗ lực muốn nói cho trước mặt mình tất cả những thứ này đều là ảo giác, nhưng sự thực chính là sự thực. Này Diệp Thần Phong không phải địa huyền giới người tới sao? Hắn làm sao có khả năng trên trời huyền giới cũng có căn cơ? hơn nữa có ba tên thiên thần cảnh cường giả tâm cam tình nguyện xưng hô Diệp Thần Phong là chủ nhân. Chẳng lẽ Diệp Thần Phong nắm giữ khủng bố bối cảnh? Cổ Hoàng Văn cùng Trần Nguyên Hóa hai người này, bọn hắn cảm giác mình liền hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn, hai người bọn họ thân thể run lẩy bẩy, trong đầu hoàn toàn là một mảnh trống không rồi, không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào. Diệp Thần Phong đối với thôn thiên long mãng đám người khoát tay áo một cái, nói ra không nên tự trách các người tới đến chính là thời điểm. Lập tức, Diệp Thần Phong ngón tay lần lượt chỉ hướng Dư Chí Minh, Trần Nguyên Hóa cùng cổ Hoàng Văn, nói ra các người trước đem ba người này bắt lại cho ta. Nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau, Dư Chí Minh biết mình trên tay nhất định phải có một người vật chất, hắn không nói lời gì hướng về triệu bá vọt tới. Mà Trần Nguyên Hóa cùng cổ Hoàng Văn đi sát Dư Chí Minh phía sau. Nhưng Dư Chí Minh tốc độ mặc dù nhanh, nhưng thôn thiên long mãng tốc độ của bọn họ lại càng thêm nhanh. Không đợi Dư Chí Minh tiếp cận triệu bá, thôn thiên long mãng đã ngăn cản Dư Chí Minh đường đi rồi, mà viễn cổ long thích cùng băng phách ma chu nhưng là ngăn cản cổ Hoàng Văn cùng Trần Nguyên Hóa đường đi. Dư Chí Minh thấy đường đi được ngăn cản, hắn muốn yếu liều lĩnh động thủ, nhưng thôn thiên long mãng bên trong thân thể thật khí thế, dường như hồng thủy bình thường bạo hướng mà ra, Cảnh này khiến trước mặt Dư Chí Minh trong gân mạch linh khí dòng sông hơi dừng lại một chút. Thôn Thiên Long mãng lập tức phong bế Dư Chí Minh trên người mấy chỗ huyệt vị, để Dư Chí Minh tạm thời mất đi năng lực hoạt động, chỉ có thể không thể động đậy đứng ngay tại chỗ. Về phần Trần Nguyên Hóa cùng Cổ Hoàng Văn nhưng là càng thêm không có đáng xem rồi, hai người bọn họ chỉ có địa thần cảnh tầng thứ mà thôi, viễn cổ long tích cùng băng phách ma chu cực kỳ nhẹ nhõm liền phong bế huyệt vị của bọn họ. Tại làm xong những chuyện này, sau đó Thôn Thiên Long Mãng bọn hắn lại một mực cung kính đứng trở về Diệp Thần Phong phía sau, Triệu Bá, Lý Bá cùng Chu Tam Thông bọn hắn cũng là được khiếp sợ không có gì để nói rồi, có thể làm cho Thiên Thần cảnh cường giả nhận thức chi làm chủ, này chỉ sợ là Trung Châu Thiên Tài tuyệt thế cũng không cách nào làm được, thân phận của Diệp Thần Phong ở trong mắt bọn họ càng ngày càng thần bí, này Diệp Thần Phong đúng là địa huyền giới tới sao? Một bên ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất tần chu hắn đang nhìn đến này nghịch chuyển một màn sau, hắn nổi khổ trong lòng cười là càng thêm nồng nặc, coi như là tại không có bị thương trước đó, e sợ tại thôn thiên long mãng ba người trước mặt hắn cũng sẽ bị hạn chế. Xuất hiện ở trong lòng hắn thật sự hối hận trước đó một mực không công bằng đối xử Diệp Thần Phong rồi. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ tiết huyền tình thủ lưng, tiết huyền tình lúc này mới có chút không thôi buông lỏng ra Diệp Thần Phong thủ trưởng càng là thần bí nam nhân đối với nữ nhân sức hấp dẫn lại càng chí mạng. Tiết Huyền Tình không thể nghi ngờ là được Diệp Thần Phong một lần lại một lần biểu hiện ra thần bí cho sâu sắc mê hoặc. Diệp Thần Phong đi tới Dư Chí Minh ba người trước mặt, không cách nào nhúc nhích Dư Chí Minh ba người. sắc mặt của bọn họ dường như nuốt con ruồi. vừa vặn trả rượu võ dường oai bọn hắn, bây giờ lại biến thành mặc người chém giết thịt cá rồi. Diệp Thần Phong bình thản nói ra, ta vừa vặn nhớ rõ đã nhắc nhở qua các ngươi chứ. Xuất hiện tại các ngươi cho dù muốn thoải mái một chút, ta cũng sẽ không thành toàn các ngươi. Cảm nhận được Diệp Thần Phong lãnh đạm ánh mắt, dư Chí Minh trong lòng ba người căng thẳng, bọn hắn hiện tại thật sự bắt đầu hối hận rồi. Hối hận không nên chọc Diệp Thần Phong loại này thần bí khó lường người, nhưng dư Chí Minh biết bây giờ không phải là hối hận thời điểm hắn nói ra, chuyện lúc trước không bằng liền như vậy xóa bỏ, về sau ta Dư Chí Minh cũng sẽ không bao giờ nhầm vào ngươi cùng Thanh Nguyệt Tông rồi. Cổ Hoàng Văn cùng Trần Nguyên Hóa vội vàng phụ họa, bọn hắn cũng bảo đảm sẽ không trêu chọc Diệp Thần Phong rồi. Diệp Thần Phong cười nói, Dư Sứ Giả, xóa bỏ không phải là ngươi định đoạt, đã quên nói cho ngươi biết. Trước đó vô tận hải vực đáy biển đan dược và trận pháp đều là ta cho các người bố trí cạm bẫy, về phần cái kia phụ trách tới giết ta kim ra cùng ba viêm tông lão tổ ta mặc dù không có tự tay giết chết bọn hắn nhưng bọn họ cũng coi như là bởi vì ta mà chết làm sao tại biết rồi những chuyện này sau các người còn dự định xóa bỏ sao nghe được vô tận hải vượt đáy biển tất cả là diệp thần phong bố trí dư chí minh trong con người quả nhiên lần thứ hai bốc cháy lên lửa giận mà một bên tiết huyền tình triệu bá cùng lý bá thân thể của bọn họ lần thứ hai khẽ run lên bọn hắn căn bản không có nghĩ đến vô tận hải vực hết thảy đều là diệp thần phong bố trí diệp thần phong thủ đoạn không khỏi cũng quá mạnh đi nha diệp thần phong không có rảnh để ý tới dư chí minh ba người rồi hắn đối với thôn thiên long mãng bọn hắn nói ra để cho bọn họ tại cực hạn trong thống khổ chết đi thôn thiên long mãng lập tức nói ra tốt chủ nhân tất cả liền đều giao cho ta đi nói xong Thôn Thiên Long Mãng lập tức đi tới Dư Chí Minh trước người, trong cơ thể hắn linh khí bỗng nhiên tăng vọt, tay phải hắn ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, khi hắn đó cũng lũ ngón tay thượng thoáng hiện hào quang màu đỏ, hóa huyết chỉ. Thôn Thiên Long Mãng khép lại ngón tay lập tức điểm vào Dư Chí Minh trên ngực, một đạo năng lượng màu đỏ tại Dư Chí Minh trên thân thể khuếch tán ra đến. Sau đó, Thôn Thiên Long Mãng rồi hướng Trần Nguyên Hóa cùng cổ Hoàng Văn cũng thi triển hóa huyết chỉ. Tại hóa huyết chỉ là một loại cực kỳ độc ác bí pháp, phàm là chúng rồi hóa huyết chỉ người, kỳ thân thể cùng xương hội từng điểm từng điểm chậm rãi hóa thành một vũng máu. Thực lực càng yếu người, thân thể hóa thành huyết thủy tốc độ càng nhanh, chỉ thấy chỉ có địa thần cảnh trần nguyên hóa cùng cổ hoàng văn, bọn hắn ngược ra thịt cùng huyết nhục đang chậm chậm ăn mòn thành huyết thủy rồi. Ngược lại là thực lực khá mạnh dư chí minh, bộ ngực hắn ăn mòn chậm một chút, chính mình trơ mắt nhìn thân thể của mình được ăn mòn thành một vũng máu đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ thống khổ hơn nữa chuyện kinh khủng dù là địa thần cảnh cường giả tinh thần cũng sẽ hỏng mất cảm thụ ngực đau đớn kịch liệt thân thể lại nhưng không có cách nhúc nhích cổ hoàng văn không nhịn được cầu xin tha thứ ta biết sai rồi đều là ta cổ hoàng văn mắt chó coi thường người khác ta nhất định sẽ bồi thường tiểu huynh đệ ngươi tại cổ hoàng văn cầu xin tha thứ sau đó trần nguyên hóa cũng không để ý tôn nghiêm mở miệng tiểu huynh đệ, chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha ta, ta nguyện ý vì ngươi làm châu làm ngựa, thậm chí cho ngươi làm ba viêm tông tông chủ cũng có thể. Chỉ có dư trí minh mặt âm trầm không mở miệng, bất quá, hắn trong con ngươi cực hạn sợ hãi, hoàn toàn nói cho người khác hắn giờ phút này tâm tình. Diệp thần phong đối với cổ hoàng văn bọn hắn cầu xin tha thứ, hắn hoàn toàn là mắt điếc tai ngơ, hắn đi tới ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất tần chu trước mặt, hắn nói ra ngươi tại thiên huyền thịnh điển bên trong có ý thiên vị điểm này ngươi có thừa nhận hay không tần chu nhìn xem chất vấn hắn diệp thần phong lại nhìn xem diệp thần phong bên cạnh thôn thiên long mãng ba người hắn cười khổ nói ta thừa nhận diệp thần phong hài lòng gật gật đầu nói ra nếu không phải thực lực ta coi như không tệ cũng bởi vì ngươi thiên vị ta rất có thể hiện tại đã bị chết lần sau trước đó xuất hiện cái gọi là ngũ tinh bí pháp thời điểm Ngươi lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, nhưng ngươi là Thiên Huyền Thịnh Biển sứ giả, ngươi lại lần nữa tiến hành rồi thiên vị, điểm này ngươi có thừa nhận hay không? Tần Chu tiếp tục gật đầu, ta thừa nhận. Diệp Thần Phong lần thứ hai hài lòng nói, bất quá, niệm ngươi khi đó tại cổ mộ bên ngoài, ngươi nhắc nhở ta không nên tiến nhập nơi này, ngươi khi đó cũng coi như là có ý tốt, còn có vừa vặn ngươi khuyên một câu dư chí minh bọn hắn, để cho bọn họ liền như vậy được rồi. Lương tâm của ngươi đến vẫn tính không là hoàn toàn được chó ăn hết, ta hôm nay có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng trong biển ý thức của ngươi nhất định muốn để cho ta gieo xuống thần niệm dấu ấn. Ngươi chính mình lựa chọn đi, là muốn chết đâu này, hay là muốn sống. Diệp Thần Phong sở dĩ không giết Tần Chu, bởi vì hắn lần này động tính khiến cho quá lớn hơn, nếu như hai vị sứ giả toàn bộ chết rồi, như vậy đến lúc đó tất nhiên gây nên Trung Châu phương diện hoài nghi. Bây giờ Diệp Thần Phong nhưng không có thực lực và trung châu nhất lưu thế lực đối phó kháng đây. Trong không khí không ngừng quanh quẩn Trần Nguyên Hóa cùng cổ Hoàng Văn tiếng cầu xin tha thứ cùng tiếng kêu thảm thiết, đang lúc bọn hắn hai thanh âm im bặt đi, hoàn toàn biến thành một vũng máu thời điểm, Tần Chu cuối cùng mở miệng, hắn thở dài nói, ta có thể cho ngươi tại trong biển ý thức của ta gieo xuống dấu ấn. Một khi bị gieo xuống dấu ấn, như vậy Tần Chu mệnh liền hoàn toàn khống chế trong tay Diệp Thần Phong rồi chương 2026, vận mệnh, phong khởi vân dũng. Tại thôn thiên long Mãng, viễn cổ long tích cùng băng phách ma chu dưới sự giám thị. Tần chu đương nhiên không dám đùa hoa giảng, diệp thần phong thuận lợi tại tần chu trong óc gieo thần niệm dấu ấn. Thôn thiên long Mãng ba người nhìn thấy tần chu một bộ sầu mi khổ kiểm dáng dấp, trong đó viễn cổ long tích khinh bỉ nói, ngươi có thể để cho chúng ta chủ nhân gieo xuống dấu ấn. Đây là của ngươi đời trước đã tu luyện phúc khí, về sau hảo hảo đi theo chúng ta chủ nhân làm việc, người ít đang ở trong phúc không biết phúc. Tần Chu trong lòng đối viễn cổ long thích lời nói là xì mũi coi thường, dưới cái nhìn của hắn diệp thần phong thiên phú và sức chiến đấu quả thật không tệ, trên người cũng ẩn giấu một ít thần bí, bất quá, hắn không nhìn ra tính mạng của mình được diệp thần phong khống chế được, hắn vẫn có thể có cái gì tốt cao hứng. Tiết huyền tình bọn hắn thấy diệp thần phong khống chế được Tần Chu, trong đầu hồi tưởng từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại phát sinh sự tình, bọn hắn có loại cảm giác như đang mơ, Diệp Thần Phong không những có ba tên thiên thần cảnh người hầu. Bây giờ chúng liền châu xứ giả tính mạng cũng khống chế trong tay Diệp Thần Phong rồi, tất cả những thứ này đối với tiết huyền tình bọn hắn đến nói thật quá mộng ảo. Triệu bá cùng Lý bá nhưng là rất hưng phấn, triệu bá mở miệng nói tiểu. Tỷ, lần này chúng ta nhất định có thể đi hướng Trung Châu tham gia thiên huyền thịnh điển rồi, hơn nữa có thần phong sau đó hay là liền có thể để những kia đã từng khi dễ người người vài phần kính trọng. Lý bá cũng gật đầu nói tiểu, tỷ, nếu như người thật sự yêu thích thần phong lời nói, như vậy ngươi nhưng yếu nắm chặt thời gian rồi, thần phong trên người khắp nơi đều tiết lộ ra thần bí, tương lai có thể trèo lên đỉnh thiên huyền giới cũng nói không chắc. Tại tiết huyền tình gò má ửng đỏ nhìn xem diệp thần phong thời điểm, một bên cách đó không xa dư chí minh, trong cổ họng hắn cũng rốt cuộc không nhịn được phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết rồi, chỉ thấy bộ ngực hắn mảng lớn huyết nhục cùng xương cũng toàn bộ ăn mòn thành huyết thủy rồi, đối mặt từng bước từng bước áp sát chết đi, trên mặt hắn được sợ hãi cho lấp đầy, hắn vẫn chưa muốn chết đâu. Hắn thật sự vẫn chưa muốn chết đâu. Dư trí minh kiêu ngạo cũng không kiên trì được nữa rồi, hắn trong con người trừ tức giận ra, cũng chỉ còn sót lại cầu xin rồi, hắn đối với Diệp Thần Phong nói ra, trước đó là ta không đúng. Mọi chuyện đều là ta đưa tới, chỉ cần ngươi nguyện ý thả ta, ta bất kỳ yêu cầu gì đều có thể đáp ứng ngươi. Diệp Thần Phong liếc nhìn chật vật Dư Chí Minh, nói ra, yêu cầu của ta chính là muốn ngươi chết. Nếu như ta chính là một cái bình thường hóa thần cảnh người tu luyện, ta không có bất kỳ giúp đỡ, như vậy tại ta được ngươi bắt sau đó ta hướng về ngươi cầu xin tha thứ, ngươi sẽ thả ta sao? chỉ sợ ngươi hội làm trầm trọng thêm dần vật ta đi. Cho nên, ngươi ít nói những này ý nghĩ kỳ lạ lời nói, loại này chậm rãi chờ đợi cảm giác của cái chết, hẳn là thật không tệ chứ. Thấy Diệp Thần Phong hoàn toàn không có nhả ra ý tứ, nhìn xem chính mình thân thể được ăn mòn càng ngày càng lợi hại rồi, Dư Chí Minh giận dữ hết tiểu tử, tự coi như ngươi giết ta Dư Chí Minh vậy thì như thế nào? Sư môn ta nhất định sẽ truy cứu chuyện này, Trung Châu không phải là chỉ là Huyền Châu có thể tương đề tịnh luận, đã đến Trung Châu sau ngươi khẳng định chắc chắn phải chết. Ah ah ah, Dư Chí Minh một bên tức giận nói chuyện, trong cổ họng một bên phát ra thống khổ tiếng gào. Dư Chí Minh trên người huyết nhục cùng xương ăn mòn tốc độ đang từ từ tăng nhanh, không bao lâu thời gian. Đường đường thiên thần cảnh một tầng cường giả Dư Chí Minh, hắn đã biến thành đất trên mặt một vũng máu rồi. Tại Dư Chí Minh sau khi chết, Tần Chu không khỏi cảm thán lắc đầu, hắn thương thế bên trong cơ thể khôi phục không ít, đã có thể từ mặt đất đứng lên đi lại. Bây giờ huyền châu ngũ đại thế lực bên trong kim gia, ba viêm tông, cổ gia cùng tinh thần tông bên trong tông chủ và đệ nhất thiên tài toàn bộ chết rồi, này làm cho Diệp Thần Phong trong đầu toát ra một cái ý nghĩ, này huyền châu trong tông môn lão tổ bình thường thực lực đều tại thiên thần cảnh một tầng đến tầng hai ở giữa. Diệp Thần Phong nhìn xem Tần Chu, nói ra, chúng ta nếu như đối kim ra, ba viêm tông, cổ ra cùng tinh thần tông động thủ, như vậy Trung Châu thế lực có đến hay không nhúng tay. Bây giờ tính mạng của mình đều trưởng khống ở Diệp Thần Phong trong tay, Tần Chu chỉ có thể thành thật trả lời, này bốn cái tông môn có thể tính là bị loại bỏ suốt thiên huyền thịnh điển rồi, thiên tài của bọn hắn đệ tử đều đã bị chết. Chỉ cần bọn hắn bị loại bỏ suốt thiên huyền thịnh điển, như vậy lại đối với bọn họ động thủ, tự không tính trái với thiên huyền thịnh điển quy tắc trung châu thế lực đối với huyền châu thế lực ngươi tranh giành ta đấu bọn hắn bình thường đều là không quá cảm giác hứng thú cho nên hiện tại sẽ đối này bốn cái tông môn động thủ sẽ không có cái gì trung châu thế lực đến nhúng tay nghe được tần chu trả lời sau đó diệp thần phong nhìn hướng thôn thiên long mãng ba người nói ra lấy ba người các ngươi thực lực để cho các ngươi đi quét ngang này bốn cái tông môn khó khăn hẳn không phải là làm lớn. Các loại rời đi cổ mộ sau đó các người lập tức chạy đi này bốn cái tông môn, phàm là trong tông môn lão tổ toàn bộ giết sạch, còn có trong tông môn những kia dòng chính cũng giết sạch, về phần những người khác có thể thu phục hãy thu phục, không thể thu phục liền giết chết không cần luận tội. Thôn Thiên Long mãng ba người lập tức cung kính nói là, chủ nhân, chúng ta bảo đảm hoàn thành ngài giao cho nhiệm vụ của chúng ta. Tần Chu gương mặt hơi có chút cứng ngắc, hắn biết huyền châu thế lực e sợ yếu thay máu rồi. Này tứ đại thế lực bên trong lão tổ, thực lực mạnh nhất chỉ sợ sẽ không vượt qua thôn thiên long mãng thực lực, cho nên thôn thiên long mãng ba người bọn hắn động thủ, nhất định là có thể hủy diệt này tứ đại thế lực. Tại thôn thiên long mãng bọn hắn đồng ý sau đó Diệp Thần Phong nhìn hướng tiết huyền tình, nói ra, huyền tình. Ta muốn đem này tứ đại tông môn bên trong nguyện ý quy thuận người giao cho phụ thân của hạo thiên quản lý, để phụ thân của Hạo Thiên thành lập một cái tông môn. Trước đó tại Tiên Nguyệt lâu bên trong thời điểm, Dương Hạo Thiên liều lĩnh đứng dậy, phần tình nghĩa này Diệp Thần Phong một mực ghi ở trong lòng, mà phụ thân của Dương Hạo Thiên ngược lại cũng đúng là một cái bất đắc dĩ người, tại Tiên Nguyệt lâu bên trong thời điểm cũng đứng ra giúp hắn nói chuyện với Dương Hạo Thiên, cuối cùng hay bởi vì Dương Hạo Thiên buông tha cho Dương gia gia chủ vị trí. Xem ở Dương Hạo Thiên người huynh đệ này trên mặt mũi, Diệp Thần Phong liền vịn một cái cái kia Dương Thành Chu đi. Tiết Huyền Tình nghe được Diệp Thần Phong xưng hô nàng là Huyền Tình, trong lòng nàng vi vi vui vẻ, người trực tiếp nói, chuyện nơi đây đều là ngươi giải quyết, người nghĩ nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào đi. Triệu bá cùng lý bá ngược lại là gương mặt đáng tiếc, thu phục tứ đại thế lực bên trong nguyện ý quy thuận người, này chỉ sợ cũng có thể cấu thành một cái không kém tông môn, Diệp Thần Phong đang nhìn đến Triệu Bá cùng Lý Bá vẻ mặt sau, hắn nói ra, Triệu Bá, Lý Bá, chúng ta yếu ở chính giữa châu đặt chân, mà không phải tại huyền châu đặt chân, cho dù có này chút quy thuận người, ở chính giữa châu thế lực trước mặt cũng vẫn là căn bản không đáng nhắc tới. Nghe vậy, Triệu Bá cùng Lý Bá cũng lớn than mình già rồi, chống chân là Diệp Thần Phong bên người là ba vị thiên thần cảnh cường giả, vậy thì so với cái kia nguyện ý quy thuận người giá trị mạnh hơn rất nhiều lần rồi. Triệu bá nói ra, thần phong, về sau cần ta bộ xương già này địa phương, người tuyệt đối không nên khách khí với ta. Lý bá cũng nói, lớn tuổi, nhãn quang cũng thấp, huyền châu xác thực không phải chúng ta mục đích cuối cùng mà a hát. Bởi vì diệp thần phong một cái quyết định. Dương Hạo Thiên cùng phụ thân hắn vận mệnh đem phát sinh long trời lở đất thay đổi. Nếu như lúc trước Dương Hạo Thiên tại tiên nguyệt lâu bên trong không có đứng ra, diệp thần phong tuyệt đối sẽ không làm ra quyết định như thế đây đều là dương hạo thiên chính mình tranh thủ được hắn đối diệp thần phong thật tâm thật ý tình nghĩa cuối cùng đã nhận được cơ hội thay đổi số phận đang kiểm tra một lần chỗ này trong đại điện sau phát hiện không có bất kỳ những vật khác rồi diệp thần phong đối với tiết uyển tình đám người nói ra các ngươi rời đi trước đại điện đi ta sau đó liền đến đối với diệp thần phong lời nói tiết uyển tình là thuận theo đáp ứng rồi những người còn lại tự nhiên cũng không thể không đồng ý. Tại còn lại mọi người sau khi rời đi, Diệp Thần Phong đối với thôn Thiên Long Mãng ba người, nói ra ta hiện tại yếu mang bọn ngươi đi một địa phương, đó là một thế giới nhỏ, tiểu thế giới kia được ta tùy thân mang theo, tại bên trong tiểu thế giới có gia nhân của ta, các người hiện tại không thích hợp tại còn lại tông môn người tu luyện xuất hiện trước mặt, các người trước tiến vào của ta bên trong tiểu thế giới đi thôn thiên long mãng ba người dù sao đều là yêu thú, quan ở ba người bọn hắn tin tức, bây giờ còn không thích hợp trên trời huyền giới chuyển ra đến. Đang giải thích một phen sau đó Diệp Thần Phong trực tiếp đem thôn thiên long mãng ba người đưa vào bên trong tiểu thế giới, hắn không có đem thôn thiên long mãng bọn hắn trực tiếp mang tới người nhà của mình trước mặt, mà là để cho bọn họ tránh trước người nhà của hắn, các loại sau hắn tại chính thức lẫn nhau giới thiệu một chút. Hiện tại Diệp Thần Phong quan trọng nhất là rời đi chỗ này trong mộ. Trở lại đại điện Diệp Thần Phong. Ánh mắt của hắn ngừng lưu tại cái kia quỷ ngạo trên đùi, hắn không khỏi đem cái kia bạch cốt bắp đùi nắm trong tay, hắn dùng tâm một cảm ứng, hắn phát hiện này bạch cốt bắp đùi bên trong có một loại bất khuất ngạo khí tồn tại, hẳn là quỷ ngạo công pháp tu luyện đưa đến, để xương của hắn trong tràn đầy bất khuất ngạo khí. Sự phát hiện này để Diệp Thần Phong trong lòng vui vẻ, này xương phi thường vô cùng cứng rắn, đúng là có thể dùng để luyện khí. Nếu như dùng này xương luyện chế một thanh kiếm, dùng thanh kiếm này thi triển bất khuất kiếm ý, power khẳng định sẽ tăng lên không nhỏ, dù sao này xương bên trong khí tức cùng bất khuất kiếm ý khí tức có phần ăn khớp. Bất chấp tất cả, Diệp Thần Phong trực tiếp đem này bạch cốt bắp đùi thu nhập hỗn độn trong chiếc nhẫn. Chương 2027, hạ màn, dùng không linh quả. Tại đem bạch cốt bắp đùi thu nhập hỗn độn nhẫn sau, Diệp Thần Phong thân ảnh lập tức đuổi kịp đi trước một bước tiết huyền tình đám người. Nguyên bản Diệp Thần Phong bọn hắn còn muốn tra xét một phen cổ mộ những nơi còn lại, nhưng là chỉnh tòa cổ mộ đột nhiên lay động rung động chuyển động, có một loại phải nhanh chóng sụp xuống xu thế, kết quả là bọn hắn chỉ có thể từ bỏ cái ý nghĩ này. Rời đi trên nửa đường, Diệp Thần Phong đám người gặp Thiên Phong Tông Tông chủ Lăng Giang cùng con trai của hắn Lăng Vô Song, Lăng Giang cùng Lăng Vô Song cũng biết nơi đây không thích hợp ở lâu, bọn hắn đi theo Diệp Thần Phong đám người đồng thời nhanh nhanh rời đi rồi. Mà lúc này cổ mộ ở ngoài. Trải qua trước đó từng cái sông vào người tu luyện toàn bộ sau khi chết, này cho hết thảy trong lòng người đều mông thượng một tầng bóng mờ. Bây giờ người ở chỗ này cảm giác được chỉnh tòa cổ mộ lay động lợi hại, bọn hắn lập tức hốt hoảng cách xa một ít. Dương Hạo Thiên cùng Tô Băng Vân đám người, lông mày của bọn họ nhíu càng ngày càng gấp rồi trước đó tránh được một kiếp dương ra cùng hứa ra người bọn hắn bởi động làm so sánh chậm không có bước vào đến trong mộ cổ cho nên hai nhà bọn họ người không có bất kỳ thương vong tại sợ một lúc sau dương ra cùng hứa ra người lại cho tàn lại cháy rồi bọn hắn trước đó suýt chút nữa cũng tiến vào cổ mộ bỏ mạng trong lòng một mực kìm nén một hơi đây bọn hắn đương nhiên phải đem khẩu khí này phát tiết đi ra Dương Hạo Thiên phụ thân Dương Thành xung quanh anh chị em, Dương Thành khoảng không, Dương Thành Lực cùng Dương Diệu lệ ba người này, bọn hắn lần thứ hai đến gần rồi Dương Hạo Thiên, trong đó Dương Thành Lực cười lạnh nói: Dương Hạo Thiên, các ngươi không cần đợi thêm nữa, Thanh Nguyệt Tông người nhất định là chết ở trong mộ rồi. Về phần những người khác có tần tiền bối cùng dư tiền bối chiếu ứng, bọn hắn nhất định có thể an toàn đi ra ngoài. Ta còn thực sự thay người đáng thương, người nói người làm gì thế ra nhập cái gì Thanh Nguyệt Tông? còn muốn cùng một cái không biết sống chết tiểu tử xương huynh gọi đệ. Dương Thành khoảng không ra vẻ phóng khoáng nói, được rồi, được rồi. Liền để Dương Hạo Thiên tự sinh tự diệt đi, chúng ta Dương ra cũng không có loại này bùn nhão. Dương Diệu Lệ lãnh đạm nói, Dương Hạo Thiên, tất cả những thứ này đều là người gieo gió gặt bão mà thôi. Về phần hứa viễn lương cùng thường bạch bình đôi vợ chồng này. Hai người bọn họ cũng là liên tục cười lạnh, Thường Bạch Bình diễu cợt nói, Dương Hạo Thiên, ngươi trả thật sự không xứng làm một người đàn ông, ngươi căn bản thấy không rõ lắm tình thế, nếu như ta đổi lại là ngươi, như vậy ta đã sớm đi ôm cổ gia đại thiếu ra bắt đùi rồi, ngươi dù sao cùng con gái của ta cũng có một đoạn tình cảm. Chỉ cần ngươi nguyện ý làm cổ gia đại thiếu ra một con chó, ta nghĩ cổ gia đại thiếu gia hội an bài cho ngươi một cái không sai vị trí. Tại hứa viễn lương cũng muốn mở miệng thời điểm, Cách đó không xa Dương Thành Chu, hắn rốt cục không nhịn được nộ giống lên, đủ rồi, đủ rồi. Hắn chỉ vào Dương Thành lực ba người, nói ra, ta đã lui ra gia chủ vị trí rồi, các ngươi còn muốn muốn thế nào? Hạo Thiên là vãn bối của các ngươi, trong cơ thể hắn chảy giống như chúng ta huyết dịch. Tiếp lấy, hắn lại chỉ vào Hứa Viễn Lương cùng Thường Bạch Bình vợ chồng, quát lên, các ngươi hứa ra nguyên bản cùng chúng ta Dương gia tính là thế sao rồi? con trai của ta đã thấp kém thối lui ra khỏi các ngươi còn muốn muốn thế nào các ngươi quả thực là khinh người quá đáng rồi liền ở dương thành chu càng nói càng kích động trong lúc đó chỉ thấy trước mặt cổ mộ lay động càng ngày càng lợi hại rồi chỉnh tòa cổ mộ đang nhanh chóng sụp đổ tại yếu hoàn toàn sụp đổ trong nháy mắt mấy bóng người nhanh chóng từ vào trong miệng vọt ra tại bọn hắn hướng sau khi đi ra âm 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 Trình tòa cổ mộ trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ xuống. Đi ra cổ mộ chính là Diệp Thần Phong cùng Tần Chu đám người, ở đây người tu luyện tại sửng sốt một chút sau. Bọn hắn bắt đầu rất nghi hoặc, bọn hắn căn bản không có tại người đi ra bên trong, nhìn thấy Kim gia, Ba Viêm Tông, cổ gia cùng Tinh Thần Tông người. Diệp Thần Phong liếc nhìn Tần Chu, mà Tần Chu trong lòng một mặt cay đắng, hắn biết Diệp Thần Phong khiến hắn cho ở đây người tu luyện một cái giải thích. Hắn hắng giọng sau, nói ra, các vị, chỗ này trong mộ cổ không có bất kỳ bảo vật. Này chính là một chỗ đại hung chi địa, liền ngay cả chúng ta cũng thiếu chút nữa không có đi ra khỏi đến, về phần dư sứ giả, Kim gia, Ba Viêm Tông, Cổ gia cùng Tinh Thần Tông những người này, bọn hắn đã toàn bộ đã bị chết ở tại bên trong. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới sóng lớn mênh mông, thiên thần cảnh dư sứ giả dĩ nhiên cũng đã chết hơn nữa lần này tiến vào bên trong, đều là ba viêm tông mấy cái này tông môn tông chủ, những tông chủ này toàn bộ đã bị chết ở tại bên trong. Trái lại thực lực tương đối kém thanh nguyệt tông người, bọn hắn lại hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Không chỉ có người ở chỗ này cảm thấy ngạc nhiên, liền ngay cả lăng giang cùng lăng vô song cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, bọn hắn ở nửa đường thượng gặp phải diệp thần phong đám người, cho nên bọn hắn căn bản còn không hiểu được tình huống, Bọn hắn không nghĩ tới Huyền Châu ngũ đại thế lực bên trong tứ đại thế lực tông chủ toàn bộ chết rồi. Lại tăng thêm Cổ Huy cũng đã chết, có thể nói này tứ đại thế lực đệ nhất thiên tài cũng toàn bộ đều chết hết. Tần Chu không để ý đến ở đây kinh ngạc người tu luyện, hắn tiếp tục nói, như hôm nay Huyền Thịnh Điển bên trong còn sống người dự thi chỉ có Diệp Thần Phong cùng Lăng Vô Song rồi, nếu như hai người bọn họ nguyện ý, giữa bọn họ có thể lại tiếp tục tiến hành một lần trận chung kết dù sao bất kể như thế nào, hai cái này tông môn đã là có thể đi tham gia Trung Châu Thiên Huyền Thịnh Điển rồi. Tần Chu ánh mắt nhìn về phía Lăng Vô Song, mà Lăng Vô Song tại hơi dừng lại một chút sau đó hắn nói ra, ta không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong, ta chịu thua. Người ở chỗ này bao quát Tần Chu cũng không nghĩ tới Lăng Vô Song sẽ trực tiếp chịu thua, này ngược lại cũng đã giảm bớt đi hắn không ít phiền phức, hắn nói ra, được, Quyển kia lần Huyền Châu Thiên Huyền Thịnh Biển người chiến thắng chính là Thanh Nguyệt Tông. Lăng vô song đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, hắn nhỏ giọng nói: Diệp Thần Phong, ta bây giờ sức chiến đấu xác thực còn không bằng ngươi, bất quá sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ chiến thắng ngươi, ngươi chờ khiêu chiến của ta đi. Diệp Thần Phong đối với Lăng vô song loại này chiến đấu cuồng nhân, hắn cũng không hề cảm giác chán ghét, hắn thuận miệng nói ra: Được, ta chờ ngươi khiêu chiến. Diệp Thần Phong căn bản không có thanh lăng vô song khiêu chiến để ở trong lòng, trước đó hắn chiến thắng Lý Tinh Phàm thời điểm, hắn nhưng là liền cuồng bạo loại kỹ năng này đều không có thi triển đây. Lăng vô song đời này muốn chiến thắng hắn, đây cơ hồ là không có khả năng lắm được rồi. Tần Chu đối với người ở chỗ này giải thích một phen, bây giờ trong khoảng cách châu thiên huyền thịnh điển bắt đầu còn có một quãng thời gian, hắn tuyên bố sau một tháng, hắn mới sẽ mang theo thanh nguyệt tông cùng thiên phong tông đi tới Trung Châu. Này tự nhiên là Tần Chu chuẩn bị cho Diệp Thần Phong thời gian, dù sao Diệp Thần Phong phải xử lý Huyền Châu sự tình, hắn bây giờ tính mạng đều nắm giữ ở Diệp Thần Phong trong tay, hắn cũng không dám tại Diệp Thần Phong trước mặt bất cần. Dương gia cùng hứa ra người biết được này một dãy chuyện sau đó đặc biệt là cùng cổ gia đi tiến hứa ra, trong lòng bọn họ tràn đầy không dám tin tưởng, nhưng sự thực liền bày tại trước mắt của bọn hắn, hai nhà này chi trong lòng người tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được rồi, bọn hắn nhìn về phía Dương Hạo Thiên ánh mắt nhưng vẫn là tràn đầy khinh thường. Tuy rằng tứ đại thế lực tông chủ và thiên tài toàn bộ chết rồi, thế nhưng tứ đại thế lực chắc chắn sẽ không xa sút dù sao bọn hắn trong thế lực chả có thiên thần cảnh lão tổ tồn tại đây. Diệp thần phong vỗ vỗ có phần phẫn nộ cùng cô đơn Dương Hạo Thiên vai. Tiết huyền tình đối Diệp thần phong thì tốt kỳ cực kỳ, trong lòng nàng có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi, thế nhưng tại trước mặt mọi người lại hỏi không ra miệng, chỉ có thể cùng những người còn lại cùng rời đi rồi. Tại Tần Chu mời dưới, Diệp Thần Phong cùng Tiết Huyền tình đám người tạm thời ở đến Tần Chu trong trang viên. Khi tiến vào trang viên sau đó không đợi những người còn lại mở miệng, Diệp Thần Phong liền nói ra, ta muốn bế quan một quãng thời gian, khoảng thời gian này không nên tới quấy giày ta. Nói xong, tại Tần Chu dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần Phong tiến vào một chỗ phòng trọ, tại trong khách phòng còn có một giữa mật thất tu luyện. Tại Tần Chu sau khi rời đi, Diệp Thần Phong để thôn thiên long mãng ba người bọn họ từ tiểu thế giới bên trong đi ra. Dọc theo con đường này Tần Chu bọn người thức thời không hỏi thôn thiên long mãng ba người bọn họ hướng đi. Tại thôn thiên long mãng đám người xuất hiện sau đó Diệp Thần Phong nói ra, ba người các ngươi có thể đi giải quyết cái kia tứ đại thế lực rồi, lão tổ cấp bậc cho ta diệt sạch, đương nhiên nếu có lão tổ nguyện ý để cho các ngươi gieo xuống thần niệm dấu ấn, như vậy đúng là có thể cân nhắc tha cho bọn họ một cái mạng chó, dù sao nguyện ý quy hàng người không giết, những người còn lại toàn bộ giết không tha. Thôn thiên long mãng bọn người ở tại cung kính không người chào sau đó thân ảnh của bọn họ trong nháy mắt biến mất ở trong phòng. Muốn đem tứ đại thế lực giải quyết, thôn thiên long mãng bọn hắn sợ rằng cũng phải tiêu tốn cái mười vài ngày thời gian tại thôn thiên long mãng sau khi bọn hắn rời đi. Diệp thần phong liền tiến vào phòng tu luyện bên trong, hắn lấy ra tại trong mộ lấy được vạn năm ngàn linh quả. Này vạn năm trước ngàn linh quả chính là là có thể để hóa thần cảnh người liên tục tăng lên ba cái tầng thứ, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ. Đối với bây giờ khát vọng thực lực Diệp Thần Phong tới nói, hắn đương nhiên là muốn lập tức dùng này ngàn linh quả tăng cao thực lực được rồi ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất thượng sau đó Diệp Thần Phong trực tiếp đem vạn năm ngàn linh quả từng miếng từng miếng nuốt vào trong bụng. chương 2028, Biến Hóa, Tuyệt Thế Linh Tử, trong tu luyện mật thất, vách tường chung quanh thượng khảm nạm này chiếu sáng tinh, thể, tại đem một viên vạn năm ngàn linh quả nuốt vào Diệp Thần Phong, hắn chỉ cảm thấy nhất cổ lạnh lẽo nước. Dịch, theo cổ họng của hắn một đường chảy vào trong dạ dày của hắn mặt. Lập tức, Diệp Thần Phong lập tức đã vận hành lên ba loại vô thượng công pháp. Chảy vào hắn trong dạ dày nước, dịch bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa, tại ba loại vô thượng công pháp luân phiên vận chuyển sau đó năng lượng trong đó trong nháy mắt được kích phát ra, dường như dao gam sắc bén bình thường cắt Diệp Thần Phong dạ dày vách tường. Lão Bạch Ngô Phong dối rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, lợi dụng ngàn linh quả tăng cao thực lực, quá trình của nó khả năng có một ít thống khổ, chính ngươi phải nhịn điểm. Đối với lão Bạch lúc này nhắc nhở, Diệp Thần Phong là một trận không nói gì, bất quá, hắn hiện tại nhưng không có thời gian nói mỏ vô nghĩa rồi, trong đầu hắn tập trung tinh thần, không ngừng chịu đựng trong dạ dày cắt người cảm giác. Ba loại vô thượng công pháp đang không ngừng đem ngàn linh quả sức mạnh chuyển hóa thành Diệp Thần Phong bên trong thân thể sức mạnh. Theo thời gian trôi đi, trong dạ dày trước cắt người cảm giác đang chậm chậm biến mất rồi, nhưng là trong dạ dày của hắn phảng phất lại gió nổi lên bạo từng đợt quặn đau cùng vặn vẹo thật giống phải đem hắn dạ dày cho vạn thành bánh quai trèo bình thường. Đối với thừa nhận lấy rất rất nhiều kiếp nạn Diệp Thần Phong tới nói, loại trình độ này đau đớn hắn vẫn có thể thừa nhận. Hắn một bên chịu đựng thống khổ, một bên hấp thu ngàn linh quả năng lượng. Tại trong dạ dày quặn đau cùng vặn vẹo từ từ biến mất sau đó Diệp Thần Phong bỗng nhiên cảm giác khí thế của mình tại kéo lên, một cỗ gợn sóng năng lượng từ bên trong thân thể của hắn tứ tán ra chung quanh hắn bản đá kịch liệt rung động diệp thần phong khuôn mặt lộ ra một vệt sảng khoái cảm giác thực lực của hắn từ hóa thần cảnh một tầng đỉnh phong khóa nhập hóa thần cảnh tầng hai sơ kỳ thế nhưng rất nhanh diệp thần phong trên mặt sảng khoái cảm giác liền vô ảnh vô tung biến mất rồi bởi vì trong dạ dày không khỏe tuy rằng biến mất rồi nhưng lúc này ngàn linh quả năng lượng lại chảy về phía toàn thân hắn huyết nhục rồi chỉ thấy hắn dưới da huyết nhục không ngừng co giật cùng ngõ nguội. Diệp thần phong chỉ cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới huyết nhục đang bị từng cây từng cây châm đâm nhói. Diệp thần phong trong miệng hàm răng cắn chặt, hắn nhanh chóng luân phiên thôi thúc ba loại vô thượng công pháp, chút hành hạ này đối với hắn mà nói vẫn cứ là đồ con nít. Theo huyết nhục thượng đau đớn biến mất. Từ Diệp Thần Phong trong cơ thể đột nhiên khoách tán ra nhất cổ linh khí nồng nặc chấn động. Trung quanh hắn trên một chiếc bàn đá két, két két xuất hiện có vài vết dạn nứt liền ngay cả trên vách tường tinh thể cũng biến thành lúc sáng lúc tối thực lực của hắn thuận lợi khóa nhập hóa thần cảnh tầng hai trung kỳ không đợi diệp thần phong cao hứng hắn chỉ cảm giác xương lại bắt đầu có loại được nghiền ép đau nhức kịch liệt đối với cái này diệp thần phong chỉ có thể đủ tất cả chịu đựng xuống bất quá loại này xương nghiền ép đau nhức nhưng vẫn là tại diệp thần phong thừa nhận trong phạm vi chỉ chốc lát sau tại xương được nghiền ép đau nhức biến mất sau đó nhất cổ càng cường đại hơn sóng năng lượng từ diệp thần phong trong cơ thể mãnh liệt tràn ra từng đợt gợn sóng năng lượng hướng về bốn phương tám hướng khoách tán ầm um, ầm um, ầm um. tiếng bạo liệt không rứt bên tai chỉ thấy tấm kia xuất hiện vết dạn nứt bàn đá trong nháy mắt nổ tung thành bột phấn mà trên vách tường phát sáng tinh thể cũng nhanh chóng nổ tung rất nhanh bởi trên vách tường tinh thể nổ tung chỉnh cái mật thất tu luyện biến nước sơn đen kịt lại. Mà Diệp Thần Phong thực lực không thể nghi ngờ lại tăng lên một cái tiểu tầng thứ, thuận lý thành trương khóa nhập hóa thần cảnh tầng 2 hậu kỳ. Tại khóa nhập hóa thần cảnh tầng 2 hậu kỳ sau đó Diệp Thần Phong trong cơ thể ngàn linh quả dược lực là hoàn toàn bị hấp thu rồi. Bùm bùm, làm Diệp Thần Phong từ mặt đất đứng lên, hoạt động một chút thân thể thời điểm, từ hắn khớp xương bên trong phát ra một trận xương cốt ma sát âm thanh cảm thụ trong cơ thể hóa thần cảnh tầng hai hậu kỳ thực lực, Diệp Thần Phong khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười thỏa mãn, lần này cổ mộ xuất hiện, để thực lực của hắn là tăng nhanh như gió một lần, này làm đáng giá hắn hắn mừng rỡ rồi. Một giây sau, Diệp Thần Phong thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, hắn tiến vào bên trong tiểu thế giới. Trước đó đưa thôn thiên long mãng bọn hắn lúc tiến vào. Hắn không có tử quan sát kỹ qua tiểu thế giới biến hóa. Bây giờ thực lực lại tăng lên một ít chỉ cảm thấy bên trong tiểu thế giới linh khí trở nên càng thêm nồng đặc rồi hắn linh khí mức độ đậm đặc hẳn là vượt qua huyền châu rất nhiều lần rồi tiểu thế giới diện tích làm lớn ra rất nhiều phóng tầm mắt nhìn tới có sơn có thủy nơi này lại thật giống là một mảnh thế ngoại đào nguyên trước đó tiểu đệ nhất thế giới nhiệm chủ nhân đã đem chuyện nơi đây nói cho diệp thần phong theo diệp thần phong thực lực tăng lên bên trong tiểu thế giới sẽ xuất hiện rất nhiều người đầu tiên nhận chức chủ nhân lưu lại đồ vật bây giờ diệp thần phong thực lực tăng lên như vậy bên trong tiểu thế giới phải hay không lại nên muốn xuất hiện một ít mới sự vật đâu này diệp thần phong bây giờ vị trí cách nhà hắn chỗ của người ở có một khoảng cách diệp thần phong đã từng từng căn dặn những người còn lại đối với tiểu thế giới biến hóa không nên đi tự chủ tra xét dù sao ai biết nơi này có thể bị nguy hiểm hay không cho nên đang đối mặt tiểu thế giới biến hóa, ở người ở chỗ này, bọn hắn cũng lựa chọn thu hồi lòng hiếu kỳ. Diệp thần phong dự định trước tiên tra xét một phen nơi này. Hắn tại cùng người nhà của mình đi gặp mặt, lão hắc giang vận thiên nói ra, tiểu tử, người đi bên phải ngọn núi kia đáy ngọn nguồn nhìn xem. Nghe vậy, diệp thần phong thân ảnh lập tức xuất hiện tại chân núi, ngọn núi này hẳn là nhô ra không bao lâu đây này. Chỉ thấy tại chân núi có một cái cửa động, tại cửa động bên cạnh thụ lập một khối cổ lão bia đá, trên đó viết một cái to lớn rượu. Chữ, cái chữ này viết rồng bay phượng múa, cho người một loại cảm giác hết sức đặc biệt. Diệp thần phong ánh mắt không kiềm hãm được được trên bia đá cái chữ này hấp dẫn, mà lão bạch ngô phong dỗi rảnh thanh âm đột nhiên vang lên, tiểu ra hỏa, nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Nhưng có vẻ như đã quá muộn. Diệp thần phong chỉ cảm thấy từ bia đá rượu chữ bên trên truyền đến nhất cổ không bắt được sức mạnh anh. Một tiếng, Diệp Thần Phong dưới chân bước chân lui về phía sau hai bước, khóe miệng lập tức tràn ra tiên huyết đến, ánh mắt của hắn cũng rời đi bia đá. Chuyện gì thế này? Diệp Thần Phong ngưng lông mày hỏi. Đạo vận, tấm bia đá này thượng rượu trong chữ ẩn chứa cực hạn cường hãn đạo vận, loại này đạo vận vô cùng phức tạp thâm hậu, chỉ sợ ta cùng lão Hắc tại thời điểm toàn thịnh cũng không cách nào lưu lại bực này đạo vận, đây cũng là sáng tạo hỗn độn nhẫn cũng chính là cái kia hỗn độn nhẫn người đầu tiên nhận chức chủ nhân lưu lại. Đạo vận đối với ngươi mà nói trả quá mức xa vời, vào sơn động bên trong xem một chút đi. Khi nghe đến lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh lời nói sau, lau sạch khóe miệng vết máu diệp thần phong, hắn đi vào trước mặt trong sơn động. Chỉ thấy ở trong sơn động bầy đầy từng vò từng vò vò rượu, từng cái vò rượu đều có nửa người cỡ như vậy. Hang núi này vô cùng rộng rãi, Rượu nơi này đàn có màu nâu cùng màu đỏ hai loại, màu nâu vò rượu phía trước, Diệp Thần Phong bước đầu đoán chừng một chút, nơi này màu nâu vò rượu tổng cộng có hai 000 cái bình Diệp Thần Phong đi tới màu nâu vò rượu trước. Hắn xuất phát từ hiếu kỳ, trực tiếp đem một vò màu nâu vò rượu mở ra, tại màu nâu vò rượu cho mở ra thời điểm, nhất thời có nhất cổ nồng nặc mùi rượu thơm bay ra, trong đó chả đã bao hàm nồng nặc vô cùng linh khí. Lão Hắc vội vàng nói, tốt một vò 10.000 năm linh tử khi nghe đến lão hắc lời nói sau, Diệp Thần Phong lại tới màu đỏ cái bình trước, hắn cũng mở ra một vò màu đỏ vò rượu, trong đó bay ra mùi rượu là vừa vặn màu nâu vò rượu bên trong gấp 10 lần, linh khí mức độ đậm đặc cũng là trọn vẹn gấp 10 lần. Lúc này lão hắc cùng lão bạch đều không bình tĩnh rồi, lão hắc không ngừng nuốt nước miếng nói ra, 10, trăm ngàn năm tuyệt thế linh tử. Loại này linh tử liền ngay cả ta cùng lão bạch đều không có thưởng thức qua đây không nghĩ tới hôm nay vẫn có thể nhìn thấy loại này tuyệt thế rượu ngon, chỉ tiếc nhục thân vẫn không có ngưng tụ, không có thể hảo hảo thưởng thức thượng một phen. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cũng phi thường không bình tĩnh nói, tiểu gia hỏa, này trăm ngàn năm tuyệt thế linh tửu ngươi muốn cho chúng ta hai cái lưu một ít thưởng thức một cái, đã tới trên vạn năm linh tửu, mùi vị đó không chỉ cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa đối người tu luyện là có nhiều chỗ tốt. Lúc trước hỗn độn nhẫn người đầu tiên nhận chức chủ nhân, đem hỗn độn nhẫn phong ấn, tại phong ấn một khắc đó, hỗn độn trong chiếc nhẫn thời gian tự đình chỉ rồi. Tại Diệp Thần Phong thu được hỗn độn nhẫn sau, trong đó thời gian mới lại lưu chuyển. Này màu đỏ vò rượu cùng màu nâu vò rượu bên trong rượu, sản xuất thời gian hẳn là cách biệt rất nhiều, cho nên hai loại rượu năm mới sẽ cách biệt nhiều như vậy. Diệp thần phong nghe được trong đầu lão bạch ngô phong rỗi rảnh cùng lão hắc giang vận thiên thất thố ngôn ngữ, khóe miệng của hắn lập tức hiện lên nụ cười từ lão bạch cùng lão hắc thái độ trong, là hắn có thể đủ suy đoán ra loại này tuyệt thế linh tử nhất định là không bình thường. chương 2029, tất cả đều điên cuồng. Màu nâu vò rượu, cũng chính là 10.000 năm linh tử có 2.000 cái bình. Mà màu đỏ vò rượu, cũng chính là trăm ngàn năm linh tử có 5.000 cái bình. Lão bạch cùng lão hắc tại trấn định một lúc sau, lão bạch ngô phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, những này linh tử không riêng gì niên đại trưởng, hơn nữa sản xuất thủ pháp tuyệt đối không bình thường, nơi này linh tử tối thiểu dùng hơn 5.000 loại quý giá linh thảo sản xuất mà thành. Này 10.000 năm linh tử tối thiểu yếu hóa thần cảnh người tu luyện mới có thể uống, bằng không vô cùng có khả năng để uống người gân mạch nổ tung mà chết, bất quá, chỉ cần đã tới hóa thần cảnh, uống 10.000 năm linh tử đó là vô cùng hữu ích, không riêng có thể cường huyết nhục cùng gân mạch, đối thực lực tăng lên cũng là có rất nhiều chỗ tốt mà cái kia trăm ngàn năm tuyệt thế linh tử, vậy thì càng thêm ghê gớm rồi, chỉ có đến địa thần cảnh mới có thể uống, hơn nữa uống số lượng cũng không nghi quá nhiều, nếu như mỗi ngày uống một ít loại này linh tử, tuyệt đối sẽ tăng nhanh thực lực tăng lên. Lão Hắc lập tức một mặt đau lòng nói, thiếu chút nữa đã quên rồi, thực sự là quá lãng phí, này phong đàn linh tử một khi mở ra, nhất định muốn tại chừng hai tháng uống xong, bằng không trong đó hiệu quả đem mất giá rất nhiều, lấy thực lực của ngươi bây giờ, người căn bản còn chưa thể uống trăm ngàn năm linh tử a hát. Diệp thần phòng uống trước một bát mười ngàn năm linh tử, này linh tử cay độc bên trong mang ngọt ngào, ngọt ngào bên trong lại mang mùi thơm ngát, từng trận cảm giác tuyệt vời kích thích hắn đầu lưỡi nhũ đầu, quả thực là những kia hơn một nghìn năm, thậm chí đồng dạng là trên vạn năm linh tử không cách nào so sánh. Dù sao nơi này linh tử sản xuất thủ pháp đặc thù, hơn nữa là trọn vẹn hơn năm ngàn loại quý giá linh thảo sản xuất mà thành, coi như là Trung Châu đỉnh cấp thế lực cũng không có tác phẩm lớn như vậy. Huống chi sản xuất những này linh tử rất nhiều linh thảo, tại bây giờ cái thời đại này cũng sớm đã tuyệt diệt được rồi. Cho dù có chút linh thảo vẫn cứ tồn tại, vậy cũng cơ hồ là vô giá vật. Căn bản sẽ không dùng đến cất rượu. Một bát 10.000 năm linh tử uống vào bụng tử sau đó Diệp Thần Phong nhất thời cảm giác mình trong gân mạch linh khí dòng sông tăng nhanh sơ qua, tại đem linh tử bên trong năng lượng hấp thu sau đó hắn cảm giác thực lực của mình lại tinh tiến không ít, xem ra nếu như mỗi ngày uống một ít linh tử, tuyệt đối là có thể tăng cao thực lực. Tại thử 10.000 năm linh tử sau đó Diệp Thần Phong đối diện với mấy cái này linh tử có một cách đại khái hiểu rõ, những này linh tử tuyệt đối là bảo vật vô giá, mới uống một bát là có thể cảm giác được thực lực tinh tiến. Chủ yếu nhất uống những này linh tử không có tác dụng phụ, hơn nữa không có bất kỳ thống khổ, chẳng những có thể lấy tăng nhanh tăng cao thực lực, vẫn có thể cường hóa huyết nhục cùng gân mạch. Nhưng lão hắc nói phi thường đã minh bạch, mở ra linh tử đại khái chỉ có thể bảo tồn chừng 2 tháng, trong vòng 2 tháng diệp thần phong cơ hồ không khả năng đến địa thần cảnh, một cái đàn trăm ngàn năm linh tử cũng không làm được lãng phí. Diệp thần phong không có vội vã đi điều tra tiểu thế giới những chỗ khác rồi, hắn lập tức rời khỏi bên trong tiểu thế giới. Làm Diệp Thần Phong đi tới trang viên bên trong đại sảnh lúc, hắn nhìn thấy tiết huyền tình tần chu chu tam thông dương hạo thiên cùng tô băng vân các loại một loạt người đều ở nơi này không khí của hiện trường ngược lại là cực kỳ thân thiện xem ra những người này trò chuyện cũng không tệ lắm tần chu lão đầu này bây giờ tính mạng nắm giữ ở diệp thần phong trong tay hắn nào còn dám tại bạn của diệp thần phong trước mặt tự cao tự đại đang nhìn đến diệp thần phong đi vào bên trong đại sảnh sau dương hạo thiên lập tức cười ha hả đi lên nói ra, thần phong, ngươi không phải là yếu bế quan sao? Ngươi làm sao lại đi ra? Ở đây ngoại trừ tiết huyền tình đám người ở ngoài. Dương Hạo Thiên bọn hắn chả cũng không biết, Diệp Thần Phong đem Tần Chu tính mạng nắm giữ trong lòng bàn tay rồi. Về phần Diệp Thần Phong cùng Chu Tam thông quan hệ, ở đây bất cứ người nào đều không rõ ràng lắm. Tiết huyền tình mấy người cũng phi thường nghi hoặc, này Chu Tam thông trước đó tại sao như thế lo lắng Diệp Thần Phong an nguy. Diệp thần phong đối với người ở chỗ này nói ra, mọi người đều tại cũng tiết kiệm ta đi kêu. Ta chỗ này vừa vặn có một ít không sai linh tử, ta lấy ra đến cho mọi người nếm thử đi. Tự xem như là chúc mừng chúng ta Thanh Nguyệt Tông có thể đi tham gia Trung Châu Thiên Huyền Thịnh Điển rồi. Thấy Diệp Thần Phong muốn lấy ra linh tử đến, người ở chỗ này cũng không phải làm lưu ý, đặc biệt là Tần Chu, hắn cũng tiếp nhận rồi thực tế, hắn mở miệng nói là muốn chúc mừng một cái A-Hát lão phu ta chỗ này tư tàng một chút linh tử, nếu như tiểu huynh đệ ngươi không ngại, như vậy liền uống dùng của ta linh tử đi. Nói xong, tần chu trực tiếp từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra hai đại đàn linh tử, hắn không chút do dự liền đem linh tử cho mở ra, tại người được mùi rượu sau đó mọi người không khỏi vẻ mặt chấn động, triệu bá nói ra, rượu ngon, đây chính là hảo hạng hai ngàn năm linh tử a AH. hát. E sợ ở chính giữa châu muốn uống được cũng phi thường khó khăn chu tam thông cũng gật đầu nói không tệ không tệ này hai ngàn năm linh tử lão phu ta vẫn không có thưởng thức qua đây hôm nay để tần lão ngươi tiêu pha diệp thần phong cũng biết tần chu là có ý tốt đây là tại hướng về hắn lấy lòng đây hắn ngược lại cũng không thể không nhìn thẳng tần chu hắn chỉ có thể nói ra như vậy mọi người trước tiên uống tần xứ người linh tử đi tần chu lần thứ hai cánh tay vung lên ở trên bàn lập tức xuất hiện mười mấy con bát rượu ở đây người người có phần, bao quát tuyết nguyệt cốc tông chủ Lâm An tuyết đám người. Lý bá uống một hớp sau đó hắn lập tức nói ra, rượu ngon, rượu ngon à hát. Này thật là tuyệt thế rượu ngon, lão phu ta vẫn là lần đầu tiên thưởng thức, bằng vào ta đoán chừng này linh trong rượu tối thiểu có hơn 500 loại quý giá linh thảo, đối người tu luyện có chỗ tốt to lớn. Lâm An tuyết các loại tuyết nguyệt cốc người, các nàng tuy rằng đều là nữ tử, nhưng các nàng cũng uống như si như say. Dương Hạo Thiên tại hưng phấn uống một bát sau đó hắn nhìn thấy một bên cao mày Diệp Thần Phong, nói ra Thần Phong, làm sao vậy? Đây chính là thượng đẳng linh tử A Hát, nhanh chóng uống nhiều một ít đi. Uống một hớp này cái gọi là thượng đẳng linh tử, Diệp Thần Phong quả thực suýt chút nữa phun ra ngoài, này cùng hắn mới vừa uống 10.000 năm linh tử căn bản vô pháp so sánh, quả thực là một cái thiên hòa một chỗ tranh lệch, chớ nói chi là trăm ngàn năm linh tử rồi nhìn xem mọi người uống hưng trí cao ngang, Diệp Thần Phong lắc lắc đầu, nói ra các vị, mọi người hôm nay cũng cao hứng, liền ở uống một chút của ta linh tử đi. Đang thưởng thức tần chu 2 ngàn năm cực phẩm linh tử sau đó người ở chỗ này đối Diệp Thần Phong linh tử là không hứng lắm, bao quát thiết huyền tình cũng là như thế. Bất quá, người ở chỗ này cũng không muốn để Diệp Thần Phong mất mặt, bọn hắn đều gật đầu đồng ý. Diệp thần phong lập tức lấy ra một vò vừa vặn mở ra 10.000 năm linh tử hắn hỗn độn trong chiếc nhẫn vỏ rượu trọn vẹn muốn so tần chu vỏ rượu lớn hơn hơn hai lần. Nguyên bản mãn bất kinh tâm mọi người, tại Diệp Thần Phong lấy ra 10.000 năm linh tử sau đó tại linh tửu linh khí cùng mùi thơm tràn ngập đại sảnh sau, người ở chỗ này trong nháy mắt vẻ mặt chấn động, bọn hắn mỗi một người đều nuốt lên nước miếng đến. Triệu bá cái thứ nhất không kịp chờ đợi xuất hiện ở màu nâu vỏ rượu trước, không đợi Diệp Thần Phong mở miệng, hắn uống trước một bát, hắn lập tức con mắt trừng lớn, nói ra, này, đây là một vạn năm linh tử. Hơn nữa sản xuất thủ pháp Việt đối là thất truyền, quả thực là quá thâm thuần rồi, quan trọng nhất là sản xuất loại này linh tử linh thảo tối thiểu có 5.000 loại khoảng chừng đồng thời đều là quý giá linh thảo. Triệu bá lời này vừa nói ra, Lý bá, Chu Tam Thông cùng Tần Chu cũng không nhịn được trước tiên uống một bát, đang uống này 10.000 năm linh tử sau đó bọn hắn lúc này mới cảm giác vừa vặn 2.000 năm linh tử quả thực chính là rác rưởi bên trong rác dưới. Tại triệu bá đám người còn muốn không nhịn được thưởng thức một phen thời điểm. Diệp thần phong lập tức trận lại nói, này 10.000 năm linh tử không phải cho các người uống. Nghe vậy, triệu bá đám người hơi sững sờ, trong lòng có phần đáng tiếc, đây chính là 10.000 năm tuyệt thế linh tử A-Hát chỉ sợ coi như là trung châu đỉnh cấp thực lực bên trong lão tổ cũng thưởng thức không tới. Bất quá, bọn hắn vẫn là nghe đi theo Diệp Thần Phong lời nói, ngừng động tác trong tay. Diệp Thần Phong lập tức lại lấy ra cái kia đàn được mở ra trăm ngàn năm linh tử, tại màu đỏ to lớn vỏ rượu xuất hiện sau đó trong không khí mùi rượu cùng linh khí tăng lên gấp bội, tần chu đám người cả người một cái run rẩy bọn hắn có thể phán đoán ra này màu đỏ vỏ rượu bên trong mùi rượu vân. Phân đều là vừa rồi gấp 10 lần khoảng chừng nói cách khác này màu đỏ vò rượu bên trong chính là trăm ngàn năm linh tử. Này, điều này sao có thể? Trên thế giới này còn có trăm ngàn năm linh tử tồn tại. Diệp thần phong cười nói, này trăm ngàn năm linh tử mới là cho triệu bá các ngươi thưởng thức. Chính tai nghe được Diệp Thần Phong nói ra trăm ngàn năm linh tử, triệu bá bọn người thân thể run lên lại rung động, trên mặt bọn họ trong nháy mắt lộ ra điên cuồng vẻ mặt, Từng cái kích động sắc mặt đỏ lên, thậm chí bọn hắn khó mà dùng ngôn ngữ để biểu đạt tâm tình của giờ khắc này rồi. Chương 2030, điên cuồng sau điên cuồng hơn. Tần Chu, Triệu Bá, Lý Bá cùng Chu Tam Thông bốn người này, bọn hắn tay có phần phát run đem chén rượu trong tay của chính mình cho đầy đủ. Bọn hắn nghe trong chén rượu thuần hương, bọn hắn có phần không nỡ bỏ đem trong chén rượu uống rượu tiến trong miệng rồi. Bọn hắn đầu tiên hơi hơi nhấp một ngụm nồng nặc mùi rượu thơm nhất thời tại bọn hắn trong miệng khuếch tán ra, thân thể của bọn họ cũng lập tức cảm giác được noãn rung rung, trong gân mạch linh khí dòng sông nhất thời thêm nhanh hơn không ít. Tần chu bọn bốn người kích động có phần lão lệ tung hoành rồi, bọn hắn thực tại không cách nào nhịn được ở, bởi vì cái này, đây chính là trăm ngàn năm linh tử A-Hát. Tại uống một hớp sau đó bọn hắn hiện tại trăm phần trăm xác định đây là thứ thiệt trăm ngàn năm tuyệt thế linh tử nếu không có Diệp Thần Phong, chỉ sợ bọn họ cả đời này đừng nói là uống được trăm ngàn năm linh tử rồi, coi như là này mười ngàn năm linh tử bọn hắn cũng khó có thể uống được, này trăm ngàn năm linh tử đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là đồ tốt ha hát. Quan trọng nhất là bọn hắn thưởng thức ra này linh tử bên trong rất nhiều linh thảo, tại bây giờ thời đại này đã sớm thất truyền, cho nên bọn hắn mới hội thất thố như vậy. Một bên tiết huyền tình mấy người cũng là bị khiếp sợ không cạn, đầu tiên là lấy ra 10.000 năm linh tử, sau đó lại lấy ra trăm ngàn năm linh tử, trong mắt của mọi người Diệp Thần Phong trên người thỉnh thoảng liền sẽ bốc lên một điểm thần bí đến. Dương Hạo Thiên cũng muốn nóng lòng muốn thử đi đến uống trăm ngàn năm linh tử, Diệp Thần Phong lập tức nói ra, này trăm ngàn năm linh tử, tối thiểu yếu thực lực đến địa thần cảnh người mới có thể uống, mà cái kia 10 ngàn năm linh tử thực lực tối thiểu yếu đến hóa thần cảnh người mới có thể uống, bằng không không những sẽ không đối thân thể hữu ích nơi, trái lại trong cơ thể gân mạch còn có thể nổ tung. Khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau, tiết huyền tình cùng Dương Hạo Thiên đám người, bọn hắn bắt đầu uống cái kia 10.000 năm linh tử rồi. Về phần tuyết nguyệt gốc bên trong đệ tử, có rất nhiều đều tại niết bàn cảnh, ngược lại là tông chủ lâm an tuyết cùng tô nguyệt đã đến uống 10.000 năm linh tử thực lực. Nhìn xem người ở chỗ này uống vui sướng tràn trề, Diệp Thần Phong ngược lại là một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ từ từ uống, hắn bên trong tiểu thế giới vạn nam linh tử cùng trăm ngàn năm linh tử còn nhiều nữa này linh tử mặc dù tốt uống quý giá nhưng là không thích hợp uống nhiều rồi uống hồ thực lực của mỗi người không giống có thể thừa nhận được linh tử cũng bất đồng nhưng tiếc rằng này linh tử cái bình có tới cao bằng nửa người đây mười ngàn năm linh tử uống hơn một nửa mà cái kia trăm ngàn năm linh tử uống gần một nửa dù sao ở đây có thể uống trăm ngàn năm linh tử cũng chỉ có tần chu cùng triệu bá mấy người bọn họ rồi mọi người ở đây đều đã có vẻ say rượu từng cái trên mặt có chút ửng đỏ đương nhiên diệp thần phong không nằm trong số này dương hạo thiên ôm lấy diệp thần phong vai nói ra thần phong người này linh tử sẽ không phải là tại trong mộ cổ lấy được chứ không đợi diệp thần phong mở miệng tần chu liền phủ định hoàn toàn không thể cái kia cổ mộ mặc dù là viễn cổ thời đại, nhưng này trăm ngàn năm linh tử tuyệt đối không thể xuất từ cái kia cổ mộ. Bực này linh tử coi như là tại viễn cổ thời đại chỉ sợ cũng cực kỳ hiếm thấy, thậm chí là không có, từ xưa đến nay Thư Tịch Thượng đều không có ghi chép qua trăm ngàn năm linh tử. Tiếp lấy, Tần Chu con người tràn ngập cảm kích nhìn Diệp Thần Phong, hắn chân thành nói: "Tiểu huynh đệ, đa tạ ngươi để lão phu ta thưởng thức như thế tuyệt thế rượu ngon." ta cảm giác thực lực của ta trong khoảng thời gian ngắn có thể có được đột phá. Này may mắn mà có trăm ngàn năm linh tử. Tần Chu tạm thời quên được tính mạng của mình được Diệp Thần Phong trưởng khống sự tình rồi. Hắn bây giờ đối với Diệp Thần Phong cũng tràn ngập tò mò. Một chỗ huyền giới đi tới tiểu tử, không những có thiên thần cảnh cường giả bảo vệ, hơn nữa còn có thể lấy ra trăm ngàn năm linh tử. Các loại nghi hoặc xoay quanh ở trong đầu hắn. Triệu bá cùng lý bá đối với Diệp Thần Phong hiền lành cười cười, có phần cảm tạ không cần nói ra khỏi miệng, dù sao bọn hắn hai lão mệnh là Diệp Thần Phong được rồi, chỉ cần Diệp Thần Phong yêu cầu, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể vì Diệp Thần Phong chết trận. Ngược lại là Chu Tam Thông có phần chịu không nổi tử lực, thân thể của hắn lung la lung lay được rồi. Hắn một mực cung kính đối với Diệp Thần Phong, nói ra, "Đa Tạ thiếu chủ trăm ngàn năm linh tử." "Thiếu chủ." Bên trong đại sảnh bầu không khí trong nháy mắt yên tĩnh lại này chu tam thông bởi vì say rượu nguyên nhân trong lúc nhất thời nói lỡ miệng người ở chỗ này nhưng cũng không biết hắn và diệp thần phong quan hệ này chu tam thông chính là linh thủy thành luyện dược các phân bộ các chủ đường đường ngũ phẩm luyện dược sư đây hắn dĩ nhiên xưng hô diệp thần phong vì thiếu chủ trong lúc nhất thời tiết huyền tình đám người ánh mắt toàn bộ tập trung vào diệp thần phong trên người tiết huyền tình Triệu Bá cùng Lý Bá cũng chỉ biết là Diệp Thần Phong chính là là một gã tam phẩm luyện dược sư mà thôi. Về phần Dương Hạo Thiên đám người căn bản không biết Diệp Thần Phong thân phận của luyện dược sư, ở đây chỉ có Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân biết Diệp Thần Phong chính là ngũ phẩm luyện dược sư, bất quá, Diệp Thần Phong luyện dược sư cấp bậc trước đó liền đã sớm tấn cấp lục phẩm rồi. Cho nên Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân cũng không biết bây giờ Diệp Thần Phong chân chính luyện dược sư cấp bậc Cảm thấy được ở đây ánh mắt của mọi người, Diệp Thần Phong biết tối thiểu luyện dược sư sự tình ẩn giấu không nổi nữa, hắn thản nhiên giải thích, kỳ thực ta bây giờ chính là là một gã lục phẩm luyện dược sư, Tam Thông về sau đi theo ta, hắn quyết định lui ra luyện dược các rồi. Chu Tam Thông thấy Diệp Thần Phong không có trách tội, hắn là thở phào nhẹ nhõm, nếu thiếu chủ đã thẳng thắn, như vậy hắn tự nhiên là muốn thay Diệp Thần Phong giải thích được rồi, hắn nói ra, thiếu chủ nói không sai. Thiếu chủ chế thuốc chi thuật để cho ta triệt để khuất phục, thiếu chủ nhưng là có thể luyện chế ra nhị văn đan thiên tài luyện dược sư, ta Chu Tam Thông có thể đi theo thiếu chủ, này chính là là vận may của ta. Lục phẩm luyện dược sư, có thể luyện chế ra nhị văn đan. Một lớp lại một lớp khiếp sợ để người ở chỗ này đầu tráng váng hoa mắt, bao quát tần chu cũng là trong nháy mắt nín thở. Triệu bá một mặt kích động bắt được Diệp Thần Phong cánh tay, nói ra: "Thần, Thần Phong, ngươi ngươi là lục phẩm luyện dược sư. Này, này, người cốt linh chỉ có 29, ngươi. Bởi vừa kích động thêm vào say rượu triệu bá cũng nói lỡ nghiệp, bọn hắn trước đó nhưng là khảo nghiệm qua diệp thần phong cốt linh. 29 tuổi lục phẩm luyện dược sư, hơn nữa còn có thể luyện chế ra nhị văn đan. Lúc này chu Tam Thông cũng xứng sở rồi, bởi vì hắn nhưng cũng không biết diệp thần phong số tuổi thật sự. Tần Chu càng thêm đầu não thất điên bát đảo được rồi, Tiết huyền tình sờ môi, đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, hỏi, người đúng là lục phẩm luyện dược sư. Hơn nữa có thể luyện chế ra nhị văn đan. Diệp Thần Phong gật gật đầu nói ra, không sai. Tiết huyền tình có phần tức giận, người làm sao trước đó không có nói cho ta. Diệp Thần Phong hồi đáp, các người trước đó một mực coi ta là làm tam phẩm luyện dược sư, ta nói các người cũng sẽ không tăng tin tưởng. Tần Chu trong miệng du du thì thầm nói, 29 tuổi. 29 tuổi liền đã tới bực này thực lực, hơn nữa còn là lục phẩm luyện dược sư. Chuyện này quả thật là rất xa bỏ qua rồi những trung châu đó cái gọi là thiên tài, người thật sự là tới từ ở hạ đẳng vị diện đấy sao? Sương Hạo Thiên, Lý Tín Văn Hòa Trần Nguyên Hùng các loại người chén rượu trong tay mất rơi trên mặt đất, ngoại trừ Lý Tín Văn chỉ là có chút kích động ở ngoài, những người còn lại từng cái điên cuồng muốn điên rồi, bọn hắn từng cái đỏ mặt tía tai ở bên trong đại sảnh thượng nhảy xuống tháo chạy từng cái ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm diệp thần phong tần chu trong lòng một mảnh bình thường trở lại hắn bây giờ hoài nghi được diệp thần phong gieo xuống thần niệm dấu ấn này có phải không thật sự là hắn đời trước đã tu luyện phúc khí diệp thần phong trên người phải hay không chả có rất nhiều mạnh mẽ bí mật liền ngay cả ba vị kia không yếu hơn hắn thiên thần cảnh cường giả đều nhận thức diệp thần phong là chủ Hắn được Diệp Thần Phong khống chế tính mạng thật giống cũng không có cái gì mất mặt. Tần Chu thân thể run không ngừng, hắn đây là bị khiếp sợ run rẩy, nội tâm của hắn là càng thêm điên cuồng, trái tim đều phải từ ngực của hắn nhảy ra ngoài, hắn trịnh trọng đối Diệp Thần Phong nói ra, về sau tiểu huynh đệ cần ta Tần Chu địa phương, ta Tần Chu nhất định tận tâm tận lực không chối từ. Thời khắc này, Tần Chu là tâm cam tình nguyện vì Diệp Thần Phong làm một ít chuyện khiến hắn xem trọng là Diệp Thần Phong tương lai tiềm lực. Diệp Thần Phong nhìn xem ở đây tất cả mọi người, bọn hắn đều từng cái đầy cõi lòng kích động, thậm chí có ít người liền hô hấp đều nhanh không trôi chảy rồi, phảng phất đều giống như đánh máu gà bình thường hắn vốn là muốn yếu đem chính mình luyện khí sư cùng phù sư sự tình cũng nói ra được, bây giờ xem ra hắn không thể không được đem hai cái này thân phận tiếp tục giấu giếm. Diệp Thần Phong sợ chính mình đem hai cái này thân phận nói ra, ở đây có mấy người sẽ bị khiếp sợ từng đứt đoạn khí đi, vẫn là đợi về sau có cơ hội tại đem hai cái này thân phận nói cho những người này đi. Về phần cái gì Long tộc tộc trưởng các loại thân phận, Diệp Thần Phong nhất định muốn chờ sau này thực lực mạnh mẽ đi lên, thậm chí là tìm tới Long tộc còn lại huyết mạch sau, hắn mới sẽ chính thức công khai. Chương 2031, tiết ra người đến tại người bên trong đại sảnh nỗ lực không ngừng muốn san phẳng tức khiếp sợ tâm tình lúc. Linh Thủy trong thành, một cặp ông cháu dò xét một chút liên quan với huyền châu thiên huyền thịnh biển tin tức sau đó hai người bọn họ sắc mặt trở nên có chút khó coi, nhưng trên mặt bọn họ càng nhiều hơn là khinh thường. Chuyện này đối với ông cháu mới vừa vặn đến Linh Thủy Thành không bao lâu đây. Trong đó một cái thiên thần cảnh một tầng trung kỳ lão đầu tên là Tiết Núi, một cái khác hóa thần cảnh bảy tầng sơ kỳ thanh niên tên là Tiết Nguyên Sáng. Bọn hắn chính là Trung Châu Tiết Gia bàng hệ người. Trung Châu Tiết Gia chính là Tiết Huyền tình phụ thân gia tộc, Tiết Gia ở chính giữa châu miễn cưỡng tính là có thể chen vào nhất lưu thế lực rồi, nhưng là cùng chân chính nhất lưu thế lực vẫn có tranh lệch không nhỏ. Tiết Huyền tình mẫu thân gia tộc ở chính giữa châu cùng Tiết Gia thế lực ngược lại là lực lượng ngang nhau, đáng tiếc tuy rằng mẫu thân của Tiết Huyền Tình chính là là gia tộc bên trong dòng chính, nhưng căn bản cũng không có tư chất tu luyện, ở trong gia tộc liền bàng hệ cũng không bằng. Lúc trước mẫu thân của Tiết Huyền Tình cùng phụ thân tại một lần bất ngờ giữa yêu nhau, nhưng việc hôn sự này căn bản không chiếm được Tiết gia tán thành, dù sao phụ thân của Tiết Huyền Tình chính là Tiết gia dòng chính, cũng mà còn có này tư chất tốt, cuối cùng Tiết Huyền Tình cùng mẫu thân của nàng bị đuổi ra khỏi Tiết gia mà đồng thời tiết huyền tình mẫu thân gia tộc cũng lãnh huyết không ủng hộ người cái này giả. Loại, cùng với người thân phận của mẫu thân rồi, sau đó mẫu thân của tiết huyền tình bởi vì tư lao thành nhanh mà chết. Bất quá, tại tiết huyền tình rời đi Trung Châu sau đó tiết ra ngược lại là thỉnh thoảng sẽ quan tâm một cái tiết huyền tình cái này tư. Sinh, nữ, lần này tại Thanh Nguyệt Tông thu được Linh Châu người thứ nhất, trước tới tham gia huyền châu thiên huyền thịnh điển, tin tức này tiết ra đã sớm đã được biết đến vừa vặn tiết ra có một số việc muốn tới huyền châu xử lý cho nên tiết ra dòng chính người để chi thứ người thuận tiện đến nhìn một chút tiết huyền tình tình huống nếu như tiết huyền tình tông môn thật sự có thể thông qua huyền châu thiên huyền thịnh điển như vậy không ngại cho tiết huyền tình bọn hắn một cơ hội để cho bọn họ trở thành tiết gia lệ thuộc hoặc là tiết gia hạ nhân tiết núi liền là phụ trách đến huyền châu làm việc về phần cháu của hắn tiết nguyên sáng hắn chỉ là theo chân gia gia của mình đến tham gia trò vui Tiết núi đã đem huyền châu thiên huyền thịnh điển sự tình hỏi thăm nhất thanh nhị sở, hắn mới vừa vặn đến linh thủy thành đây. Hắn thậm chí ngay cả cổ mộ sự tình cũng nghe được. Để tiết núi không nghĩ tới chính là thanh nguyệt tông dĩ nhiên đã lấy được huyền châu thiên huyền thịnh điển người thứ nhất. Hơn nữa tại thanh nguyệt tông bên trong có vẻ như còn xảy ra một thiên tài. Tuy nói huyền châu thiên huyền thịnh điển trước đó trên đường đình chỉ. Nhưng ở năm người bên trong hỗn chiến, Diệp Thần Phong lấy sức lực của một người giết ba tên hóa thần cảnh cường giả. Quan trọng nhất là Diệp Thần Phong chỉ có niết bàn cảnh thực lực, cái kia ba tên huyền châu thiên tài nhưng là có hóa thần cảnh 5 tầng đến tầng 6 ở giữa. Tiết Nguyên sáng nghe được tìm hiểu tới tin tức sau đó hắn cực kỳ khinh thường nói, ra ra, huyền châu cái gọi là thiên mới khẳng định đều là rác rưởi, một cái chúng ta tiết ra dã Loại khai sáng tông môn, trong đó lại làm sao có khả năng có thiên tài chân chính sinh ra. Chuyện này quả thật là lời nói vô căn cứ." Tiết núi gật đầu nói, "Huyền Châu Thiên Tài xác thực so với chúng ta Trung Châu kém xa lắc, bất quá có thể lấy Niết Bàn cảnh thực lực. Chiến thắng hóa thần cảnh thực lực người, này cũng hẳn là thật là có mấy phần thiên phú, bây giờ tiết ra sự tình chúng ta song xuôi, trước đó gia chủ để cho chúng ta đến nhìn một chút Thanh Nguyệt Tông tình huống, hiện tại Thanh Nguyệt Tông đã trở thành Huyền Châu Thiên Huyền Thịnh điển người thứ nhất, này ngược lại là miễn cưỡng có thể trở thành chúng ta lệ thuộc rồi." lại nói cái nhỏ, giá, loại bên người hai lão, bọn họ đều là trên đất thần cảnh tầng thứ, tuy rằng địa thần cảnh ở chính giữa châu hay là không tính là cái gì, nhưng miễn cưỡng cũng có thể giúp chúng ta tiết ra xử lý một chút chuyện rồi. Tiết Nguyên sáng kinh ngạc nói, ra ra, gia, gia chủ cũng không phải là muốn muốn cho cái kia dã Loại nhận tổ quy tông chứ. Tiết núi nhướng mày nói, chỉ bằng người sáng lập một cái nho nhỏ thanh nguyệt tông. Người liền muốn nhận tổ quy tông người xứng sao gia chủ chẳng qua là lợi dụng một chút cái kia dã loại mà thôi để thanh nguyệt tông thành vì chúng ta phụ thuộc về sau nếu có nguy hiểm bí cảnh là có thể để những người này đi đánh trận đầu rồi dã loại nhất định chỉ là dã loại mà thôi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ yếu quang minh tránh đại bước vào chúng ta tiết ra cửa lớn được rồi chúng ta bây giờ liền đi gặp cái kia dã loại đi đối với chúng ta tiết ra khoan dung, người hẳn là muốn học cảm ơn. Tiết núi cùng tiết nguyên sáng biết bây giờ tiết huyền tình đặt chân, hai người bọn họ hướng về tần chu ở tạm chỗ kia trang viên tiến đến. Mà cùng lúc đó, trang viên bên trong đại sảnh, tiết huyền tình đi tới diệp thần phong bên cạnh, có thể là bởi uống linh tử nguyên nhân của nàng men say tại càng ngày càng rõ ràng, thân thể của nàng tựa vào diệp thần phong trên người, trong miệng hơi thở như hoa lan, người đến cùng còn có bao nhiêu sự tình là ta không biết. Diệp thần phong nhìn xem trên mặt che kín đỏ ửng tiết huyền tình. Hắn không khỏi ôm tiết huyền tình thon thả, bởi vì tiết huyền tình dưới chân bước chân có phần lay động. Diệp thần phong xác thực rất được tiết huyền tình đối tâm ý của hắn đả động. Tiết huyền tình đã không chỉ một lần không quan tâm tính mạng của mình, ngăn ở diệp thần phong trước mặt rồi như thế một người phụ nữ đáng giá bất kỳ nam nhân nào quý trọng, nhưng Diệp Thần Phong hiện tại thật sự không muốn nói tình yêu nam nữ rồi. Người bên trong đại sảnh nhìn thấy Diệp Thần Phong ôm tiết huyền tình, bọn hắn từng cái chỉ coi làm là không thấy, trong tông môn đệ tử ngâm lên tông chủ, này e sợ vẫn là từ cổ trí kim hồi thứ nhất đây này. Tại Diệp Thần Phong muốn cáo từ, đỡ tiết huyền tình trở về phòng lúc nghỉ ngơi. Bên trong trang viên một tên hạ nhân đi xuống, hắn đối với tần chu cung kính nói tần lão bên ngoài có hai cái tự xưng là trung châu tiết gia người cầu kiến tần chu đối với tiết huyền tình thân thế cũng không biết tiết gia hắn đương nhiên là nghe qua hắn chỗ ở tông môn cũng chỉ là so với tiết gia hơi chút mạnh hơn một bậc mà thôi trong lòng của hắn tuy rằng nghi hoặc nhưng hắn vẫn là khoát tay áo một cái nói ra gọi bọn hắn vô nghe được trung châu tiết ra mấy chữ này sau nguyên bản tràn ngập vẻ say rượu tiết huyền tình thần sắc của nàng đột nhiên một băng, trên mặt nàng đỏ ửng đang từ từ biến mất rồi. Triệu bá cùng Lý bá ánh mắt cũng ngưng trọng lên. Diệp thần phong trước đó liền từ triệu bá cùng Lý bá trong miệng biết tiết huyền tình thân thế rồi, trong lòng của hắn vẫn là rất đồng tình với tiết huyền tình gặp. Từng ấy năm tới nay tiết huyền tình một mực dựa vào lạnh lẽo bề ngoài chống đỡ lấy, đây đối với một người phụ nữ tới nói là phi thường không dễ dàng, những người còn lại còn chưa phát hiện Diệp Thần Phong cùng Tiết Huyền Tình đám người biểu tình biến hóa đây. Diệp Thần Phong tiện tay vung lên, không có uống xong vạn năm linh tử cùng trăm ngàn năm linh tử lập tức bị bắt vào hỗn độn trong chiếc nhẫn. Không bao lâu thời gian, ở đằng kia tên hạ nhân dẫn dắt đi, Tiết núi cùng Tiết Nguyên Sáng liền đi vào bên trong đại sảnh. Tiết Huyền Tình cũng tránh thoát khỏi Diệp Thần Phong ôm người eo cánh tay. Tiết núi cùng Tiết Nguyên Sáng tiến vào đại sảnh sau, hai người bọn họ khách khí hướng về tần chu chào hỏi một tiếng xem ra tiết núi cùng tần chu trước đó đã là biết hoặc là nói là gặp mặt qua tần chu cười nói tiết lão đệ ngươi làm sao sẽ đi tới huyền châu tiết núi chắp tay nói ra tần lão ca ngươi lấy tư cách huyền châu thiên huyền thịnh biển sứ giả ngươi nhưng là người bận bịu a hát lần này ta đến huyền châu bàn bạc tiết ra sự tình vừa vặn đến xem thử cùng chúng ta tiết ra có phần ngọn nguồn thanh nguyệt tông tông chủ tiết huyền tình Tiết huyền tình đang nhìn đến tiết núi sau đó người lạnh lẽo vẻ mặt trong nháy mắt dường như cái băng nứt rồi. Năm đó nàng và mẫu thân của nàng được đuổi ra tiết ra. Này tiết núi chính là đuổi mẹ con các nàng một người trong đó. Người thậm chí còn nhớ rõ mẫu thân của nàng được cái này tiết núi đá một cước. Tuy rằng tiết núi lúc đó không dùng lực, nhưng đối với không có một người tư chất tu luyện người mà nói, trực tiếp đưa đến mẫu thân của tiết huyền tình bị thương không nhẹ. Tiết huyền tình, mặc dù kể chuyện xưa người còn nhỏ, nhưng ngươi còn nhớ được lão phu ta. Ta nói thế nào cũng coi như là trưởng bối của ngươi chứ. Nhìn thấy trưởng bối chẳng lẽ không hẳn là yếu hành lễ sao? Thực sự là một điểm quy củ cũng không có. Tiếp lấy, tiết núi lại không nhịn được phất phất tay, nói ra, được rồi, được rồi, không có cha mẹ quản giáo, người lễ nghi vốn là sẽ không cao đi nơi nào, lần này vẫn đúng là được ngươi thanh nguyệt tông đi một chút số chó ngáp phải ruồi. Từ hôm nay trở đi, các người thanh nguyệt tông liền quy thuận chúng ta tiết ra rồi, để cho các người thanh nguyệt tông thành vì chúng ta tiết ra lệ thuộc. Đây là của ngươi may mắn, ngươi bây giờ hẳn là muốn hảo hảo cảm tạ cảm tạ tiết ra đối đại ân đại đức của ngươi. Tiết nguyên sáng chỉ cao khí ngang đối với tiết huyền tình quát, làm sao? Còn không qua đây gặp qua ta ra ra. Nói thật, các người thanh nguyệt tông tại chúng ta tiết ra trước mặt vẫn đúng là liền cái trả là cái cóc khô gì, để cho các người thanh nguyệt tông thành vì chúng ta lệ thuộc, các ngươi nằm mơ đều phải vụng trộm nở nụ cười, ta nghe nói các người thanh nguyệt tông còn có một cái cái gọi là thiên tài. Đến, để tiểu ra để ta xem một chút. chương 2032, ta sẽ giúp người thực hiện. Tiết núi cùng tiết nguyên sáng lời nói này nói ra khỏi miệng sau. Tần Chu cùng Chu Tam Thông bọn người biến sắc mặt, rất rõ ràng Diệp Thần Phong cùng Tiết Huyền Tình không đơn thuần là tông chủ và đệ tử quan hệ, mà này tiết núi cùng tiết nguyên sáng như vậy nói không tán, chuyện này quả thật là tại đánh Diệp Thần Phong mặt rồi. Tiết núi cùng tiết nguyên sáng thực lực, Diệp Thần Phong đã cảm ứng phi thường rõ ràng rồi, có thiên thần cảnh tam tầng tần chu ở nơi này, chỉ là thiên thần cảnh một tầng tiết núi căn bản không đủ nhìn. Tại trong mộ thời điểm, đối mặt nguy cơ sống còn, tiết huyền tình chủ động cùng Diệp Thần Phong mười ngón liên kết rồi. Mà bây giờ Diệp Thần Phong nhìn thấy Tiết Uyển Tình càng ngày càng băng vẻ mặt, tay phải của hắn chủ động đưa ra ngoài, hắn nắm chặt rồi tiết huyền tình lạnh lẽo thủ trưởng, hắn ánh mắt nhìn về phía tiết nguyên sáng, nói ra từ đâu tới liền cút cho ta chạy về chỗ đó, nơi này chả không phải là các ngươi hai cái có thể ngang ngược địa phương thái cổ tiên vương. Được Diệp Thần Phong chủ động nắm chặt bàn tay tiết huyền tình, trên mặt nàng lạnh lẽo hòa hoãn rất nhiều, người dư quang của khóe mắt trộm trộm nhìn một chút Diệp Thần Phong, trong lòng nàng nhiều hơn một loại noãn rung rung cảm giác. Tiết Núi cùng Tiết Nguyên Sáng đều hơi sướng sờ, lập tức, Tiết Nguyên Sáng vẻ mặt giận dữ, người chính là cái kia Thanh Nguyệt Tông bên trong cái gọi là thiên tài. Người khác nói ngươi là thiên tài, người vẫn đúng là đem mình coi là chuyện to tát. Người có biết hay không chúng ta tiết ra ở chính giữa châu thế lực. Nếu không phải bị vướng bởi nơi này chính là tần chu địa phương, Tiết Nguyên Sáng đã sớm đối Diệp Thần Phong động thủ, hắn nhìn xem Tiết Huyền tình thuận theo để Diệp Thần Phong nắm tay trường hắn liên tục cười lạnh nói tiện. Loại chính là tiện, loại a hát, ngươi cũng cùng chỗ người tiện, người mẫu thân như thế, thậm chí ngay cả chính mình tông môn đệ tử không thả qua. Ta khuyên ngươi lập tức để này không biết sống chết tiểu tử quỳ xuống xin lỗi, bằng không đừng trách ta ở nơi này đối tiểu tử này động thủ. Ngược lại, Tiết Nguyên sáng vừa nhìn về phía Tần Chu, hắn khách khí nói, Tần Lão, ta nghĩ ta ở nơi này động thủ, ngài sẽ không có ý kiến chứ này thanh nguyệt tông tông chủ chính là chúng ta tiết ra giã. Loại, đây coi như là chúng ta tiết ra chuyện của chính mình, cho nên đây không tính là trái với thiên huyền thịnh điển quy tắc. Tiết núi cười đối tần chu, nói ra tần lão ca. Không nói gạt ngươi đây đều là chúng ta tiết ra năm đó chuyện xấu trong nhà A Hát. Tần lão ca ngươi liền tạo thuận lợi đi. Đã đến Trung Châu sau đó ta mời tần lão ca ngươi tốt nhất uống mấy chén rượu vừa vận tần chu trong lòng còn đang suy nghĩ phải như thế nào hóa giải trước mắt mâu thuẫn đây nhưng khi nghe đến tiết nguyên sáng cùng tiết núi như thế như quen thuộc lời nói sau trên mặt hắn thần niệm cũng biến thành khó coi trong lòng của hắn không khỏi thức miệng mắng to đi cái rắm phương tiện lão phu tính mạng của ta đều nắm giữ ở diệp huynh đệ trong tay đây đang uống diệp thần phong trăm ngàn năm tuyệt thế linh tử cùng với biết rồi diệp thần phong thân phận của luyện dược sư sau Tần Chu đối Diệp Thần Phong nắm trong tay tính mạng hắn chuyện này chậm rãi thích hoài. Tần Chu bên trong thân thể thật khí thế không chút do dự đề được đưa lên, hắn lui ra tiết núi vài bước, hắn ngữ khí nghiêm túc nói, tiết núi, người bắt ta Tần Chu làm người nào? Ta Tần Chu là huyền châu thiên huyền thịnh điển sứ giả. Các ngươi dám đối với Thanh Nguyệt Tông động một cái tay thử xem. Địa thần cảnh bảy tầng trung kỳ cùng hậu kỳ triệu bá cùng lý bá cũng lập tức đứng dậy, Chu Tam Thông tự nhiên đồng dạng là việc đáng làm thì phải làm đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh. Tần Chu cùng Chu Tam Thông tuy rằng không rõ ràng tiết ra cùng tiết huyền tình quan hệ, nhưng từ vừa vặn tiết nguyên sáng trong lời nói, bọn hắn mơ hồ có thể suy đoán ra một điểm đầu mối. Bọn hắn phán đoán tiết huyền tình hẳn là tiết ra người nào đó con gái, nhưng hẳn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng tư. Sinh, nữ, tiết núi không nghĩ tới tần chu nói trở mặt liền trở mặt rồi, tuy nói hắn và Tần Chu giao tình không sâu, nhưng bọn họ tốt xấu đều là Trung Châu thế lực người, theo lý tới nói Tần Chu sẽ không liền chút mặt mũi này cũng không cho hắn. Tiết núi trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông, cuối cùng hắn định luận Tần Chu chính là một cái chết suy nghĩ. Bởi vì thiên huyền thịnh điển quy tắc mới không để cho bọn họ động thủ, lập tức Tiết núi nói ra Tần Lão Ca. Là ta cân nhắc không chu toàn, bất quá, này Tiết huyền tình trên người xác thực có chúng ta tiết ra huyết mạch, ta lần này đi tới nơi này, là phụng gia chủ mệnh lệnh để tiết huyền tình dựa vào. Tại tiết núi xem ra ở đây ngoại trừ tần chu ở ngoài, triệu bá cùng lý bá bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của hắn. Tại vừa vặn tiết nguyên sáng mắng tiết huyền tình chính là tiện. Loại, mắng mẫu thân nàng chính là tiện. Người thời điểm, tiết huyền tình thật vất vả dịu đi một chút vẻ mặt, lập tức liền đột nhiên bắt đầu trở nên càng ngày càng lạnh như băng mẫu thân tại tiết huyền tình trong lòng chính là nghịch lân. Người không cho phép bất luận người nào nhục, mắng mẫu thân của nàng. Tại tiết huyền tình muốn trực tiếp đối tiết nguyên sáng động thủ thời điểm, Diệp thần phong thật chặt kéo lại tiết huyền tình thủ trường. Nói ra, huyền tình, đối loại này miệng đầy nói tục ra hỏa động thủ. Này sẽ ô uế tay của ngươi, chuyện nơi đây liền để tần xứ người đến xử lý đi. Diệp thần phong đối tần chu lộ ra một vệt cả người lẫn vật nụ cười vô hại, nói ra, tần sứ người, ta cho rằng có mấy người sống sót đã ô nhiễm đến không khí, người có phải hay không đem hai cái này ô nhiễm không khí rác rưởi cho xử lý. Tần Chu trong lòng cười khổ một hồi, tiết núi cùng tiết nguyên sáng đi tới nơi này nhất định là có người biết, nếu như hắn ở nơi này giết hai người này, e sợ tiết ra sau nhất định sẽ theo đuổi cứu trách nhiệm của hắn, bất quá, tính mạng của hắn nắm giữ ở diệp thần phong trong tay, hắn hiện tại chỉ có thể được ăn cả ngã về không rồi, hắn chờ mong tương lai Diệp Thần Phong thật sự có thể quật khởi toàn cầu thiên vương hệ thống. Tiết huyền tình lạnh lẽo nói ra, Thần Phong, lưu hai người bọn họ một cái mạng chó, chỉ cần phế thực lực của bọn họ là được rồi, tương lai ta muốn hết thảy tiết ra người quỳ ở trước mặt ta, xin ta trở về tiết ra đi. Ta muốn hết thảy tiết ra người tự tay đưa mẫu thân ta linh vị tiến vào tiết ra từ đường. Lão già này, hắn liền là năm đó đuổi ta cùng mẫu thân ta rời đi tiết ra người một trong ta không thể khiến hắn dễ dàng như vậy đã chết rồi diệp thần phong gật gật đầu nói ra được nghe lời ngươi tần sứ người liền phế hai người bọn họ sau đó đem hai người bọn họ cho ta ném đi đi ở đây biết diệp thần phong cùng tần chu trong lúc đó quan hệ rất ít người bao quát dương hạo thiên mấy người cũng cũng không biết bọn hắn nhìn thấy diệp thần phong gần như mệnh lệnh đối tần chu dặn dò bọn hắn không khỏi đều nín thở, dưới cái nhìn của bọn họ Tần Chu trước đó tuy rằng một mực biểu hiện làm khách khí, nhưng Tần Chu dù sao cũng là sứ giả a hát. Như thế nào lại nghe Diệp Thần phong mệnh lệnh đâu này? Về phần tiết núi cùng tiết nguyên sáng chuyện này đối với ông cháu, bọn hắn thì càng thêm cảm thấy buồn cười. Tiết Nguyên Sáng nhìn xem Diệp Thần Phong nói ra, tiểu tử, ngươi lại dám mệnh lệnh Tần Lão. Ngươi cho rằng Tần Lão là người hầu của ngươi sao? Ngươi quả thực quá làm càn. Tiết núi cũng nói, Tần lão ca, người xem đi. Hiện tại người có phải hay không có thể để cho chúng ta động thủ? Này không biết trời cao đất rộng tiểu tử, hắn căn bản không có đem người cho rằng tiền bối đối xử. Tần Chu nhìn xem nóng lòng muốn thử Tiết Nguyên sáng, bên trong thân thể của hắn thật khí thế trong nháy mắt tiết lộ mà ra, không nói lời gì hướng về Tiết núi cùng Tiết Nguyên sáng ép tới. Tiết núi cùng Tiết Nguyên quang minh hiện ra không nghĩ tới một cái suất. Đợi đến hai người bọn họ tỉnh hồn lại thời điểm, Tần Chu thân ảnh đã sắp nhanh áp sát rồi. Tiết núi thực lực cách biệt Tần Chu không ít, chỉ là này không chú ý trong nháy mắt, Tần Chu trực tiếp phong bế tiết núi trên người huyệt đạo, sau đó nhanh chóng hơn nữa tàn nhẫn phế bỏ tiết núi đan điền. Chỉ nghe một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng tại trong không khí, bị phế đan điền tiết núi, hắn lập tức biến thành một kẻ tàn phế sụi lơ ở trên mặt đất nhìn thấy da da của mình bị phế đan điền, tiết nguyên sáng trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, hắn đứng tại chỗ động cũng không dám động rồi. Đối với tiết nguyên sáng loại này hóa thần cảnh ra hỏa, tần chu chỉ là ngón tay một điểm, một đạo lăng lệ ánh sáng liền xuyên thấu tiến vào tiết nguyên sáng đan điền. Tại khàn cả giọng kêu thảm thiết sau đó tiết nguyên sáng cũng đan điền nổ tung biến thành một cái từ đầu đến đuôi phế nhân. Chuyện này đối với sụi lơ ở trên mặt đất ông cháu, hai người bọn họ trong con ngươi lộ ra không dám tin tưởng bọn hắn không tin tần chu dám phế bọn hắn phải biết bọn hắn tiết ra nhưng cũng là trung châu nhất lưu thế lực rồi nhưng sự thực đã xảy ra bọn hắn cảm thụ đan điền vị trí xé rách đau nhức bọn hắn không nghĩ ra tần chu vì sao lại nghe một cái thanh nguyệt tông tiểu tử mệnh lệnh đùng đùng hai tiếng tiết huyền tình thủ trưởng ở trong không khí vung hai lần hai đạo sắc bén kinh khí lập tức đánh vào tiết núi cùng tiết nguyên sáng trên gương mặt hai người bọn họ gò má lập tức thật cao sưng phồng lên tiết huyền tình nói ra các người chờ đó cho ta đi trung châu ta lập tức liền đi trở về ta các người phải hết thảy tiết ra mọi người hối hận tiết huyền tình được diệp thần phong nắm thủ trưởng quấn rồi mấy phần nói ra thần phong ta hiện tại không muốn nhìn thấy bọn họ diệp thần phong đối với tần chu nói ra đem hai người bọn họ cho ta ném đi đi. Tần Chu trong cơ thể linh khí tản ra, tại tiết núi cùng tiết nguyên sáng thống khổ và tức giận dưới con mắt, hai người bọn họ thân thể trực tiếp được tần Chu linh khí cho ném tới ngoài trang viên. Tại tiết núi cùng tiết nguyên sáng được vứt sau khi đi ra ngoài, Diệp Thần Phong tại tiết huyền tình bên tai nhỏ giọng nói, yên tâm, tâm nguyện của người ta sẽ giúp người thực hiện. Nghe được Diệp Thần Phong kiên định ngôn ngữ, tiết huyền tình gò má đỏ một chút, người cúi đầu, chỉ là trong cổ họng nhẹ nhàng đắp một tiếng, ừm. chương 2033, Tiên Linh Chi Thổ Tiết núi cùng tiết nguyên sáng đối với diệp thần phong các loại người mà nói chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Nếu tiết huyền tình muốn đi hướng về Trung Châu, như vậy sớm muộn cũng có một ngày sẽ cùng Trung Châu tiết ra đối đầu. Tại tần chu đem hai người này phế bỏ vứt sau khi đi ra ngoài, diệp thần phong lại đem không uống xong vạn năm linh tử cùng trăm ngàn năm linh tử lấy ra lần này hắn vội vã rời đi tiểu thế giới hắn chính là nắm này mở ra linh tử cho mọi người thưởng thức bây giờ diệp thần phong còn băn khoăn bên trong tiểu thế giới có còn hay không những biến hóa khác đây tuy rằng trong lòng mọi người còn có nghi hoặc nhưng diệp thần phong lại vội vã trở về phòng bảo là muốn tiếp tục tiến hành bế quan đương nhiên tại trở về phòng trước đó Diệp thần phong đơn độc cho Tiết Huyền Tình nói rồi vài câu, nếu như thôn thiên long mãng ba người lúc trở lại, hắn vẫn không có xuất quan lời nói, như vậy chỉnh hợp tứ đại thế lực tàn dư nhân viên sự tình liền giao cho Tiết Huyền Tình xử lý. Hiện tại Diệp Thần Phong vẫn không có nói cho Dương Hạo Thiên, hắn phải đem chỉnh hợp thế lực giao cho Dương Thành Chu đến quản lý. Làm huynh đệ, có một số việc chỉ muốn đi làm là được rồi, không cần việc nói ra trước đã bây giờ khóa nhập hóa thần cảnh tầng 2 hậu kỳ Diệp Thần Phong. Cơ thể hắn cường độ đã tăng lên tới linh thần cảnh tầng 2 hậu kỳ, tại hóa thần cảnh liền có thể có được linh thần cảnh nhục thân, này đang tu luyện người bên trong nhưng là cũng ít khi thấy. Bất quá, chiến vương cường thân quyết nhưng vẫn là dừng lại tại tầng thứ tư trình độ, xem ra muốn tương chiến vương cường thân quyết đột phá đến đệ ngũ tầng không phải dễ dàng như vậy rồi. Mà theo thực lực tăng lên, Diệp Thần Phong trong cơ thể thần huyết lại nồng nặc không ít, hắn bây giờ có thể liên tục thi triển 14 lần là bất tử kim thân, này bằng với là nắm giữ 14 cái mạng. Còn nữa, trước đó tại bước vào hóa thần cảnh thời điểm, Diệp Thần Phong trong đầu liền toát ra Long thần phiên thiên ấn đệ nhị ấn pháp môn tu luyện, chỉ là hắn còn chưa kịp nhìn kỹ đây, cũng không biết này đệ nhị ấn có thể đến mấy sao bí pháp. Trở về phòng trong tu luyện mật thất Diệp Thần Phong hắn lần thứ hai tiến vào bên trong tiểu thế giới. Bên trong thế giới nhỏ này thọ linh quả cùng trăm ngàn năm linh trúc đều bình yên vô sự. Thọ linh quả nhưng là có thể không ngừng trồng chất tăng trưởng tuổi thọ, trăm ngàn năm linh trúc cũng là tăng cao thực lực thứ tốt. Về sau hắn bên trong tiểu thế giới người thân khẳng định có thể dùng lấy được. Diệp thần phong trả đi nhìn một chút phong tồn hắc ám tiên khí tử vong hòm quan tài. Này tử vong hòm quan tài đã bị diệp thần phong cho đã luyện hóa được, Bất quá, bực này giết địch một ngàn tự tổn tám trăm tiên khí, hắn vẫn có thể không cần liền không dùng. Diệp thần phong đứng ở bên trong tiểu thế giới trên một ngọn núi cao, hắn chính là tiểu thế giới chúa tể, hắn có thể đủ rõ ràng cảm ứng được bên trong tiểu thế giới bất kỳ biến hóa nào. Tại một phen cảm ứng sau, Hắn phát hiện lần này tiểu thế giới ngoại trừ nhiều hơn một cái chữ rượu địa phương và bên trong tiểu thế giới diện tích khuếch trương lớn hơn không ít ở ngoài, thật giống cũng không có gì chỗ đặc thù rồi. Trong chớp mắt, Diệp Thần Phong cảm giác được tiểu thế giới mặt đông một khu vực thật giống có chút đặc thù, thân ảnh của hắn lập tức biến mất ngay tại chỗ, lập tức xuất hiện tại mặt đông một khu vực trước. Trước đó vùng đất này màu sắc chính là màu tím, mảnh này màu tím thổ địa ước chừng có 7 cái sân đá banh diện tích mảnh này màu tím thổ địa được một tầng bạch sắc quang ngất cho bao phủ lại rồi. Này bạch sắc quang ngất cũng không phải kết giới, đối Diệp Thần Phong cũng không có bất kỳ trở ngại. Tại Diệp Thần Phong đi vào trong vầng sáng, hắn đạp ở màu tím trên đất sau, hắn cảm giác được này màu tím thổ địa bên trong có nồng đặc vô cùng linh khí đang bốc lên. Hơn nữa này màu tím thổ địa bên trong có một loại diệp thần phong không nói ra được đặc thù sóng năng lượng. Bất quá, này từ màu tím thổ địa bên trong toát ra linh khí cùng đặc thù năng lượng căn bản vô pháp hấp thu, Diệp Thần Phong nắm một cái màu tím bùn đất ở trong tay, hắn thực sự cảm giác không ra này màu tím bùn đất đối người tu luyện đến cùng có tác dụng gì. Mà lão Bạch cùng lão Hắc đang trầm mặc chỉ chốc lát sau. Lão Bạch Ngô Phong rối rảnh nói ra, "Tiểu gia hỏa, ta hiện tại đã kích động không đứng lên rồi. Xem ra cái này hỗn độn nhẫn người đầu tiên nhận chức chủ nhân." hắn cho ngươi lưu thứ tốt xác thực vượt quá tưởng tượng, bây giờ ngươi mới hóa thần cảnh liền mở ra những thứ đồ này rồi, như vậy chờ ngươi về sau đã đến linh thần cảnh, hoặc là địa thần cảnh. Ở nơi này chả sẽ xuất hiện cái gì khó có thể tưởng tượng bảo vật. Lão Hắc Giang vận thiên giọng diệu cũng rất bình thản, tiểu tử, nếu như ta cùng lão Bạch không có cảm ứng lỗi, như vậy mảnh này màu tím thổ địa chính là trong truyền thuyết tiên linh chi thổ. Này tiên linh chi thổ đối người tu luyện không có bất kỳ tác dụng, Bất quá, này tiên linh chi thổ đối có thể trồng tại trong bùn đất thực vật có tác dụng. Có người nói đem linh thảo hoặc là thực vật trồng tại tiên linh chi thổ bên trong, loại một tháng bằng với loại tại bình thường trong bùn đất 100 năm. Xem ra lão bạch cùng lão hắc miễn dịch năng lực là đại đại tăng trưởng. Hoặc là bọn hắn đã bị khiếp sợ chết lặng, nếu như đổi lại trước đó, bọn hắn cần phải muốn lại kích động một lần. Truyền thuyết này bên trong tiên linh chi thổ liền ngay cả viễn cổ thời đại sơ kỳ đều chưa từng xuất hiện chỉ là tại một ít hiếm thấy cổ tịch thượng hơi có ghi chép. Mà lão bạch cùng lão hắc căn cứ nơi này màu tím bùn đất các loại hình thái, bọn hắn gần như có thể cùng cổ tịch thượng tiên linh chi thổ xứng đáng số, cho nên bọn hắn mới suy đoán nơi này chính là trong truyền thuyết tiên linh chi thổ. Diệp thần phong nghe được lão bạch cùng lão hắc sau khi trả lời, bàn tay hắn vi vi nắm chặt nhanh, trồng tại tiên linh chi thổ bên trong linh thảo, một tháng bằng với phổ thông trong bùn đất 100 năm như vậy 10 tháng không phải đợi ở phổ thông trong bùn đất 1.000 năm sao. Diệp thần phong chính là luyện dược sư, hắn đương nhiên là phi thường yêu cầu các loại quý giá linh thảo, hơn nữa lão bạch cùng lão hắc yêu cầu rất nhiều thần hồn loại thiên tài địa bảo, như vậy này tiên linh chi thổ ngược lại là đối diệp thần phong tới nói cực kỳ có tác dụng. Tại đây màu tím trong bùn đất không có bất kỳ cỏ dại, diệp thần phong lập tức đi ra tiên linh chi thổ, hắn ở bên ngoài trên bùn đất đem một gốc vừa vặn mọc ra màu xanh hoa cỏ cho nhổ tận gốc. Sau đó, Diệp Thần Phong lại đi vào tiên linh chi thổ bên trong, hắn đem trong tay màu xanh lục cỏ nhỏ trồng vào màu tím trong bùn đất. Mới vừa vặn gieo xuống không bao lâu, chỉ thấy này khỏa màu xanh lục cỏ nhỏ dĩ nhiên lại dùng một loại mắt thường tốc độ rõ rệt sinh trưởng. Bây giờ Diệp Thần Phong, Lão Bạch cùng Lão Hắc có thể khẳng định đây chính là trong truyền thuyết tiên linh chi thổ rồi. Lão Bạch Ngô Phong dối rảnh thở dài nói, tiểu gia hỏa, người có thể thu được hỗn độn nhẫn, này làm cho người bước vào sống mãi có thể sẽ đơn giản thượng không ít. Này tiên linh chi thổ ngoại trừ gieo trồng linh thảo, người vẫn có thể vẽ ra một khu vực nhỏ gieo trồng một một ít thức ăn đồ ăn. Căn cứ cổ tịch thượng ghi chép, phàm là tại tiên linh chi thổ gieo trồng suốt thực vật, đây tuyệt đối là đúng nghĩa linh thái rồi, không phải là như hôm nay huyền giới loại kia cái gọi là linh thái có thể so sánh, đối người tu luyện là có chỗ tốt to lớn. Diệp Thần Phong nghe vậy, hắn khẽ gật đầu, người nhà của hắn tại bên trong tiểu thế giới, nguyên bản là loại một chút gạo các loại, mặc dù nói người tu luyện đã đến trình độ nhất định có thể không cần ăn cái gì, nhưng ăn cơm là nhân loại một chủng tập quán rồi, hơn nữa Diệp Thần Phong rất nhiều người nhà còn chưa tới loại kia hoàn toàn có thể không cần ăn cơm cảnh giới cho nên chính bọn hắn ở nơi này loại một chút thức ăn. Nếu xác định nơi này chính là trong truyền thuyết tiên linh chi thổ, như vậy Diệp Thần Phong lập tức xuất hiện tại người nhà của hắn trước mặt, đem đại khái sự tình cùng bọn họ nói một lần sau đó hắn lại rời khỏi tiểu thế giới. Hắn cũng muốn hỏi tần chu đám người yếu một ít thần hồn loại linh thảo hạt giống, hoặc là một ít vừa vặn thu được vẫn có thể chuyện lặt vặt thần hồn loại linh thảo, tần chu đám người tuy rằng nghi hoặc diệp thần phong tại sao lại từ trong phòng đi ra nhưng bọn họ chả là dựa theo diệp thần phong dặn dò làm linh thảo hạt giống ngược lại là phi thường thấy nhiều dù sao muốn để hạt giống sinh trưởng đến linh thảo đặc biệt là có nhất định niên đại linh thảo chính là phi thường khó khăn chính mình gieo trồng linh thảo làm dễ dàng tử vong bất quá điểm này đối với diệp thần phong tới nói căn bản không dùng suy tính có tiên linh chi thổ bất kỳ linh thảo đều có thể chuyện lặt vặt Tại thu tập được một ít linh thảo hạt giống cùng với một ít vẫn có thể chuyện lặt vặt linh thảo sau đó tại tiết huyền tình có phần u oán trong ánh mắt, Diệp Thần Phong lại trở về gian phòng của mình trong mật thất. Tại trở về tiểu thế giới sau, Diệp Thần Phong liền bắt đầu bận rộn gieo trồng linh thảo rồi, hơn nữa hắn cũng phân ra đến một khối nhỏ tiên linh chi thổ, cho người nhà của hắn gieo trồng một một ít thức ăn đồ ăn. trọn vẹn bận rộn một ngày. Diệp thần phong cuối cùng cũng coi như đem hết thảy linh thảo đều trồng thực xong, có phần trước tiên gieo xuống linh thảo hạt giống, đã hoàn toàn trưởng thành linh thảo rồi. Nhìn xem phía trước mặt tiên linh chi thổ bên trong xanh um linh thảo, Diệp thần phong khóe miệng thỏa mãn lộ ra một vệt nụ cười. Về phần Diệp thần phong người nhà gieo xuống gạo cùng một ít rau dưa, đã sớm là thành thục mấy tốt rồi, dù sao những đồ ăn này thành thục kỳ cực kỳ nhanh, mà một ngày, bằng với loại tại bình thường trong bùn đất rất nhiều năm. chương 2034, Cường Hãn Ngự Kiếm Hỗn độn nhẫn tiểu thế giới mặt phía bắc một khối trên đất trống. Diệp thần phong bồi bạn người nhà mình sau ba ngày, hắn lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện, hắn biết lần này đi tham gia Trung Châu Thiên Huyền Thịnh Điển, không thể so với Linh Châu cùng Huyền Châu Thiên Huyền Thịnh Điển rồi, thực lực của hắn nhất định phải chỉ có thể là tăng lên hoặc là tu luyện một ít càng cường đại hơn chiến kỹ cùng bí thuật. Tại ba ngày nay bên trong 2034 chương, bởi vì tiên linh chi thổ nguyên nhân, gieo xuống thực vật thành thục rất nhiều rất nhiều rồi, hơn nữa Diệp Thần Phong cùng người nhà của hắn cũng nếm nếm tại tiên linh chi thổ bên trong loại đi ra ngoài đồ ăn, những đồ ăn này quả nhiên không phải thiên huyền giới những cái được gọi là linh thái có thể so sánh, sau khi ăn xong loại thức ăn này sau đó rất nhiều người cũng cảm giác mình trong cơ thể linh khí có rõ ràng tăng trưởng. Về phần gieo xuống những thần hồn đó loại linh thảo, diệp thần phong tự tùy ý chúng nó trồng tại tiên linh chi thổ chúng rồi, dù sao niên đại càng dài thần hồn loại linh thảo, đối với lão bạch cùng lão hắc tác dụng càng lớn, theo diệp thần phong tối thiểu yếu một năm sau mới có thể đem những linh thảo này cho lão bạch cùng lão hắc hấp thu dù sao một năm sau đó những này gieo xuống linh thảo liền đều có hơn một ngàn năm năm rồi. Ngoại trừ tuyệt thế linh tử cùng tiên linh chi thổ bên ngoài, lần này tại bên trong tiểu thế giới không có còn lại mới sự vật xuất hiện. Đương nhiên ở cái này lưu trữ tuyệt thế linh tử cửa sơn động khối này ủng có đạo vận bia đá, lão bạch cùng lão hắc đặc biệt từng căn dặn rồi, chờ sau này diệp thần phong thực lực đã đến mức độ nhất định, khối này ủng có đạo vận bia đá đem phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi. Bây giờ tại mảnh đất trống này bên trên ngoại trừ Diệp Thần Phong ở ngoài, còn có Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh này ba tên tiểu gia hỏa. Này ba tên tiểu gia hỏa tại trong mấy ngày này là mỗi giờ mỗi khắc đều quấn lấy Diệp Thần Phong. Bọn hắn biết mình ba ba yếu tu luyện, bọn hắn hiện tại ngoan ngoãn ngồi ở khoảng cách Diệp Thần Phong cách đó không xa trên một tảng đá lớn. Diệp Thần Phong trong đầu tra duyệt Long Thần Phiên Thiên ấn đệ nhị ấn này đệ nhị ấn pháp môn tu luyện muốn so đệ nhất ấn khó hơn rất nhiều lần. E sợ phải đem này đệ nhị ấn tu luyện thành công không phải mấy ngày sự tình. Diệp thần phong trong đầu không khỏi toát ra một cái ý nghĩ. Lần này hắn tại trong mộ cổ lĩnh mộ lục giai lôi chi kiếm ý, hắn chả đã lấy được trung phẩm bảo khí mộc lôi kiếm. Hắn thần niệm hơi động, trong tay phải của hắn màu đen mộc lôi kiếm nhất thời xuất hiện trong cơ thể hắn lục giai lôi chi kiếm ý nhanh chóng vận chuyển, tại lôi chi kiếm ý vận chuyển trong nháy mắt. Trong biển ý thức của hắn cửu thiên huyền lôi cũng biến thành xuẩn xuẩn dục động. Từ diệp thần phong không khí chung quanh bên trong không ngừng vang lên tiếng sấm rền. Chỉnh thanh mộc lôi trên thân kiếm nhất thời tràn ngập màu xanh hồ quang. Diệp thần phong thử đem trong óc cửu thiên huyền lôi phụ ra đã đến mộc lôi trên thân kiếm. Chi, 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 thanh âm chói tai vang vọng tại trong không khí. Chỉ thấy chỉnh thanh màu đen mộc lôi trên thân kiếm, lập tức nhiều hơn một loại màu đỏ hồ quang, này màu xanh hồ quang cùng màu đỏ hồ quang đan xen vào nhau sau, trong đó tạo thành một loại càng thêm sức mạnh kinh khủng. Cuối cùng, màu xanh hồ quang cùng màu đỏ hồ quang dung hợp lại cùng nhau, biến thành một loại có chút thanh có hơi hồng hồ quang rồi. Kèm theo diệp thần phong trong tay mộc lôi kiếm vung ra, lục dai lôi chi kiếm ý chỉ thấy trên trăm đạo chấp giật kiếm khí bộc phát ra. Chiêu kiếm này, Diệp Thần Phong là chém về phía trên bầu trời. Tại trên trăm đạo chấp giật kiếm khí bạo vọt vào trên bầu trời sau, giữa bầu trời nguyên bản đám mây bị xung kích không còn chút nào, giữa bầu trời phảng phất che kín từng đạo khủng bố lôi điện. Thậm chí loáng thoáng xuất hiện vết rách. Tại chỉ chốc lát sau, giữa bầu trời mới khôi phục nguyên dạng, Diệp Thần Phong đoán chừng phụ ra cửu thiên huyền lôi lôi chi kiếm ý, không thể so phụ ra áo nghĩa hàn băng kiếm ý cùng hỏa chi kiếm ý yếu. Dù sau này lôi chi kiếm ý nhưng là cực kỳ hiếm thấy đặc thù kiếm ý, yếu so với bình thường kiếm ý power đều lớn hơn nhiều. Về phần ngồi ở một bên trên tảng đá lớn diệp phàm các loại ba tên tiểu gia hỏa, bọn họ là một mặt hi hi ha ha, căn bản không có được loại này động tính bị dọa cho phát sợ, trái lại trong đôi mắt bốc sáng lên mang, bọn hắn làm sùng bái ba ba của mình. Tại xác nhận cử thiên huyền lôi có thể phụ gia tại lôi chi kiếm ý thượng, hơn nữa có thể cùng lôi chi kiếm ý hình thành một loại mạnh mẽ phản ứng hóa học sau. Diệp Thần Phong trong đầu lại toát ra một cái lớn mật ý nghĩ. Diệp Thần Phong bây giờ tổng cộng lĩnh ngộ bốn loại kiếm ý. Thập giai bất khuất kiếm ý, lục giai lôi chi kiếm ý, lục giai hàn băng kiếm ý cùng lục giai hỏa chi kiếm ý. Như vậy hắn có thể hay không đồng thời thi triển hai loại kiếm ý? hoặc là ba loại kiếm ý đâu này. Như vậy tại thời điểm đối địch huy lực thì không phải sợ đã gia tăng gấp 2 rồi. Lão Bạch cùng Lão Hắc khi biết Diệp Thần Phong ý nghĩ này sau, Lão Hắc Giang Vận Thiên nói ra, tiểu tử, người lại tại ý nghĩ kỳ lạ rồi. Tuy nói đều là kiếm ý, nhưng kiếm ý trong lúc đó đều cũng có khác biệt, căn bản không ai có thể đồng thời thi triển hai loại kiếm ý. Diệp Thần Phong ở trong lòng nói ra, không thử một chút lại làm sao biết đâu này. Diệp thần phong đem một lôi kiếm, thanh vân kiếm cùng hỏa vẫn kiếm cắm. Ở trước mặt trong lòng đất, đối với diệp thần phong cách làm, lão bạch cùng lão hắc là bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ thấy diệp thần phong cánh tay vung lên, đầu tiên thanh vân kiếm cùng hỏa vẫn kiếm nhất thời trôi nổi ở diệp thần phong trước mặt. Diệp thần phong đầu tiên là muốn thử có thể hay không đồng thời thi triển hai loại kiếm ý. Bên trong thân thể của hắn hàn băng kiếm ý cùng hỏa chi kiếm ý đồng thời thúc chuyển động hắn nhất thời cảm giác bên trong thân thể có loại bành trướng sắc bén cảm giác, cái cảm giác này dường như muốn đem thân thể của hắn cắt đứt ra lái tới. Bất quá, đây là tại diệp thần phong phạm vi có thể chịu đựng được đây. Loại này lạnh lẽo cùng nóng bức đồng tồn cảm giác, thực sự không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Thế nhưng, Diệp Thần Phong lại chân thật đem hàn băng kiếm ý cùng hỏa chi kiếm ý đồng thời che trùm lên thanh vân kiếm cùng hỏa vẫn trên thân kiếm này làm cho lão bạch cùng lão hắc là không còn gì để nói lão hắc nói ra được rồi người tiểu tử này căn bản không thể đủ người bình thường tiêu chuẩn để cân nhắc hai loại kiếm ý cứ như vậy được ngươi đơn giản đồng thời thi triển ra diệp thần phong hiện tại nhưng không lo được trả lời lão hắc lời nói đang thử đồng thời thi triển hai loại kiếm ý sau hắn lại đem hai loại kiếm ý cho triệt hồi rồi thanh vân kiếm cùng hỏa vẫn kiếm lần thứ hai cắm ở trong lòng đất lúc này theo diệp thần phong vung tay thanh vân kiếm hỏa vẫn kiếm cùng một lôi kiếm đồng thời trôi nổi ở trước mặt hắn lần này hắn muốn thử đồng thời thi triển ba loại kiếm ý trong cơ thể hàn băng kiếm ý hỏa chi kiếm ý cùng lôi chi kiếm ý đồng thời vận chuyển diệp thần phong lông mày trong nháy mắt vặn lên lần này hắn cảm giác bên trong thân thể sắc bén càng thêm cuồng bạo thậm chí hắn trên da của chính mình cũng nhiều thêm từng đạo vết thương trong dạ dày có một loại huyết khí dâng lên cảm giác, lúc nào cũng có thể thổ huyết. Loại này cực hạn khó chịu làm cho Diệp Thần Phong cắn chặt hàm răng, hắn biết như vậy phải là cực hạn của mình rồi, muốn đồng thời thi triển bốn loại kiếm ý là không thể nào. Kết quả là, tại Diệp Thần Phong dưới sự khống chế, hàn băng kiếm ý che trùm lên thanh vân kiếm bên trên, hỏa chi kiếm ý che trùm lên hỏa vẫn trên thân kiếm, lôi chi kiếm ý che trùm lên mộc lôi trên thân kiếm. Này ba loại kiếm ý là cũng trong lúc đó bao trùm tại đây ba thanh kiếm bên trên. Đồng thời, Diệp Thần Phong trong cơ thể băng long áo nghĩa, phượng hoàng áo nghĩa, kỳ lân áo nghĩa cùng Cửu Thiên Huyền Lôi đều vận chuyển. Cũng trong lúc đó, băng long áo nghĩa phụ ra ở hàn băng kiếm ý thượng, hỏa phượng hoàng áo nghĩa cùng hỏa kỳ lân áo nghĩa phụ ra ở hỏa chi kiếm ý thượng, đến ở Cửu Thiên Huyền Lôi nhưng là phụ ra ở lôi chi kiếm ý thượng giờ phút này diệp thần phong trên trán tráng kiện nổi gân xanh con người trở nên ác liệt cực kỳ một tay hướng phía trước vừa bổ đến ba thanh trôi nổi ở trong không khí kiếm cũng đồng thời hướng về phía trước vung ra ngoài không khí trở nên cuồng bạo không ngớt chỉ thấy sáu cái màu trắng cự long sáu con hỏa phượng hoàng sáu con hỏa kỳ lân còn có trên trăm đạo khủng bố chấp giật kiếm khí hướng về phía trước một tòa mấy ngàn mét cao sơn đánh tới không gian trở nên vô cùng vặn vẹo, khủng bố sắc bén cảm giác cùng năng lượng ba động khủng bố tràn ngập ở trong thiên địa. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Quang hoa ngút trời, mặt đất rung động. Ngồi tại thạch đầu thượng ba tên tiểu gia hỏa trực tiếp thấy choáng váng mắt. Bên trong tiểu thế giới những người còn lại cũng hướng về Diệp Thần Phong bọn hắn bên này đi tới, đương nhiên bọn hắn nhìn thấy trước mặt cảnh tượng này lúc, bọn hắn cũng từng cái từng cái há to miệng. Ba loại lục giai kiếm ý, hơn nữa là ẩn chứa Băng Long áo nghĩa, Phượng Hoàng áo nghĩa, Kỳ Lân áo nghĩa cùng Cửu Thiên Huyền Lôi. Này ba loại kiếm ý đồng thời công kích được tại mục tiêu thượng uy lực lớn khiến người ta khó có thể tưởng tượng, có thể là kiếm ý cùng kiếm ý trong lúc đó sinh ra biến dị tác dụng. Tòa kia mấy ngàn mét cao sơn tại trong khoảnh khắc dĩ nhiên biến thành bột phấn. Này là bực nào power? Muốn cho mấy ngàn mét cao sơn sụp đổ làm dễ dàng thế nhưng muốn cho mấy ngàn mét cao sơn trực tiếp hóa thành bột phấn, này nhưng là không dễ dàng, coi như là long thần phiên thiên ấn đệ nhất ấn cũng xa xa không làm được. chương 2035, quật khởi, cảm tạ, thời gian như nước chảy, nửa tháng lóe lên liền qua, ở cái này trong nửa tháng, Diệp thần phong một bước cũng không hề rời đi qua tiểu thế giới. Ngoại trừ tốn thời gian làm bạn người nhà của mình ở ngoài, hắn liền một mực quen thuộc đồng thời thi triển ba loại kiếm ý, cùng với đồng thời vận chuyển băng long áo nghĩa, phượng hoàng áo nghĩa, kỳ lân áo nghĩa cùng cửu thiên huyền lôi. Trải qua khoảng thời gian này không ngừng tu luyện, Diệp Thần Phong hoàn toàn có thể thuần thục sử dụng tới phụ gia áo nghĩa cùng cửu thiên huyền lôi ba loại kiếm ý. Bất quá, yếu đồng thời khống chế ba loại kiếm ý hơn nữa còn phụ gia áo nghĩa cùng thiên lôi, đây đối với Diệp Thần Phong linh khí tiêu hao là phi thường to lớn, có thể nói sử dụng tới một chiêu này đem tiêu hao Diệp Thần Phong trong cơ thể chí ít hơn phân nửa linh khí đây. Về phần trong đầu xuất hiện Long thần phiên thiên ấn đệ nhị ấn, Diệp Thần Phong khoảng thời gian này căn bản hoàn mỹ đi tu luyện, quen thuộc đồng thời thi triển ba loại bất đồng kiếm ý, để ba loại kiếm ý đồng thời thi triển tốc độ rút ngắn, đây đã là để Diệp Thần Phong quá sức rồi, này Long thần phiên thiên ấn đệ nhị ấn tu luyện xem ra chỉ có thể đầy về sau. Đương nhiên ở cái này trong nửa tháng, Diệp Thần Phong đem quỷ ngạo cái kia bạch cốt bắp đùi, cực kỳ thuận lợi luyện chế thành một cái màu trắng kiếm, Diệp Thần Phong cho thanh kiếm này đặt tên là bạch cốt. Bây giờ lấy tư cách thất phẩm luyện khí sư Diệp Thần Phong tới nói qua, hắn chỉ có thể đem bạch cốt kiếm luyện chế đáo hạ phẩm bảo khí tầng thứ. Bởi vì bạch cốt kiếm bên trong nguyên bản liền ẩn chứa bất khuất ngạo khí, cái này bạch cốt kiếm cũng thật giống là cho bất khuất kiếm ý chế tạo riêng. Dùng bạch cốt kiếm thi triển ra bất khuất kiếm ý, muốn so dùng còn lại kiếm thi triển, kỳ uy lực tối thiểu phải mạnh hơn gấp 2 đến gấp 3 ở giữa. Bây giờ hỏa chi kiếm ý có hỏa vẫn kiếm, lôi chi kiếm ý có mộc lôi kiếm, mà không khuất kiếm ý cũng có bạch cốt kiếm, chỉ còn dư lại Hàn Băng kiếm ý không có chuyên môn kiếm, Diệp Thần Phong về sau có cơ hội cũng phải giúp Hàn Băng kiếm ý chuyên môn chế tạo một thanh kiếm đi ra. Tại tiểu thế giới bên ngoài, Huyền Châu tại này trong nửa tháng có thể nói là phong khởi vân dũng. Kim gia, ba viêm tông, cổ gia cùng tinh thần tông biến cố, này làm cho này bốn cái tông môn là lửa giận vô biên. Tại đây tứ đại thế lực bên trong vẫn có thiên thần cảnh một tầng đến tầng hai ở giữa lão tổ, tại còn lại huyền châu tông môn người xem ra, tuy nói lần này tứ đại thế lực thương một chút nguyên khí. Nhưng bọn họ tại huyền châu địa vị cũng còn là dao động không được. Nhưng mà... Toàn bộ Trung Châu tình thế hoàn toàn vượt ra khỏi còn lại tông môn dự liệu, đầu tiên là Kim gia tại trong vòng một đêm toàn bộ hủy diệt, Kim gia lão tổ chết hết rồi. Đương nhiên cũng có một chút Kim gia người lựa chọn đầu hàng. Tại Kim gia bị phúc diệt sau đó Huyền Châu tất cả đại tông môn người cũng đều muốn đi vào đục nước béo cò. Kết quả là, Huyền Châu tình thế trở nên càng thêm hỗn loạn rồi. Những này muốn đi vào đục nước béo cò người, cuối cùng liền cái rắm đều không có tìm thấy, tại kim gia hủy diệt sau đó ba viêm tông, cổ gia cùng tinh thần tông cũng lần lượt hủy diệt rồi. Phàm là đầu hàng người tu luyện, thôn thiên long mãng ba người một tia đều không có giết, chỉ là tại trong biển ý thức của bọn họ gieo thần niệm dấu ấn, ngoại trừ kim gia lão tổ toàn bộ là kim gia bổn gia người. Bọn hắn căn bản sẽ không đầu hàng ở ngoài, còn lại ba cái trong tông môn lão tổ, có phần tại nguy cơ dưới, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ lựa chọn đầu hàng dù sao có chút lão tổ cùng tông môn tông chủ một mạch căn bản không phải cùng nhất mạch, bọn hắn thật vất vả mới khóa nhập thiên thần cảnh, không đáng vì không phải cùng nhất mạch người mà đi liều đánh một trận tử chiến. Tại bốn cái thế lực toàn bộ hủy diệt sau đó cùng ngày này bốn cái thế lực bên trong đầu hàng người, cộng đồng hợp thành một cái tên là Long Tông Tông Môn. Đây là thôn thiên Long Mãng đám người đạt được danh tự, bởi vì Diệp Thần Phong chính là Long Tộc Tộc trưởng cho nên hắn liền đưa cái này tông môn đặt tên là Long Tông. Đồng thời Long Tông lập tức tuyên bố tông chủ của bọn họ chính là Dương Gia Dương Thành Chu. Việc này vừa ra, toàn bộ huyền châu trở nên càng thêm sôi trào, Dương Gia tại huyền châu cũng không phải rất cường hãn thế lực, về phần Dương Thành Chu nhưng là phần lớn người đều chưa từng nghe nói. Trong lúc nhất thời, Dương Thành Chu đã trở thành huyền châu đề tài nhân vật mà long tông cũng đã trở thành huyền châu hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực liền ngay cả nguyên bản ngũ đại thế lực một trong thiên phong tông cũng không cách nào cùng hắn so sánh bởi vì long tông bên trong dù sao có đầu hàng mấy tên thiên thần cảnh cường giả hơn nữa còn chỉnh hợp rất nhiều địa thần cảnh cùng linh thần cảnh cường giả tại cường giả số lượng thượng đã vượt qua thiên phong tông cho nên chỉnh hợp long tông chính là hoàn toàn xứng đáng huyền châu đệ nhất tông môn tại này trong nửa tháng rất nhiều tham gia thiên huyền thịnh biển tông môn cũng không hề rời đi linh thủy thành đây. Tại thôn thiên long mãng ba người chính thức đối tứ đại thế lực động thủ thời điểm, tiết huyền tình căn cứ trước đó diệp thần phong dặn dò, người đã đem chỉnh hợp tứ đại thế lực. Để Dương Thành Chu phụ trách sự tình, toàn bộ nói cho Dương Hạo Thiên. Này làm cho Dương Hạo Thiên có loại dường như cảm giác đang nằm mơ. Tuy rằng Diệp Thần Phong một lần lại một lần biểu hiện ra vô cùng kiểu như châu bò, nhưng tứ đại thế lực tại huyền châu nhưng là quái vật khổng lồ a hát thần phong không phải từ địa huyền giới tới sao hắn làm sao có năng lực để tứ đại thế lực hủy diệt đâu này có thể theo thời gian một ngày lại một ngày chuyển rời theo tứ đại thế lực không ngừng hủy diệt dương hạo thiên cuối cùng cũng coi như tiếp nhận rồi sự thực này tuy rằng trong lòng nghi hoặc cùng khiếp sợ có rất nhiều thế nhưng diệp thần phong đang bế quan hắn cũng không thể đi tìm diệp thần phong mà giờ khắc này, Linh Thủy Thành, một nhà phổ thông trong khách sạn. Tại trước đó Kim ra cùng ba viêm tông hủy diệt sau đó Dương Hạo Thiên liền đi tìm cha của hắn Dương Thành Chu rồi. Nhưng là Dương Thành Lực, Dương Thành khoảng không cùng Dương Diệu Lệ ba người bọn họ, căn bản không có cho Dương Hạo Thiên sắc mặt tốt xem, thậm chí không cho Dương Hạo Thiên bước vào Dương ra chỗ ở địa phương. Cuối cùng Dương Thành Chu dưới cơn nóng giận, hắn dĩ nhiên thối lui ra khỏi Dương ra, từ đây cũng không tiếp tục là Dương ra người. Đối với cái này một điểm, Dương Thành lực ba người đương nhiên là càng thêm mừng rỡ rồi, chỉ cần Dương Thành Chu tại Dương ra một ngày, gia chủ vị trí liền còn có thể bị Dương Thành Chu cho đoạt trở về, dù sao Dương Thành Chu chính là Dương gia trưởng tử. Lúc đó Dương Hạo Trời còn chưa có nói cho Dương Thành Chu liên quan với Diệp Thần Phong sắp xếp đây. Là hắn có thể đủ dưới cơn nóng giận lui ra Dương ra, có thể thấy được hắn đối với dương hạo thiên đứa con trai này là có tình yêu chân thành vì nhi tử không làm gia chủ vì nhi tử không làm dương gia người tuy nói dương thành xung quanh tính cách hay là hướng tới mềm yếu rồi một ít thế nhưng hắn là một cái ái nhi tử người cha tốt rồi dương thành chu hòa dương hạo thiên rời đi dương ra nơi ở sau dương hạo thiên liền đem diệp thần phong an bài sự tình nói cho dương thành chu khởi điểm dương thành chu căn bản không tin tưởng nhưng khi Long Tông thành lập, hướng về tại toàn bộ Huyền Châu tuyên bố hắn vì tông chủ, sau đó hắn có loại dường như cảm giác đang nằm mơ rồi. Giờ khắc này, Dương Thành Chu hòa Dương Hạo Thiên chỗ ở trong phòng. Dương Thành Lực, Dương Thành khoảng không cùng Dương Diệu Lệ ba người này. Bọn hắn một mặt mỉm cười đứng ở Dương Thành Chu hòa Dương Hạo Thiên trước mặt. Tại ba người bọn họ biết được Dương Thành Chu đã trở thành Long Tông tông chủ sau đó bọn hắn quả thực cũng không thể tin được chuyện này. Nhưng sự thực cứ như vậy xảy ra, bọn hắn không muốn tin tưởng cũng không được rồi. Bọn hắn không biết Dương Thành Chu đáo đáy ngọn nguồn nhận thức đại nhân vật gì. Dĩ nhiên đem chọn hợp huyền châu thế lực lớn số một long tông giao cho Dương Thành Chu quản lý. Bọn hắn không thể không mặt dày mày dạn xuất hiện tại Dương Thành Chu trước mặt. Đại ca, trước đó là chúng ta sai rồi. ngươi liền tha thứ chúng ta một lần đi, chúng ta đều là người một nhã hát gia chủ vị trí ngươi có thể tiếp tục ngồi đúng đại ca ngươi cũng quá không coi chúng ta là gia nhân ngươi nếu nhận thức đại nhân vật ngươi cũng không nói cho chúng ta nhìn xem phía trước mặt ba người này thay đổi hoàn toàn một bộ thái độ dương thành chu trong lòng cay đắng cực kỳ tất cả những thứ này đều là diệp thần phong mang cho hắn mà diệp thần phong sở dĩ khiến hắn trở thành long tông tông chủ e sợ là bởi vì hắn nhi tử dương hạo thiên Dương Hạo Thiên nhìn xem Dương Thành đợi không người, hắn quát lên, ta cùng phụ thân đã không phải là Dương ra người rồi, các người cũng cùng chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì, hiện tại lập tức cút cho ta ra khỏi phòng. Dương Diệu lệ lạnh lùng nói, Hạo Thiên, chúng ta đang cùng phụ thân người nói chuyện đây. Người cái vãn bối chó miệng vào, Dương ra sự tình còn chưa tới phiên ngươi tới làm chủ. Dương Thành khoảng không cùng Dương Thành lực cũng vẫn là không đem Dương Hạo Thiên để ở trong mắt, dưới cái nhìn của bọn họ chuyện này căn bản cùng Dương Hạo Thiên không có bất kỳ quan hệ nào. Nhưng vào lúc này, một đạo thiên thần cảnh tầng ba thật khí thế áp bức xuống, lập tức, một đạo âm thanh uy nghiêm truyền vào gian phòng, cút đi. Ba cái không biết điều ra hỏa, vị này Hạo Thiên tiểu huynh đệ chính là là chủ nhân nhà ta huynh đệ, Dương Thành Chu có thể trở thành Long Tông Tông Chủ. Đây đều là hạo thiên tiểu huynh đệ mặt mũi. Âm thanh này rõ ràng cho thấy thôn thiên long mãng, bất quá hắn cũng không có phát hiện thân khi nghe đến âm thanh này sau dương thành khoảng không bọn người thân thể đột nhiên bắt đầu run rẩy bọn hắn sắc mặt mất tự nhiên nhìn hướng dương hạo thiên bọn hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới hội là kết quả như thế dương hạo thiên một mặt chán ghét đối với dương thành đợi không người quát lên biến không nên lại để ta nhìn thấy các ngươi nhớ kỹ ta cùng phụ thân đã không phải là dương gia nhân các ngươi loại này điệu bộ các ngươi căn bản không xứng làm trưởng bối của ta, nhớ tới các ngươi đã từng thái độ đối với ta, ta còn thực sự muốn trực tiếp giết các ngươi." Thôn Thiên Long mãng thật khí thế trước sau bao trùm ở trong phòng. Nghe được Dương Hạo Thiên lời nói này, sau đó Dương Thành khoảng không ba người. Bọn hắn hai chân mềm nhũn, thân thể trực tiếp co quắp ngồi ở trên mặt đất. Bọn hắn rõ ràng cảm thấy Dương Hạo Thiên sát khí, lại cảm thấy đến cái cỗ này không hề rời đi gian phòng khí thế bọn họ là trực tiếp bị giật mình nhìn xem được sợ tráng váng dương thành đợi không người dương hảo thiên nhíu nhíu mày hắn cuối cùng lựa chọn đi ra khỏi phòng mà dương thành chu đi sát dương hảo thiên phía sau dương diệu lệ đám người này mới phục hồi tinh thần lại bọn hắn đối với dương hảo thiên bóng lưng quỳ xuống trong miệng không ngừng nói ra chúng ta sai rồi chúng ta sai rồi dương thành chu hòa dương hảo thiên đi tới diệp thần phong chỗ ở cửa gian phòng bọn hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng ở cửa gian phòng thẳng đến ngày thứ ba trạng vạng một mực nằm ở bế quan diệp thần phong hắn rốt cuộc từ tiểu thế giới bên trong đi ra làm hắn nhìn thấy đứng tại cửa gian phòng dương hạo thiên lúc hắn biết huyền châu sự tình cũng đã làm xong hắn nện cho một cái dương hạo thiên ngực nói ra nếu như là huynh đệ như vậy liền đừng tìm ta lề mà lề mề dương hạo thiên có phần đỏ viền mắt thu lại hắn nhếch miệng nở nụ cười ôm lấy Diệp Thần Phong vai, nói ra, Thần Phong, ngươi nhưng là chân nhân bất lộ tướng A Hát. Ngươi mới là chúng ta chu vi thân phận nghiêu nhất tách ra người, tại Linh Châu thời điểm, ta còn tại trước mặt ngươi nói khoác mình là huyền châu tông môn người đâu. Dương Hạo Thiên nụ cười chậm rãi thu nạp rồi, hắn cũng nện cho một cái Diệp Thần Phong ngực, nói ra, huynh đệ, có câu nói ta vẫn còn muốn nói, cảm ơn, cảm ơn ngươi cho ta tôn nghiêm. Cảm ơn ngươi cải biến vận mệnh của ta một bên dương thành chu hắn sâu đậm cho diệp thần phong khom người chào nói ra cảm tạ ngài cảm tạ ngài vì hạo thiên làm tất cả diệp thần phong gật gật đầu nói ra ngươi có một đứa con trai tốt hy vọng ngươi về sau tính cách đổi một cái còn có trình hợp tứ đại thế lực tông môn hẳn là thành lập chứ về sau để trong tông môn người giúp ta lưu ý thần hồn loại thiên tài địa bảo thu thập được thần hồn loại thiên tài địa bảo đều giúp ta tồn trữ lên Dương Thành Chu không chút do dự đồng ý. Có thể nói Dương Thành Chu hòa Dương Hạo Thiên là triệt để tại huyền châu quật khởi. Tất cả những thứ này chỉ vì Diệp Thần Phong. chương 2036 gây phiền phức. Đến Trung Châu, tại thật tâm thật ý cảm tạ một phen Diệp Thần Phong sau. Dương Thành Chu hòa Dương Hạo Thiên liền rời đi. Hai người bọn họ tại về khách sạn trên nửa đường, gặp hứa viễn lương cùng thường bạch bình đôi vợ chồng này. Hứa Viễn Lương cùng Thường Bạch Bình là chuyên môn tìm đến Dương Thành Chu hòa Dương Hạo Thiên, bây giờ Dương Thành Chu đã trở thành Long Tông Tông Chủ, này Long Tông lấy tư cách huyền châu thế lực lớn số 1, căn bản không phải bọn hắn hứa ra có thể đắc tội nổi được rồi. Mặc dù nói như huyền châu kim ra sau lưng còn có trung châu kim ra, thế nhưng tại trong tình huống bình thường, trung châu thế lực không thể tham dự vào huyền châu thế lực trong tranh đấu, bằng không Linh Châu cùng Huyền Châu sớm liền trở thành Trung Châu tất cả đại tông môn vật trong túi, cho nên tạm thời tới nói Long Tông sắp trở thành tương lai trong một khoảng thời gian Huyền Châu duy nhất bá chủ. Hứa Viễn Lương cùng Thường Bạch Bình vợ chồng trong con người hiện lên vẻ khủng hoảng, bọn hắn cũng không biết Dương Thành Chu đi cái gì số cháu ngáp phải ruồi. Nhưng bọn họ hiện tại chỉ có thể đối Dương Thành Chu hòa Dương Hạo Thiên cúi đầu, bằng không lấy bây giờ Long Tông thế lực, yếu diệt bọn hắn hứa ra là phi thường nhẹ nhõm một chuyện. Thường Bạch Bình trước tiên mở miệng nói, Hạo Thiên, trước đó đều là ta có mắt không tròng, ta bảo đảm về sau cũng sẽ không bao giờ nhúng tay ngươi và thu chuyện thuốc lá rồi. Dương Hạo Thiên vẻ mặt vô cùng bình thản, hắn cũng không hề đắc ý vinh váo, hắn biết tất cả những thứ này đều là Diệp Thần Phong cho hắn, hắn căn bản không có đắc ý tư cách, hắn nói ra, bá mẫu, ngài cũng không sai, ta Dương Hạo Thiên xác thực chỉ là một bãi bùn nhão, ta căn bản không xứng với Thu Yên. Thường Bạch Bình sắc mặt một trận khó coi, người hoàn toàn không có lúc trước tranh chua rồi, người biết bây giờ Dương Thành Chu hòa Dương Hạo Thiên là bọn hắn không đắc tội nổi rồi. Người có phần cầu khẩn nói ra, Hạo Thiên, người muốn thế nào mới có thể tha thứ ta? Cho dù để cho ta quỳ xuống, ta đều nguyện ý. Dương Hạo Thiên lắc lắc đầu, hắn trực tiếp tránh khỏi hứa viễn lương cùng Thường Bạch Bình. Hắn tiếp tục đi về phía trước rồi, mà Dương Thành Chu cũng hơi hơi thở dài một hơi nhìn thấy Dương Hạo Thiên cùng Dương Thành Chu rời đi. Hứa viễn lương cau mày nói ra, đi tìm một chút Thu Yên đi. Hiện tại hay là chỉ có Thu Yên có thể làm cho Hạo Thiên tha thứ chúng ta? Theo Long Tông tại huyền châu quật khởi mạnh mẽ, nguyên bản Tần Chu trước đó nói muốn một tháng về sau mới sẽ mang theo Thanh Nguyệt Tông cùng Thiên Phong Tông đi hướng Trung Châu. Một tháng này hoàn toàn là cho Diệp Thần Phong xử lý huyền châu sự tình. Bây giờ huyền châu sự tình sớm xử lý xong, như vậy tại tần chu trương cầu diệp thần phong ý kiến sau đó cuối cùng quyết định ngày mai sẽ lập tức lên đường đi tới trung châu tần chu cũng đem trung châu thiên huyền thịnh điển quy tắc đối thanh nguyệt tông cùng thiên phong tông người nói đơn giản một lần trong lúc này châu thiên huyền thịnh điển chỉ có thanh nguyệt tông cùng thiên phong tông bên trong đệ nhất thiên tài có thể tham gia những đệ tử còn lại là không thể đủ tham gia nói cách khác chỉ cần có một tên thực lực mạnh nhất đệ tử đại biểu tông môn dự thi là được rồi dù sao ở chính giữa châu rất nhiều tông môn xem ra, để Huyền Châu cùng Linh Châu năm tên đệ tử đều dự thi, này quá lãng phí thời gian rồi, tại dĩ vãng trong lịch sử, có rất ít Huyền Châu cùng Linh Châu đệ tử có thể tiến vào trận chung kết. Đại biểu Thanh Nguyệt Tông dự thi không thể nghi ngờ là Diệp Thần Phong rồi. Mà đại biểu Thiên Phong Tông dự thi tự nhiên là Lăng Vô Song rồi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần Phong bọn hắn vị trí trang viên bên trong đại sảnh. Thanh Nguyệt Tông cùng Tuyết Nguyệt Cốc người đều ở đây, Tô Băng Vân đối với Diệp Thần Phong, nói ra, Thần Phong, chúng ta sẽ không đi Trung Châu rồi, chúng ta muốn trở về Linh Châu Giao Long thành bế quan tu luyện, bằng không chúng ta cùng ngươi tranh lệch hội càng ngày càng xa. Trần Nguyên Hùng cũng nói, Thần Phong, tuy rằng ta rất muốn cùng đi với ngươi Trung Châu, nhưng ta biết mình chỉ sẽ trở thành ngươi trói buộc, ta cũng cùng Tuyết Nguyệt Cốc người đồng thời về Giao Long thành đi. Diệp Thần Phong cũng biết Tô Băng Vân đám người phải không nghĩ tại thời khắc mấu chốt liên lụy hắn. Đang suy tư chỉ chốc lát sau, hắn nói ra, "Được rồi. Lần này ngoại trừ Triệu Bá, Lý Bá dịu dàng tinh ở ngoài, những người còn lại đều không cần bồi tiếp ta cùng đi Trung Châu rồi, các ngươi trước quay về Linh Châu Giao Long thành. Chờ chúng ta ở chính giữa châu đặt chân sau đó các ngươi cùng nhau lại đây." Sau đó, Diệp Thần Phong nhìn hướng Lâm An Tuyết, nói ra, "Lâm tông chủ trước đó nói các ngươi tuyết nguyệt cốc gia nhập chúng ta thanh nguyệt tông. Đây chỉ là chuyện bất đắc dĩ, hiện tại có thể không cần. Đương nhiên nếu như các ngươi thật sự muốn sáp nhập đến chúng ta thanh nguyệt tông, như vậy chúng ta nhất định là phi thường hoan nghênh. Lâm An Tuyết nhớ lại diệp thần phong các loại thần kỳ, người điểm cuối cùng đầu nói, chúng ta nguyện ý chân chính sáp nhập đến các ngươi thanh nguyệt tông bên trong, chúng ta liền ở giao long thành các loại chờ tin tức tốt của các ngươi rồi. Một bên Dương Hảo Thiên vừa định muốn nói chuyện, đã bị Diệp Thần Phong cắt đứt, hắn vỗ vỗ Dương Hảo Thiên vai, nói ra, Hảo Thiên, người cái gì đều không cần phải nói, người liền trước an tâm ở lại huyền châu đi. Đem người tình cảm của mình xử lý tốt, huynh đệ chúng ta trong lúc đó không cần lập dị, ta hy vọng lần sau đi tới huyền châu thời điểm, có thể uống được người thành hôn tiệc rượu. Nghe được Diệp Thần Phong kiên định như vậy ngôn ngữ, Dương Hảo Thiên trầm mặc lại, một lát sau, hắn cười nói, thần phong, ta chờ ngươi thu được Trung Châu Thiên Huyền thịnh điển người thứ nhất. Về phần một mực trầm mặc ít nói Lý Tín Văn, lần này thái độ của hắn lại dị thường kiên quyết, hắn nhất định phải cùng Diệp Thần Phong cùng đi hướng về Trung Châu. Diệp Thần Phong cảm giác được suốt Lý Tín Văn có khó khăn khó nói, cuối cùng hắn chỉ có thể đồng ý xuống. Thanh Nguyệt Tông bên trong đi hướng Trung Châu người chính là Diệp Thần Phong, Tiết Huyền Tình, Triệu Bá, Lý Bá cùng Lý Tín Văn tại chính thức ly biệt trước đó, Diệp Thần Phong đưa cho Dương Hạo Thiên, Trần Nguyên Hùng cùng Tô Băng Vân đám người từng người một viên ngàn linh quả, trả đưa cho bọn hắn mỗi người một vò 10 ngàn năm linh tử. Về phần Chu Tam Thông đã hoàn toàn đã lấy được Diệp Thần Phong tiến nhiệm, Diệp Thần Phong đã đem Chu Tam Thông mang vào bên trong tiểu thế giới rồi, thôn thiên long máng, viễn cổ long tích cùng băng phách ma Chu cũng tiến vào bên trong tiểu thế giới rồi. Trải qua Diệp Thần Phong lẫn nhau giới thiệu, Chu Tam Thông bọn hắn đã cùng Diệp Thần Phong người nhà nhận thức. Khi biết Diệp Thần Phong lại vẫn tùy thân mang theo một cái tiểu thế giới, Chu Tam Thông là càng thêm đối Diệp Thần Phong một mực cung kính rồi. Đem Huyền Châu sự tình triệt để xử lý xong sau, tại tần chu dưới sự hướng dẫn, Thanh Nguyệt Tông cùng Thiên Phong Tông người đi tới một chỗ bí ẩn cự đại trên đất trống. Thiên Phong Tông đi Trung Châu chỉ có hai người, một người chính là Thiên Phong Tông tông chủ Lăng Giang, một người khác chính là Lăng Vô Song rồi. Chỉ thấy mảnh này cự đất trống lớn chu vi đầy từng cây từng cây đại thụ che trời, người bên ngoài rất khó phát hiện trong đó mảnh này cự đất trống lớn. Ở mảnh này cự đại trên đất trống khắc họa một cái cực kỳ khổng lồ truyền tống trận. Tần Chu tại mang theo Diệp Thần Phong đám người bước vào trong trận pháp sau, hắn nói ra, nơi này cái truyền tống trận này chỉ có mỗi lần thiên huyền thịnh điển thời điểm mới sẽ mở ra một lần, cái truyền tống trận này có thể đem chúng ta trực tiếp truyền tống đến Trung Châu đi. Trung Châu khoảng cách Huyền Châu cực kỳ xa xôi, mở ra một lần nơi này truyền tống trận, yêu cầu tiêu hao 60 triệu linh thạch thượng phẩm, cho nên nơi này truyền tống trận không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể mở ra. 60 triệu linh thạch thượng phẩm, này trên trời huyền giới cũng coi như là một bút khổng lồ số lượng, chẳng trách chỉ có trên trời huyền thịnh điển thời điểm mới sẽ mở ra rồi, dù sao mỗi 500 năm mới sẽ cử hành một lần thiên huyền thịnh điển. Tại Tần Chu cho mọi người giải thích một lần sau, hắn liền nhắm hai mắt lại, trong cơ thể linh khí dường như như hồng thủy dâng lên, hai cánh tay ở trong không khí nhanh chóng cua múa. Thẳng đến cánh tay hắn vùng vẩy tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến hầu như thấy không rõ lắm sau đó hắn bỗng nhiên quát mở cho ta. Xuất tiếng, trận pháp lập tức nhanh chóng vận chuyển, từng đạo ánh sáng màu trắng bao phủ lại tất cả mọi người. Diệp thần phong bọn hắn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng bọn hắn nhất thời toàn bộ biến mất ở trong không khí bọn hắn trong đầu là một mảnh hốt hoảng cảm giác trước mắt tràn đầy hắc ám dưới bàn chân là trời đất quay cuồng đợi đến bọn hắn tỉnh hồn lại thời điểm bọn hắn đã xuất hiện tại khác một cái trận pháp bên trong trận pháp này là khắc họa tại một mảnh quảng trường khổng lồ bên trên bây giờ trong không khí linh khí so với huyền châu tăng lên người mấy lần còn chưa hết nhìn xem có phần trống rỗng quảng trường Tần Chu nói ra chúng ta đến Trung Châu rồi. Chỉ là trong chớp mắt, tất cả mọi người liền đến Trung Châu. Chẳng trách cái truyền tống trận kia mở ra một lần yếu tiêu hao 60 triệu linh thạch thượng phẩm rồi. Tại Tần Chu muốn gọi mọi người lúc rời đi, chỉ thấy tại quảng trường bên phải địa phương đang tại đi tới hai bóng người. Một người trong đó chính là Tần Chu vị trí tông môn tông chủ triệu Nam Long, một thân thực lực tại thiên thần cảnh bốn tầng hậu kỳ, này triệu nam long chính là trung châu viêm thiên cốc tông chủ một người khác tần chu cũng là nhận được hắn chính là tiết núi ca ca tiết quý thực lực tại thiên thần cảnh tầng hai đỉnh phong tiết núi cùng tiết nguyên sáng bị phế đã có nửa tháng cái này trong nửa tháng tiết núi cùng tiết nguyên sáng khẳng định thông báo tiết ra rồi tiết quý là ở nơi này ôm cây đợi thỏ mà tần chu nhìn ra được tông môn khác tông chủ triệu nam long sắc mặt cũng khá là khó coi theo lý tới nói Triệu Nam Long không nên xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ nói viêm thiên cốc cùng tiết ra đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó sao? Tần Chu vẻ mặt có phần ngưng trọng đối với Diệp Thần Phong, nói ra hai người bọn họ có thể là đến tìm phiền toái. chương 2037, không xong, thiên nguyên cổ thành. Tần Chu đem Triệu Nam Long cùng tiết đắt tiền thân phận đối Diệp Thần Phong bọn hắn giới thiệu một lần. Cổ đại ngôn tình, Tiết huyền tình đang nhìn đến tiết quý sau đó của nàng mày liễu trong nháy mắt chăm chú nhíu lại, này tiết quý cũng là năm đó đuổi nàng cùng mẫu thân nàng rời đi tiết ra kẻ cầm đầu một trong. Vừa vận tần chu trong lòng suy đoán một chút cũng không sai, tiết ra xác thực cùng viêm thiên cốc đã đạt thành một chủng nào đó thỏa thuận. Tiết ra cũng đã sớm nhận được tiết núi cùng tiết nguyên sáng truyền tin rồi. Tuy nói tiết quý cùng tiết núi mạch này chỉ là tiết ra một nhánh bằng hệ, nhưng bọn họ mạch này là bằng hệ bên trong lĩnh quân người, tại tiết trong nhà địa vị chỉ đứng sau dòng chính một mạch mà thôi. Bây giờ tiết núi cùng tiết nguyên sáng bị phế thực lực, hơn nữa chuyện này vẫn là tiết huyền tình cái này dã Loại đưa tới, này lập tức để tiết ra dòng chính cùng chi thứ người phẫn nộ rồi, dưới cái nhìn của bọn họ tiết ra đối tiết huyền tình tung ra cành ô lưu, để tiết huyền tình thanh nguyệt tông trở thành tiết ra phụ thuộc, chuyện này quả thật là cho tiết huyền tình thiên đại ban ân rồi nhưng này tiết huyền tình không những không cảm kích. Hơn nữa còn làm hại tiết núi cùng tiết nguyên sáng bị phế. Tiết ra gia chủ đương thời khi biết chuyện này sau, hắn lập tức để tiết núi ca ca tiết quý đến xử lý chuyện này. Tại Tần Chu rời đi Trung Châu trong khoảng thời gian này, vừa vặn tiết ra cùng viêm thiên cốc người trong lúc vô tình cộng đồng phát hiện một chỗ tiểu bí cảnh, vì đem cái này tiểu bí cảnh bảo thủ ở, cuối cùng tiết ra cùng viêm thiên cốc tạo thành quan hệ hợp tác, có thể nói bây giờ tiết ra cùng viêm thiên cốc đang tại thời kỳ trăm mật đây. Viêm thiên cốc khi biết trong tông môn tần chu phế bỏ tiết núi cùng tiết nguyên sáng sau, thân là tông chủ triệu nam long tự mình đi ra một chuyến, tại viêm thiên trong cốc, lấy tần chu thực lực căn bản không xưng được lão tổ, chỉ là tại viêm thiên trong cốc có một chút địa vị mà thôi. Lần này phát hiện tiểu bí cảnh trong đó cơ duyên trồng chất, có thể để cho viêm thiên cốc rất nhiều đệ tử thực lực đều nhanh nhanh tăng lên, cho nên vì này tiểu bí cảnh, coi như là hy sinh tần chu, này tại viêm thiên cốc xem ra cũng đáng. Bây giờ Diệp Thần Phong bọn hắn chỗ ở quảng trường này, chính là một tòa viễn cổ thời đại thời kỳ cuối cổ thành. Tòa thành cổ này cực kỳ đặc thù, trong tình huống bình thường sẽ không có người tới nơi này, đặc biệt là buổi tối. Mà tiết quý cùng triệu Nam Long cũng chỉ là ban ngày tại quảng trường phụ cận ôm cây đợi thỏ, tại màn đêm buông xuống trước đó bọn hắn liền sẽ rời đi tòa thành cổ này. Triệu Nam Long cùng Tiết Quý thân ảnh xuất hiện tại Tần Chu cùng Diệp Thần Phong trước mặt bọn họ. Tiết Quý ánh mắt lập tức như ngừng lại Tiết Huyền Tình trên người, trên mặt hắn tràn đầy vẻ âm tàn, quát lên tiểu. Tiện, loại, dáng dấp của ngươi quả nhiên cùng ngươi mẫu thân kia là trong một cái mô hình khác đi ra ngoài. Người đời này cũng đừng nghĩ yếu bước vào chúng ta tiết ra đại môn, bởi vì ngươi này giã. Loại không xứng, Diệp thần phong con người vi vi ngưng lại, hắn nắm tiết huyền tình có phần phát run bàn tay, tuy rằng thôn thiên long mãng bọn hắn liền ở bên trong tiểu thế giới, thế nhưng triệu nam long có thiên thần cảnh bốn tầng hậu kỳ thực lực. Thôn thiên long mãng ba người bọn hắn muốn chiến thắng triệu nam long chỉ sợ cũng có chút nguy hiểm, dù sao bọn hắn cùng triệu nam long thực lực có tranh lệch nhất định. Tần Chu tiến lên trước một bước, hắn đối với tiết quý nói ra, các người tiết ra chớ quên thiên huyền thịnh điển quy tắc các người tiết ra hôm nay là đến hưng binh vấn tội tiết núi cùng cháu của hắn bị phế rồi đây là bọn hắn hai cái có tội thì phải chịu tiết quý cười lạnh nói tốt ngươi cái tần chu xem ra ngươi là muốn nâng đỡ thanh nguyệt tông triệu nam long cũng lãnh đạm nói tần trưởng lão chú ý ngươi nói chuyện thái độ ngươi có biết không mình làm chuyện gì tiết ra bây giờ cùng chúng ta viêm thiên cốc kết minh rồi ngươi lại dám phế bỏ tiết núi cùng tiết nguyên sáng người biết không biết mình phạm vào sai lầm lớn. Nể tính ngươi vì viêm thiên cốc cũng đã làm nhiều lần cống hiến phân thượng. Chỉ cần ngươi bây giờ tự phế thực lực, như vậy chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống. Nghe được tông chủ triệu nam long không chút lưu tình lời nói, tần chu tâm tư lạnh lẽo cực kỳ, trong lòng của hắn quyết tâm kiên định hơn rồi. Hắn nói ra, tông chủ, ta thân là huyền châu thiên huyền thịnh điển sứ giả, lúc trước tiết núi cùng tiết nguyên sáng sẽ đối thanh nguyệt tông người động thủ, lẽ nào ngươi muốn ta coi thường thiên huyền thịnh điển quy tắc lẽ nào ngươi muốn để cho ta thiên vị tiết núi bọn hắn sao xem ra tại ta rời đi trung châu khoảng thời gian này viêm thiên cốc trở nên càng thêm nghiêu khí thậm chí có thể không nhìn thiên huyền thịnh điển quy tắc muốn để cho ta tự phế thực lực thiếu nằm mộng ban ngày rồi từ giờ khắc này ta tần chu chính thức lui ra viêm thiên cốc triệu nam long kiểm sát âm trầm yếu tích thủy rồi hắn cười lạnh nói tốt rất tốt, Tần Chu, hy vọng ngươi không nên hối hận, đã như vậy. Như vậy nơi này chính là của các ngươi táng sinh chi địa. Tần Chu lông mày chăm chú vừa nhíu, quát lên các ngươi dám ở chỗ này giết người. Lẽ nào các ngươi muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích sao? Triệu Nam Long không có trả lời nữa Tần Chu rồi, mà Tiết Quý nhìn xem Tiết Huyền Tình, nói ra, vô chi, ngu. Ngu xuẩn, còn muốn để cho chúng ta Tiết ra xin ngươi trở về ngươi có vốn liếng này sao? Tại Tiết Quý dứt tiếng thời khắc, hắn và Triệu Nam Long thân ảnh trực tiếp đạp không mà đi. Chỉ là một hội liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Tiết Quý cùng Triệu Nam Long loại này đến vậy vội vã, đi vậy vội vã cử động, này làm cho Diệp Thần Phong cùng Tần Chu đám người lâm vào một trận trong suy tư. Trong chớp mắt, Diệp Thần Phong bọn hắn cảm thấy không gian chung quanh lực lượng bị hạn chế ở, Tần Chu lập tức nói ra, không xong. Chúng ta nhất định phải phải lập tức rời đi nơi này. Nhưng là còn không có đợi Tần Chu có động tác, chỉ thấy trên bầu trời đã bị bao phủ xuống một tầng cường hãn kết giới. Kết giới này hẳn là tiết quý bọn hắn trước đó bố trí, sự cường hãn trình độ e sợ chỉ có thiên thần cảnh bảy tầng cường giả mới có thể phá tan rồi. Diệp Thần Phong cảm ứng vẫn là vô cùng bén nhạy, hắn nhìn xem Tần Chu nói ra, kết giới này tuy rằng cường hãn, nhưng đoán chừng chỉ có thể duy trì nửa ngày sau kết giới này liền sẽ tự chủ tán loạn rồi, bọn hắn làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Tần Chu Cao mày giải thích, chúng ta bây giờ vị trí tên là Thiên Nguyên Cổ Thành, tòa thành cổ này là viễn cổ thời đại thời kỳ cuối kết quả, một cho tới hôm nay đều thập phần hoàn hảo tồn giữ lại, tòa thành cổ này tại lúc ban ngày, không có bất kỳ đặc thù ở ngoài, năm đó có thể tại huyền châu bố trí cái kia cực lớn truyền tống trận, cũng phải may mắn mà có tại bên trong tòa thành cổ trận Pháp này đây chỉ khi nào đến buổi tối, tòa thành cổ này liền sẽ biến mất ở người tu luyện trong tầm mắt, có thể là được lực lượng nào đó cho bao phủ lại rồi, đương nhiên đã đến trắng hôm sau, tòa thành cổ này lại sẽ lần nữa xuất hiện. Nếu như chỉ là như vậy lời nói, như vậy chúng ta không có chút nào tất lo lắng, chỉ là ta nghe nói, đến buổi tối cổ thành biến mất thời điểm, tại trong thành cổ sẽ xuất hiện rất xa xôi cổ thời kỳ cuối cường giả quỷ hồn, những quỷ hồn này trải qua không ngừng tu luyện, bọn hắn đã trở thành quỷ tu, rất nhiều quỷ tu thực lực đều tại thiên thần cảnh, thậm chí so với thiên thần cảnh còn cường đại hơn. Chẳng trách tiết quý cùng triệu nam long hội dễ dàng như thế rời đi, nguyên lai bọn hắn đã sớm cho chúng ta bố trí ván cờ này, bọn hắn không dám cãi phản thiên huyền thịnh điển quy tắc, mà thiên nguyên cổ thành trong tình huống bình thường căn bản không ai sẽ đến, liền coi như chúng ta chết ở chỗ này, những người khác cũng khẳng định sẽ cho rằng chúng ta là chết tại trong thành cổ quỷ tu trong tay thời gian nửa ngày liền gần như đến buổi tối rồi. Bằng vào chúng ta thực lực hôm nay, một khi buổi tối giáng lâm, chúng ta là chắc chắn phải chết rồi. Nghe được Tần Chu giải thích sau đó ở đây từ Huyền Châu mà đến người, bọn hắn mỗi một người đều rơi vào trầm mặc. Không nghĩ tới mới vừa vặn đến Trung Châu, bọn hắn liền gặp loại chuyện này. Tiết ra cùng viêm thiên cốc quả thực là quá tùy ý vọng vi. Bây giờ tại kết giới này bên trong, pháp tắc không gian đều bị hạn chế ở, Diệp Thần Phong căn bản vô pháp câu thông hỗn độn chiếc nhẫn, bằng không để thôn thiên long mãng bọn hắn đi ra, hay là bọn hắn tại thời khắc nguy cơ vẫn có thể chống đỡ một quãng thời gian, nhưng hôm nay ở đây ngoại trừ Tần Chu ở ngoài, liền không có bất kỳ một cái thiên thần cảnh cường giả. Tần Chu thấy Diệp Thần Phong lâm vào suy nghĩ, hắn nói ra, được rồi, bây giờ cũng là có thể thử một lần có thể hay không phá tan kết giới này rồi, chúng ta tại bên trong tòa thành cổ tìm xem kết giới yếu nhất bộ phận, tuy rằng hy vọng không lớn, nhưng cũng không thể cứ như vậy cho rồi. Đối với Tần Chu đề nghị, Diệp Thần Phong không có phản đối, nhưng hắn biết cái biện pháp này trên căn bản là không thể thực hiện được, cho dù tìm tới kết giới yếu nhất bộ phận, cũng không phải là bọn hắn mấy người này có thể phá vỡ, nếu như không gian chi lực không có bị hạn chế. Như vậy hắn vẫn có thể mang theo tiết huyền tình đám người tiến vào bên trong tiểu thế giới trốn đến hưởng đông đây. Nhưng bây giờ, Diệp Thần Phong vừa đi theo Tần Chu bọn hắn đi ra quảng trường, hắn một bên ở trong lòng hỏi, Lão Bạch, Lão Hắc, hai người các ngươi có hay không nghe nói hôm khác nguyên cổ thành? Các ngươi có hay không biện pháp để cho chúng ta rời đi bên trong tòa thành cổ này? chương 2038, Sinh Tử Chi Cảnh Tại Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng Lão Hắc Giang Vận Thiên giải thích bên dưới. Tại hai người bọn họ khi còn sống, bọn hắn cũng chưa từng nghe nói cái gì thiên nguyên cổ thành, nói cách khác tòa thành cổ này chính là lão bạch cùng lão hắc sau khi chết sản vật. Còn như bây giờ muốn rời khỏi nơi này, chỉ có phá tan bao phủ lại cổ thành kết giới, bây giờ lão bạch cùng lão hắc tàn hồn lực lượng tuy rằng khôi phục không ít, đồng dạng có thể cho mượn diệp thần phong năng lượng khổng lồ rồi. Thế nhưng, yếu phá tan kết giới nhất định phải thiên thần cảnh bảy tầng thực lực, lấy diệp thần phong bây giờ trạng thái, cho dù lão Bạch cùng lão Hắc có thể làm cho Diệp Thần Phong trong khoảng thời gian ngắn thu được thiên thần cảnh bảy tầng sức mạnh, e sợ Diệp Thần Phong trái tim cũng chịu không được, cuối cùng sẽ bị lão Bạch cùng lão Hắc sức mạnh cho đè ép nổ tung mà chết. Nói cách khác muốn phải dựa vào lão Bạch cùng lão Hắc sức mạnh phá tan nơi này kết giới là không thể nào. Rời đi quảng trường khổng lồ sau, Diệp Thần Phong cùng Tần Chu bọn người ở tại bên trong tòa thành cổ đi chuyển động. Tòa thành cổ này diện tích ngược lại cũng đúng là cực kỳ to lớn, khí tức cổ xưa tràn ngập mỗi một sợi không khí, từng tòa từng tòa niên đại cảm giác vật kiến trúc tại bên trong tòa thành cổ đứng lặng. Tại bên trong tòa thành cổ dò xét một vòng mấy lúc sau, bọn hắn rốt cuộc tìm được kết giới chỗ yếu nhất rồi. Nhưng này nơi kết giới chỗ yếu nhất, căn cứ Diệp Thần Phong cảm ứng, tối thiểu cũng phải cần Thiên Thần cảnh tầng 6 đỉnh phong cường giả mới có thể phá vỡ, mặc dù biết đây là không cố gắng nhưng người ở chỗ này chả là cùng tiến hành công kích mà ở diệp thần phong bọn người ở tại uổng phí sức mạnh thời điểm thiên nguyên cổ thành bên ngoài tiết quý cùng triệu nam long trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng bọn hắn cảm ứng cổ thành chung quanh nhất cử nhất động thiên nguyên cổ thành được kết giới bao phủ sự tình không thể truyền đi chỉ cần có người tu luyện hướng về bên này lại đây như vậy bọn hắn nhất định muốn đi ngăn cản chỉ chờ tới lúc màn đêm sắp sáng lâm bọn hắn là có thể rời khỏi, đến lúc đó khẳng định không có người tu luyện hội hướng về nơi này đến rồi. Tại Tiết Quý cùng Triệu Nam Long nhìn tới, bọn hắn cái kế hoạch này căn bản là không chê vào đâu được, Tần Chu cùng Diệp Thần Phong đám người nhất định là sẽ chết trên trời nguyên cổ thành bên trong rồi. Thời gian từng giây từng phút nhanh chóng trôi qua. Tiết Quý cùng Triệu Nam Long nhìn xem mặt trời lặn phía tây thái dương, bọn họ là lộ ra một vệt thần sắc nhẹ nhõm. Dù sao một khi chuyện của bọn họ bại lộ, như vậy bọn hắn nhất định sẽ trở thành trung châu cái đích cho mọi người chỉ trích. Bây giờ mặt trời lặn phía tây. Thiên Nguyên cổ thành sự tình nhưng là tất cả trung châu người tu luyện đều biết, vào lúc này khẳng định không có ai hội đi tới nơi này, hai người bọn họ tại cùng liếc mắt nhìn nhau một cái sau, thân ảnh của bọn họ biến mất ở Thiên Nguyên cổ thành bên ngoài, trong lòng bọn họ nhìn trời Nguyên cổ thành cũng là cực kỳ kiêng kỵ bọn hắn cũng không dám trên trời nguyên cổ ngoài thành đợi được trời tối rơi xuống phía tây thái dương kỳ dương quang tại càng ngày càng yếu ớt rồi mà lúc này thiên nguyên bên trong tòa thành cổ tần chu cùng diệp thần phong đám người căn bản vô pháp phá tan kết giới này nguyên bản diệp thần phong còn muốn đồng thời thi triển ba loại kiếm ý đây này nhưng cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn buông tha cho một chiêu này power tuy lớn nhưng cho dù triển khai ra cũng cơ hồ là như muối bỏ biển, dù sao thực lực bây giờ của hắn khoảng cách thiên thần cảnh kém quá xa. Mọi người quần áo đều bị mồ hôi cho ướt đẫm, bọn hắn tùy ý ngồi ở trên mặt đất, nhưng kèm theo ánh mặt trời càng ngày càng yếu. Nhiệt độ chung quanh thật giống tại bỗng nhiên hạ thấp, trong không khí tràn đầy âm trầm khí tức. Ngồi ở Diệp Thần Phong bên cạnh tiết huyền tình, của nàng gò má đột nhiên tựa vào Diệp Thần Phong trên bờ vai, người biết thiên nguyên cổ thành truyền thuyết là có thật. Bây giờ kết giới không cách nào phá mở, lấy bọn hắn thực lực của những người này, bọn hắn ở nơi này là chắc chắn phải chết rồi. Tuy rằng Tiết Huyền Tình rất muốn tin tưởng Diệp Thần Phong vẫn có thể sáng tạo kỳ tích. Thế nhưng lần này bọn hắn thật sự lâm vào hẳn phải chết cảnh giới, một khi màn đêm buông xuống. Bên trong tòa thành cổ xuất hiện quỷ tu, thực lực cao nhất nhưng là vượt qua thiên thần cảnh. Đối mặt bực này quỷ tu, ở đây có ai có thể ngăn cản? Cảm giác được dựa vào tại trên bả vai mình tiết huyền tình sau, Diệp Thần Phong trong lòng cũng có vẻ hơi lo lắng, bây giờ không cách nào trước lúc trời tối rời đi thiên nguyên cổ thành, như vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp tại trong thành cổ quỷ tu trong tay còn sống. Diệp Thần Phong ở trong lòng hỏi, Lão Bạch, Lão Hắc, đến cùng cái gì là quỷ tu? Lão Bạch hồi đáp, tiểu gia hỏa, bình thường cường giả sau khi chết, hồn phách của bọn họ không phải dễ dàng như vậy liền tiêu tán, có một ít hồn phách tại nhờ số trời run rủi lĩnh ngộ một ít đặc thù pháp môn tu luyện, như vậy bọn hắn là có thể không ngừng cường hãn hồn phách của mình rồi, đây chính là cái gọi là quỷ tu rồi. Diệp thần phong lập tức nói ra, già như vậy trắng, lão hắc, hai người các ngươi năm đó tại sao không có bước lên quỷ tu một đường. Lúc này lão hắc không vui nói, tiểu tử, quỷ tu dù sao không phải đường ngay, một khi bước vào quỷ tu hàng ngũ, như vậy cả đời đều không thể khôi phục nhục thân rồi, muốn bước lên chân chính tu luyện đỉnh phong quỷ tu nhất định là không làm được nhất định muốn có nhục thân còn nữa rất nhiều quỷ tu tu luyện thủ đoạn đều cực kỳ độc ác thậm chí là dựa vào thôn vệ người tu luyện đến tăng cao thực lực vậy các ngươi có biện pháp giúp ta tránh thoát đêm nay sao diệp thần phong tiếp tục hỏi lão bạch ngô phong rỗi rảnh nói ra tiểu gia hỏa người trước tìm một gian phòng ốc tiến vào bên trong đi hiện tại chỉ có thể đi trước một bước xem một bước rồi khi nghe đến lão Bạch lời nói sau, Diệp Thần Phong nhìn xem tựa ở trên bả vai hắn lưu luyến tiết huyền tình, nói ra chúng ta trước tiên tìm một gian phòng ốc nghỉ ngơi, chúng ta bây giờ còn chưa tới các loại chết thời điểm đây. Mặc dù mọi người đều lâm vào tuyệt vọng, nhưng bọn họ vẫn là nghe đi theo Diệp Thần Phong ý kiến, cuối cùng trên trời nguyên bên trong tòa thành cuộc tìm tới một gian chỉ có một tầng lầu gian nhà. Tại bọn hắn đi vào phòng thời điểm, Thái Dương đã hoàn toàn xuống núi rồi, màn đêm đang nhanh chóng chậm lại. Theo màn đêm đến, thiên nguyên bên trong tòa thành cổ đột nhiên bị nhất cổ không giải thích được sức mạnh cho tràn ngập, mà tiết quý bọn hắn bố trí kết giới cũng vừa hay đến thời gian tán loạn rồi. Tại kết giới tán loạn không bao lâu sau đó chỉ thấy cả tòa thiên nguyên cổ thành đột nhiên biến mất không còn tăm hơi rồi. Mà lúc này đang tại thiên nguyên cổ thành một gian phòng ốc bên trong diệp thần phong đám người cảm giác được thiên nguyên bên trong tòa thành cổ sắc trời tại càng ngày càng tối, bọn hắn cũng đoán được bây giờ thiên nguyên cổ thành cũng đã biến mất ở Trung Châu rồi, mà bọn hắn nhưng là kèm theo thiên nguyên cổ thành đồng thời biến mất rồi, hiện tại kết giới tuy rằng tán loạn, nhưng bọn họ muốn rời khỏi thì càng thêm không thể nào. Những kia tràn ngập ở trong không khí năng lượng, dối giết ra chỉ ở từng tòa từng tòa vật kiến trúc bên trên, tại có những năng lượng này ra chỉ sau đó sợ sợ rằng muốn phá hoại những kiến trúc này vật trên căn bản là không thể nào. Tại Diệp Thần Phong tiếp tục suy nghĩ muốn cùng lão Bạch, lão hắc câu thông thời điểm. Chỉ thấy Thiên Nguyên cổ thành trên đường phố có phần trong không khí, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo dường như hư ảnh đồ vật, từ những thứ đồ này bên trong truyền ra gào khóc thảm thiết thanh âm, đây chính là cái gọi là quỷ tu rồi. Này dẫn đầu xuất hiện quỷ tu thực lực đều tại linh thần cảnh tầng thứ hình dạng của bọn hắn cực kỳ thê thảm, nhìn qua thật là dọa người. Đang ở mỗ gian phòng bên trong diệp thần phong đám người. Bọn hắn tại cảm giác được từng trận linh thần cảnh chấn động sau đó rất nhanh bọn hắn lại cảm thấy đến từng trận địa thần cảnh chấn động. Tại cảm giác được địa thần cảnh chấn động sau đó bọn hắn lập tức lại cảm thấy đến thiên thần cảnh chấn động. Này từng đợt chấn động tại chiều diệp thần phong bọn hắn bên này gian nhà mãnh liệt mà tới. Ngoại trừ diệp thần phong ở ngoài, ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt mặt không có chút máu, bọn hắn đương nhiên biết phát ra bực này sóng năng lượng chính là thiên nguyên bên trong tòa thành cổ quỷ tu rồi. Diệp Thần phong nhanh chóng ở trong lòng cùng lão Bạch, lão hắc câu thông. Mà từng đợt sóng năng lượng càng ngày càng rõ ràng, người ở chỗ này biết chỉ có thể chờ chết ở đây rồi. Tần Chu thở dài, nói ra, "Ai, xem ra đêm nay chúng ta đều phải chết ở chỗ này rồi, chúng ta chạy không thoát tai nạn này rồi." Triệu bá cùng Lý bá đứng ở tiết huyền tình cùng Diệp thần phong bên cạnh, trong lòng bọn họ cũng không tiếng động trồng chất thở dài một hơi. Tiết huyền tình nhìn xem rơi vào trầm tư diệp thần phong, nàng là muốn nói lại thôi. Lý tín văn ánh mắt cũng chăm chú nhìn chầm chầm diệp thần phong. Lăng giang cùng lăng vô song hai cha con họ, bọn hắn cũng buông tha cho có thể sống sót ý niệm, tất cả những thứ này hẳn là thanh nguyệt tông đưa tới, nhưng bọn họ hai cha con cũng không trách tội thanh nguyệt tông ý tứ, lăng vô song ánh mắt nhìn chầm chằm diệp thần phong hắn ở trong lòng nói ra đời này xem ra không cách nào vượt qua ngươi rồi nhưng nếu có đời sau lời nói ta lăng vô song nhất định phải chiến thắng ngươi diệp thần phong trong không khí sóng năng lượng càng ngày càng kịch liệt nồng nặc khí tức âm trầm đang không ngừng tràn vào gian nhà bên trong khiến người ta có một loại cả người tóc gáy dựng lên cảm giác người ở chỗ này đều biết lần này e sợ đúng là cửu tử nhất sinh rồi chương 2039, suy đoán, chấn quỷ ấn. Tại còn lại mọi người cùng đường mặt lộ thời điểm. Diệp Thần Phong đang cùng Lão Bạch, Lão Hắc nhanh chóng câu thông. Bây giờ Diệp Thần Phong tại trận pháp trình độ thượng mặc dù không tệ, thế nhưng thực lực hôm nay có hạn, yếu bố trí một cái cường đại đến liền vượt qua thiên thần cảnh cường giả cũng không cách nào phá vỡ phòng ngự trận. Hắn tối thiểu muốn tìm đi mười mấy ngày, hơn nữa cần đại lượng linh thạch cùng thiên tài địa bảo, bố trí phòng ngự trận cái biện pháp này nhất định là không thể thực hiện được rồi. Lão Bạch không chút hàm hồ nói, tiểu gia hỏa, chỗ này bên trong tòa thành cổ kiến trúc được đặc thù năng lượng cho gia trì, bằng vào ta cùng lão hắc xem tới nơi này kiến trúc là quỷ tu không cách nào phá xấu, người bây giờ chỉ cần đóng kỹ gian nhà cửa sổ, không cho những quỷ tu đó tiến vào nơi này là được rồi. Đương nhiên quỷ tu sức mạnh khẳng định so với các ngươi lớn, tự coi như các ngươi dùng thân thể chặn lại cửa sổ, sợ cuối cùng đều sẽ được quỷ tu từ bên ngoài đẩy ra. Bất quá, chỉ cần ngươi tại cửa sổ cắn câu hỏa chấn quỷ ấn như vậy thì có thể chống đối một đoạn thời gian. Lại có thêm dụng thần huyết phát hỏa chấn quỷ ấn hiệu quả càng tốt hơn. Chỉ cần ngươi dụng thần huyết tại hết thảy cửa sổ cắn câu hỏa chấn quỷ ấn như vậy, cho dù là vượt qua thiên thần cảnh quỷ tu xuất hiện, các ngươi cũng có thể miễn cưỡng chống đối khoảng một canh giờ. Ở cái này trong vòng một canh giờ, ta cùng lão hắc sẽ tận lực nghĩ ra chân chính biện pháp giải quyết hiện tại ta sẽ đem trấn quỷ ấn truyền cho ngươi có ta kể cho ngươi giải ngươi chẳng mấy chốc sẽ lĩnh ngộ trấn quỷ ấn tại lão bạch ngô phong dỗi rảnh sau khi nói xong diệp thần phong lập tức nhắm hai mắt lại trong đầu hắn lão bạch tại một lần một lần nhanh chóng biểu thị trấn quỷ ấn người ở chỗ này nhìn thấy diệp thần phong nhắm hai mắt lại bọn hắn đều cho rằng diệp thần phong cũng buông tha cho quỷ hồ sói chu thanh âm càng ngày càng gần âm khí âm u sóng năng lượng để người ở chỗ này không ngừng đánh lạnh run tần chu tuyệt vọng mở miệng nói cùng với bị nơi này quỷ tu thôn phệ ngược lại còn không bằng tự mình kết liễu tính mạng đây tại còn lại người cũng phải đồng ý tần chu lời nói lúc chỉ thấy diệp thần phong đột nhiên mở mắt ra hắn nói ra các ngươi trước tiên toàn bộ tướng môn cửa sổ đóng lại nơi này kiến trúc đều bị đặc thù năng lượng gia trì chỉ cần không cho quỷ tu xông tới là được rồi Diệp Thần Phong trực tiếp đi tới trước cửa chính, hắn đem hai cánh cửa gỗ đóng lại rồi, những người còn lại khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau, trên mặt bọn họ nhưng vẫn là không có quá nhiều ước ao, bọn hắn đương nhiên cũng cảm giác được kiến trúc được năng lượng gia trì, có thể coi là cửa sổ đều đóng lại, bọn hắn cũng không chống đỡ được đông đảo quỷ tu từ bên ngoài đẩy ra tới. Chỉ có tiết huyền tình chiếu vào Diệp Thần Phong dặn dò đi làm, Diệp Thần Phong hiện tại không có thời gian giải thích nhiều như vậy. Hắn trực tiếp đem hai bàn tay của mình cho rạch ra một vết thương. Trong cơ thể thần huyết huyết nhanh chóng vận chuyển, để màu vàng thần huyết từ trong vết thương có thể chảy xuôi mà ra. Mọi người tại nhìn thấy Diệp Thần Phong trong bàn tay chảy ra là kim sắc huyết dịch sau, bọn hắn cũng không khỏi hơi sững sờ. Chính là cái này ngây người thời điểm, Diệp Thần Phong hai bàn tay nhanh chóng ở trong không khí kết ấn, từ trong bàn tay chảy xuôi mà ra thần huyết ở trong không khí từ từ phát hỏa thành một cái quái lạ phức tạp màu vàng dấu ấn. Diệp thần phong trong miệng cắn chặt hàm răng, ngón tay búng một cái, ở trong không khí phát hỏa thành màu vàng dấu ấn, trực tiếp khắc ở mộc trên cánh cửa lớn. Một đạo tràn ngập chính khí hào quang màu vàng lóe lên liền qua. Chấn quỷ ấn đã sớm tại bây giờ thiên huyền giới thất truyền, mọi người ở đây đều không có nhận ra Diệp Thần Phong thi triển chính là chấn quỷ ấn tuy rằng tần chu bọn người cảm giác không gian này dấu ấn có những gì đặc thù nhưng bọn họ tại phục hồi tinh thần lại sau đó bọn hắn cũng dồn dập chủ động trợ giúp diệp thần phong đi quan môn cùng đóng cửa sổ rồi diệp thần phong liên tiếp lợi dụng thần huyết tại môn cùng trên cửa sổ phát họa chấn quỷ ấn tại đem cuối cùng một cánh cửa sổ thượng chấn quỷ ấn phát họa sau khi hoàn thành sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy rồi hắn trực tiếp đặt mông ngồi ở trên mặt đất mà đồng thời gào khóc thảm thiết thanh âm phảng phất liền ở bên tai. Đã có quỷ tu đi tới phía ngoài phòng rồi. Nói thật, ở đây tất cả mọi người không cho là Diệp Thần Phong phát họa dấu ấn có thể chống lại quỷ tu tiến vào nơi này. Dù sao chấn quỷ ấn đối với quỷ tu có tác dụng, tại vậy người tu luyện trong mắt chấn quỷ ấn chính là một cái bình thường dấu ấn mà thôi. Phía ngoài phòng, từng cái dáng dấp thê thảm quỷ tu kêu rên không ngừng đứng ở phía trước nhất chính là rất nhiều tên thiên thần cảnh quỷ tu những quỷ này tu ánh mắt trống rỗng từng cái giống như là không có ý thức tại trên mặt bọn họ tràn ngập chết lặng cùng khát máu cái kia tại phía trước nhất rất nhiều ngày thần cảnh quỷ tu trên người bọn hắn không ngừng tăng lên sóng năng lượng thân thể đồng thời hướng về cửa lớn va chạm mà đi trong phòng tần chu cùng tiết huyền tình đám người bọn hắn cũng cảm thấy động tĩnh bên ngoài rất nhiều tên thiên thần cảnh quỷ tu đồng thời động thủ, bọn hắn trong con người kiên quyết vẻ càng thêm nồng nặc. Chỉ là sau một khắc, trên cửa chính đột nhiên kim quang tăng mạnh, những kia đụng vào trên cửa chính thiên thần cảnh quỷ tu dĩ nhiên toàn bộ được bắn ra bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời ngoài phòng thê thảm tiếng hô càng thêm nồng nặc. Mà tần chu cùng tiết huyền tình bọn người nín thở, bọn hắn nhìn xem phía trước mặt vẫn không nhúc nhích cửa lớn, Cảm nhận được vừa vặn ngoài phòng bị đẩy lùi đô thiên thần cảnh quỷ tu, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần Phong phát hỏa dấu ấn thật là có dùng. Chỉ chốc lát sau, Tần Chu một mặt không dám tin nhìn xem ngồi ở trên mặt đất Diệp Thần Phong, hỏi hắn, Diệp Tiểu huynh đệ, ngươi, ngươi lẽ nào phát hỏa chính là trong truyền thuyết chấn quỷ ấn? Này Tần Chu rốt cuộc là trung châu người, hắn ngược lại là suy đoán ra một chút đầu mối. Điều tức một hồi Diệp Thần Phong, hắn đứng lên, nói ra, tần xứ người, người cũng biết chấn quỷ ấn. Không sai, ta phát họa xác thực là chấn quỷ ấn. Khi chiếm được Diệp Thần Phong khẳng định sau, tần chu càng thêm không bình tĩnh rồi, tiết huyền tình các loại những người còn lại cũng mục quang chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Chấn quỷ ấn sớm tại thiên huyền giới thất truyền, đến từ chính địa huyền giới Diệp Thần Phong làm sao sẽ thi triển đâu này. Lấy Diệp Thần Phong cho tới bây giờ triển hiện thiên phú mà nói, thật giống Diệp Thần Phong mới hẳn là thiên huyền giới người, mà bọn hắn ngược lại tương đối giống là hạ đẳng vị diện người. Phản phất chuyện gì đã đến Diệp Thần Phong trên tay đều có thể giải quyết dễ dàng bình thường. Diệp Thần Phong không có để ý tâm tình của mọi người biến hóa, hắn nói ra, của ta chấn quỷ ấn chỉ có thể kiên trì một canh giờ, chúng ta nhất định muốn tại đây trong vòng một canh giờ nghĩ đến sống tiếp biện pháp. Diệp Thần Phong lời nói này không thể nghi ngờ là một chậu nước lạnh, để tần chu cùng thiết huyền tình đám người tỉnh táo lại, bọn hắn từng cái toàn bộ rơi vào trong trầm mặc. Mà lão bạch cùng lão hắc thanh âm cũng lần nữa vang lên. Lão bạch ngô phong dối rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, căn cứ ta cùng lão hắc cảm ứng, phía ngoài quỷ tu không phải phổ thông quỷ tu, những quỷ này sửa tốt như đều mất đi ý thức tự chủ, bình thường mất đi ý thức tự chủ quỷ hồn, căn bản không khả năng tu luyện thành quỷ tu, trừ phi là có người cố ý mà thôi. Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng nói: "Tiểu tử, tại Viễn Cổ thời đại có một loại độc ác pháp môn, tại đem người tu luyện giết sau đó thông qua đặc thù biện pháp, có thể để cho chết đi người tu luyện quỷ hồn ngưng tụ, đồng thời để cho bọn họ mất đi ý thức tự chủ, như đồng hành." "Thi, đi, thịt bình thường chỉ biết là thôn phệ huyết nhục. Biện pháp như thế tại Viễn Cổ thời đại cũng là cấm dùng, tại trong tình huống bình thường không có ai hội thi triển, một khi thi triển, những kia bị giam cầm đâu quỷ hồn Bọn hắn đem không cách nào tiến vào luân hồi, nói cách khác vĩnh viễn không được siêu sinh. Nơi này quỷ tu nghiêm ngặt trên ý nghĩa không thể được gọi là chân chính quỷ tu rồi. Tại bên trong tòa thành cổ này, khẳng định có một cái ẩn dấu cầm cố chi địa, ở nơi đó cầm giữ những quỷ này sửa tất cả ý thức, chỉ cần ngươi có thể tìm đến cái kia cầm cố chi địa, như vậy ngươi là có thể nắm giữ những quỷ này tu sống chết rồi. Bất quá, lấy nơi này quỷ tu thực lực đến xem cái kia cầm cố chi địa tuyệt đối không bình thường. Lão Bạch Ngô Phong dối rảnh tiếp lời, tiểu gia hỏa, bây giờ đây là người biện pháp duy nhất rồi, nếu như vẻn vẹn là ngươi một người, như vậy chúng ta hay là vẫn có thể bảo ngươi một mạng, cho ngươi nhịn đến hưởng đông, nhưng chúng ta không cách nào bảo đảm những người còn lại an toàn, cho nên ngươi muốn khiến người khác cũng sống mệnh, ngươi chỉ có thể tiến vào chỗ kia cầm cố chi địa. Nhưng ta phải như thế nào rời đi nơi này? chỉ sợ ta tại chả không có tìm được cầm cố chi địa trước, những kia không có ý thức quỷ tu liền muốn đem ta xé thành mảnh nhỏ rồi. Diệp thần phong cao mày ở trong lòng hỏi. Tiểu tử, người đây liền không cần phải lo lắng rồi, ta có thể cam đoan ngươi tại một đoạn thời gian ngắn bên trong, nơi này quỷ tu hội coi ngươi vì không có gì, bọn hắn sẽ đem ngươi trở thành làm đồng loại, tự coi như ngươi tại trước mặt bọn họ đi qua, bọn hắn cũng sẽ không công kích ngươi, thế nhưng khoảng thời gian này cực kỳ có hạn, Ngươi nhất định phải muốn hảo hảo nắm chắc." Lão Hắc Giang Vận Thiên nói ra. Chương 2040, thần vương cảnh, giành giật từng giây. Sau đó ngươi rời đi ra nhà, sau đó bên trong cơ thể ngươi nhanh chóng vận chuyển Ma Thiên Quyết, để Ma Thiên Quyết ma khí bao phủ lại ngươi, này ma khí cũng là quỷ tu khá là yêu thích, tại ma khí chính là bao trùm dưới, trên người ngươi nhân loại khí tức sẽ bị cực hạn thu liếm. như vậy là có thể cho ngươi tạm thời không bị quỷ tu công kích, bất quá khoảng thời gian này ước chừng chỉ có nửa giờ mà thôi. Tại Lão Hắc Giang Vân ngày mới mới vừa cho Diệp Thần Phong giải thích một phen sau, chỉ nghe một trận vang vọng chân trời tiếng gào thét vang vọng ở bên trong đất trời, gian nhà cửa sổ không ngừng lay động, đóng chặt trên cửa cũng phát ra kẹt kẹt. Kẹt kẹt, thanh âm. Bên ngoài nguyên bản đang không ngừng va chạm cửa sổ quỷ tu, bọn hắn dĩ nhiên từng cái quỷ gối trên mặt đất. Sát theo đó, một cổ kinh khủng trí cực sóng năng lượng tại toàn bộ bên trong tòa thành cổ khuếch tán ra cho dù có chấn quỷ ấn áp chế diệp thần phong các loại người hay là cảm giác bên trong thân thể một trận huyết khí dâng lên tần chu sắc mặt biến thành hơi kịch biến hắn ngữ khí có phần run rẩy nói ra quỷ quỷ vương đây tuyệt đối là thiên nguyên bên trong tòa thành cổ quỷ vương rồi thực lực tối thiểu đến thần vương cảnh rồi thần vương cảnh diệp thần phong một mặt nghi hoặc nhìn tần chu hắn chả cũng không biết thiên thần cảnh về sau thực lực đẳng cấp đây. Trước hắn cũng không có bước thiết đi đến hỏi lão bạch cùng lão hắc, dù sao hắn cách thiên thần cảnh vẫn là rất xa đây. Biết rồi thiên thần cảnh về sau đẳng cấp, cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến tâm tính của hắn. Bất quá, bây giờ nếu xuất hiện thiên thần cảnh bên trên cường giả, như vậy hắn giải một phen cũng không gì đáng trách được rồi. Thấy Diệp Thần Phong ánh mắt nghi hoặc Tần Chu giải thích thần vương cảnh chính là thiên thần cảnh bên trên một cấp độ, tại trong chúng ta châu thế lực bên trong, muốn chen vào nhất lưu thế lực phạm trù, trong đó trong tông môn nhất định muốn có một tên thiên thần cảnh tầng 6 cường giả tỏa chấn, đây là tận dưới đáy giới hạn. Đương nhiên đây chỉ là miễn cưỡng nhất lưu thế lực mà thôi, những kia đỉnh cấp nhất lưu trong thế lực, như vậy liền tất cần phải có thần vương cảnh cường giả tỏa chấn rồi, này thần vương cảnh cường giả đã là trung châu đỉnh cao cường giả rồi, bình thường thực lực đến thần vương cảnh đều là một ít tuổi tác hơn vạn tuổi lão quái vật rồi, thông thường những lão quái vật này đều là ở vào bế quan bên trong. Này thần vương cảnh không có bị chia làm vừa đến 7 tầng rồi. Thần vương cảnh chỉ bị phân làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong này bốn cái cảnh giới nhỏ, tiến vào thần vương cảnh sau đó muốn vượt qua một cái cảnh giới nhỏ, này là cực kỳ chật vật. Rất nhiều người trăm năm, thậm chí ngàn năm cũng không vượt qua nổi một cái cảnh giới nhỏ. Nghe được tần chu đối với Thần Vương cảnh giải thích, sau đó Diệp Thần Phong lặng lẽ gật gật đầu, như hôm nay nguyên bên trong tòa thành cổ Thần Vương cảnh quỷ tu đều xuất hiện, hắn không thể chậm trễ thời gian nữa rồi. Hắn nhất định phải phải mau sớm tìm tới chỗ kia cầm cố chi địa. Diệp Thần Phong cảm ứng một thoáng bốn phía cửa sổ, hắn cuối cùng ánh mắt như ngừng lại bên phải trước một cánh cửa sổ, hắn cảm giác được tại đây phía ngoài cửa sổ quỷ tu là ít nhất, hắn yếu thừa cơ hội này rời đi gian nhà. Diệp Thần Phong nói ra, ta hiện tại muốn rời khỏi một chuyến, chúng ta không thể ở nơi này ngồi chờ chết, nếu như thuận lợi, như vậy ta có thể để cho các ngươi tiếp tục sống tiếp, các ngươi ở nơi này chờ tin tức của ta. Tiết Huyền Tình trực tiếp kéo lại Diệp Thần Phong cánh tay, nói ra ta muốn cùng đi với ngươi. Diệp Thần Phong lắc lắc đầu, nói ra ta có biện pháp để quỷ tu tạm thời không nhìn của ta. Nếu như các ngươi đi theo ta cùng đi ra ngoài, như vậy sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm gay gâu. Bây giờ các người phải làm chính là chính là ở chỗ này chờ ta, đây chính là đối với ta tốt nhất ủng hộ. Thấy Diệp Thần Phong nói kiên quyết như thế, Tiết Huyền Tình tại cắn môi một cái sau đó người cuối cùng buông lỏng ra Diệp Thần Phong cánh tay. Mà nguyên bản ý định mở miệng nói chuyện triệu bá đám người, bọn hắn cũng lựa chọn ngậm miệng, bọn hắn biết Diệp Thần Phong tâm ý đã quyết, huống hồ nếu như Diệp Thần Phong thật sự có biện pháp để quỷ tu không nhìn, như vậy bọn hắn đi theo thật sự chỉ sẽ trở thành diệp thần phong trói buộc diệp thần phong đi tới bên phải trước cửa sổ hắn đưa bàn tay thượng khép lại vết thương lần thứ hai cắt ra bên trong thân thể thần huyết quyết vận chuyển hai bàn tay ở trong không khí nhanh chóng kết ấn rất nhanh ở trong không khí liền tạo thành một cái màu vàng phức tạp dấu ấn rồi cái này màu vàng dấu ấn trôi nổi tại trong không khí diệp thần phong thử đem linh khí của mình cùng dấu ấn liên tiếp sau đó, hắn đem bên phải cửa sổ mở ra, tại mở cửa sổ ra sau đó nguyên bản trên cửa sổ chấn quỷ ấn liền sẽ mất đi tác dụng. Diệp thần phong không chút do dự từ trong cửa sổ lẻn ra ngoài, sau đó ở bên ngoài đem cửa sổ đóng lại rồi. Tại cửa sổ bị đóng lại sau, diệp thần phong xuyên thấu qua cửa sổ một ít đầu khay nhỏ, câu thông trong phòng trôi nổi ở trong không khí màu vàng dấu ấn, bởi vì có linh khí liên tiếp, cho nên diệp thần phong trong cơ thể linh khí khẽ động, cái kia trôi nổi ở bên trong phòng trong không khí màu vàng dấu ấn, liền nhanh chóng khắc ở trên cửa sổ, làm mất đi tác dụng chấn quỷ ấn cho trọng mới bù lại rồi. Mà ngoài cửa sổ những kia nguyên bản quỷ ở trên mặt đất quỷ tu, bọn hắn tại người được huyết nhục mùi sau đó bọn hắn lần thứ hai từ trên mặt đất đứng lên, mắt nhìn bọn họ yếu đánh về phía Diệp Thần Phong thời điểm, Diệp Thần Phong trong cơ thể ma thiên quyết nhanh chóng vận chuyển, lợi dụng ma khí nồng nặc đem trên người mình huyết nhục mùi cho che kín rồi. Tại huyết nhục mùi biến mất sau đó những quỷ tu đó lại khôi phục yên tĩnh, dù sao những quỷ này tu là không có ý thức, bọn hắn chỉ là thông qua huyết nhục mùi đến công kích. Đang nhìn đến trước mặt những quỷ này tu chân bình tĩnh lại sau đó Diệp Thần Phong trong lòng cuối cùng là thở phào nhẹ nhóm, dù sao trước mặt hắn những quỷ này tu đều là linh thần cảnh cùng địa thần cảnh, lấy thực lực bây giờ của hắn vẫn đúng là không đủ những quỷ này tu nhét kẻ răng đây. Được nồng nặc ma khí cho bao trùm Diệp Thần Phong, thân ảnh của hắn lập tức trên trời nguyên bên trong tòa thành cổ nhanh chóng tìm kiếm. Mà trong phòng, tần chu cùng tiết huyền tình đám người cảm giác được diệp thần phong thật không có được quỷ tu công kích sau đó trong lòng bọn họ cũng hơi chút yên tâm một ít, bất quá, tiết huyền tình cái kia đẹp mắt mày liễu nhưng thủy chung là nhíu thật chặt, người lạnh lẽo trên mặt được vô tận lo lắng cho tràn ngập. Triệu bá nói ra, ai, thần phong là vì chúng ta mới liều mạng, mà chúng ta bây giờ lại chỉ có thực lực không giúp được gì, ta xem thần phong loại kia để quỷ tu không nhìn năng lực cũng có thời gian hạn chế, lão đầu tử ta thiếu nợ thần phong thật nhiều cái mạng rồi. Thanh Nguyệt Tông bên trong duy nhất cùng đi theo Trung Châu Lý Tín Văn, ánh mắt của hắn kinh ngạc nhìn Diệp thần phong rời đi cửa sổ, bàn tay của hắn thật chặt nắm thành quyền đầu, hắn cũng không hề mở miệng nói chuyện. Thiên phong tông tông chủ lang giang, hắn cũng nói, về sau Diệp huynh đệ chính là chúng ta thiên phong tông ân nhân rồi, nếu như có thể sống sót rời đi, như vậy chúng ta thiên phong tông sẽ vì diệp huynh đệ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Lăng vô song cũng tự nói, tại trong mộ đã cứu ta một lần, bây giờ vừa cứu ta một lần, nếu như chả có thể sống, như vậy ta lăng vô song cái mạng này sẽ là của ngươi, bất quá, ta còn là sẽ không từ bỏ khiêu chiến ngươi. Tần Chu cũng nhìn xem cửa sổ lắc lắc đầu, hắn ở trong lòng thầm nghĩ, tại trong mộ cổ diệp tiểu huynh đệ đã coi như là đã cứu ta một mạng rồi, nếu như có thể sống sót, như vậy ta liền lại thiếu nợ hắn một mạng rồi, bây giờ ta đã lui ra viêm thiên cốc rồi, còn nữa trong biển ý thức của ta có diệp tiểu huynh đệ thần niệm dấu ấn. Giả như thật sự có thể sống sót rời đi thiên nguyên cổ thành, như vậy ta tần chu nguyện ý toàn tâm toàn ý nhận thức diệp tiểu huynh đệ làm chủ, hiện tại tất cả liền mặc cho số phận đi. Cả tòa thiên nguyên cổ thành đều bị nồng nặc đen nhánh cho tràn ngập. Nhanh chóng dù đáng tại trên đường phố Diệp Thần Phong, Hắn cẩn thận cảm ứng Thiên Nguyên bên trong tòa thành cổ nhất cử nhất động. Tại lão Bạch cùng lão Hắc báo cho dưới, hắn không thể tới gần Thần Vương cảnh quỷ tu địa phương, e sợ so tại Thần Vương cảnh quỷ tu trước mặt, Diệp Thần Phong huyết nhục mùi vẫn là không cách nào hoàn toàn ẩn núp. Đương nhiên nếu như thật sự Diệp Thần Phong bên trong đan điền Thiên Địa Chi Hỏa thanh viêm đủ mạnh, như vậy hắn dùng Thiên Địa Chi Hỏa đối phó quỷ tu ngược lại cũng đúng là một cái lựa chọn tốt. Chỉ là bây giờ thanh viêm power quá yếu, e sợ liền linh thần cảnh quỷ tu cũng không đối phó được đây. Bây giờ đối với ở Diệp Thần Phong tới nói quả thực là tranh đoạt từng giây. Thân ảnh của hắn tại trong thành cổ cẩn thận tra xét. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, suốt cuộc Diệp Thần Phong tại cổ thành mặt phía bắc cảm thấy hơi khác nhau khí tức, căn cứ lão Bạch cùng lão Hắc phán đoán nơi đó vô cùng có khả năng chính là cầm cố chi địa. Nhưng mà làm diệp thần phong đang nhanh chóng tiếp cận nơi đó thời điểm thời gian nửa tiếng đã đến ma khí tuy rằng còn tại thu lại diệp thần phong trên người huyết nhục mùi nhưng không cách nào thu lại đến để quỷ tu không phát hiện được tại phụ cận quỷ tu căn cứ từng tia một mùi bọn hắn đang nhanh chóng hướng về diệp thần phong tụ lại diệp thần phong nhìn xem hướng bốn phương tám hướng hội tụ tới linh thần cảnh địa thần cảnh thậm chí là thiên thần cảnh quỷ tu Hắn liều mạng tựa như hướng về mặt phía bắc nhanh chóng lao đi, một khi bị những quỷ này tu vây quanh, e sợ có lão Bạch cùng lão Hắc trợ giúp cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Audio điện tử Võ Tấn bền. Hết tập 102.